Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 44. Diệp Quân Lâm chết. Hồi tưởng lại tin tức này là nửa năm trước Kim Cảng đảo một trận chiến bên trong. Lúc ấy gây nên oanh động to lớn. Đại hạ trên dưới rên rỉ. Địch nhân ngược lại là yêu thích. Nhưng hôm nay Diệp Quân Lâm chết tin tức vậy mà xuất hiện lần nữa. Tình huống như thế nào? Diệp Quân Lâm chết rồi. Diệp Quân Lâm không phải đều sớm chết sao? Làm sao hiện tại còn có tin tức đâu? Rất nhanh một loạt tin tức truyền tới. Kim Cảng đảo một trận chiến bên trong, Diệp Quân Lâm tuyệt không chết đi, hắn là giả chết, lừa qua tất cả mọi người. Sau đó tin tức liên tiếp không ngừng. Đại hạ đá mặt trời thủ hộ cùng chư thần phòng thí nghiệm trong phạm vi toàn thế giới căn cứ phá hư, đến gần đây Richard cùng các lớn người phát ngôn bị giết sự tình đều là Diệp Quân Lâm làm. Đều là Diệp Quân Lâm. Sau khi biết chân tướng, chấn động các nơi. Nguyên lai Diệp Quân Lâm tuyệt không chết đi, chỉ là trong bóng tối thủ hộ lấy đại hạ. Một mực cùng Richard đối kháng đều là hắn. Thiên sách phủ các đại thần tướng cũng minh bạch. Vì sao có người nói bọn hắn không bằng một cái Diệp Quân Lâm? Vì sao thiên cơ các tại thời khắc cuối cùng để bọn hắn đi cứu người? Nguyên lai hắn là Diệp Quân Lâm a. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Rất nhanh đám người biết được chư thần phòng thí nghiệm cường giả đột nhiên trở về tinh quốc giết Diệp Quân Lâm một trở tay không kịp. Tại hạ độc cùng các cao thủ vây công tình huống dưới, Diệp Quân Lâm cuối cùng không địch lại tử vong. Nhưng cuối cùng vẫn là cùng một vị cường giả cùng đến chỗ chết. Chấm. Thanh Long bọn hắn biết về sau, rất nhiều người kém chút té xỉu. Vốn cho là hắn đều an toàn. Biết hắn là Diệp Quân Lâm. Nhưng hết thảy đều muộn. Lý Thành Mẫn khóc lớn tiếng khóc. Đối với Tam Hưng tập đoàn chỉ trích, nàng đều không để ý. Bây giờ bị Tam Hưng tập đoàn phát hiện nàng giấu giếm Diệp Quân Lâm, đây chính là trọng tội a. Nhưng nàng chỉ hy vọng Diệp Quân Lâm còn sống, cái khác đều không trọng yếu. Tam Hưng tập đoàn cao tầng quyết định đem Diệp Quân Lâm thi thể hủy đi, Lý Thành Mẫn cũng bị cưỡng ép tách ra. Nhưng một cái ngây người công phu, xuất hiện một người. Hắn, các ngươi không thể động. Rất nhanh, tại dưới mắt của bọn họ, Diệp Quân Lâm biến mất, cái này người cũng biến mất. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Đám người chỉ cảm thấy đặc biệt mộng ảo, xuất hiện một người liền bộ dáng đều không thấy rõ ràng, Diệp Quân Lâm liền biến mất. Mang đi Diệp Quân Lâm không phải người khác, chính là Hỏa Vân Tà Thần. Hắn biết Richard bị giết tin tức về sau, vẫn tại chú ý Diệp Quân Lâm. Biết Diệp Quân Lâm sau khi an toàn, hắn cũng rời đi. Thật không nghĩ đến chính là chư thần phòng thí nghiệm lại trở về giết trở về. Ngài không thể chết. Nhìn xem Diệp Quân Lâm thi thể, Hỏa Vân Tà Thần sốt ruột. Không lâu lắm về sau, một đám người vội vàng đi vào. Cổ xưa chủng tộc cùng thế lực. Bọn hắn tại tiếp vào Hỏa Vân Tà Thần thông báo về sau, lập tức đi vào. Là hắn sao? Đám người mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, không xác định nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ở trên người hắn có thể lục soát đồ vật. Hỏa Vân Tà Thần vừa nói như vậy, có người cẩn thận từng ly từng tí đi lục soát Diệp Quân Lâm. Rất nhanh khối kia lệnh bài màu đen bị lục soát ra tới. Phù phù. Phù phù. Chấm. Nhìn thấy lệnh bài màu đen, đám người vậy mà một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Từng cái lệ nóng doanh tròng, vui đến phát khóc. Khối này lệnh bài đối bọn hắn đến nói ý nghĩa quá trọng đại. Nếu như nói nắm giữ khối này lệnh bài, dù là khiến cái này người đi chết, bọn hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Thật là, lần này xác định, thật là. Đám người kích động hô hào. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn a. Hỏa Vân Tà Thần hô. Đúng, nhất định phải cứu hắn. Dù là dùng hết tất cả biện pháp, cũng phải cứu hắn. Một câu, dù là tất cả chúng ta đều chết rồi, hắn cũng không thể chết. Chấm. Diệp Quân Lâm tình trạng để đám người này điên cuồng. Bọn hắn muốn dùng tận tất cả biện pháp để Diệp Quân Lâm sống tới. Nói làm liền làm. Đám người bắt đầu ra tay. Kỳ quái, hắn cái này. Rất nhanh có người phát hiện vấn đề. Làm sao rồi, làm sao rồi. Tất cả mọi người cùng một chỗ xúm lại tới. Không có khả năng a. Cái này người hoảng sợ nói. Hắn đến từ xưa lão chủng tộc, am hiểu vô cùng kỳ diệu y thuật. Làm sao a? Mọi người càng phát nghi hoặc. Vừa mới rõ ràng là chết, bây giờ lại có khí tức, thân thể của hắn vậy mà tại mình khôi phục. Cái này người kinh ngạc nhìn xem. Thần tình kia cùng gặp quỷ đồng dạng.
Chuyện không thể nào a. À. Những người khác cũng chấn kinh, đây chẳng phải là nói căn bản không chết. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người vui đến phát khóc. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Người kia tiếp tục hô, không thích hợp, không thích hợp, cái này thật đáng sợ. Hắn không những khôi phục, vẫn là Phượng Hoàng Niết Bàn khôi phục. Hắn dường như thể chất càng mạnh càng kinh khủng. Mọi người cẩn thận cảm thụ được. Diệp Quân Lâm khí tức trên thân đúng là càng phát ra khủng bố. Còn có loại sự tình này. Bất tử không nói, còn có thể khôi phục. Còn mạnh hơn. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chấm. Tình huống như thế nào? Các vị kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói một chút đây là tình huống như thế nào? Mọi người đối với cái này đều rất nghi hoặc. Cấm kỵ thuật, là hắn sử dụng cấm kỵ thuật nguyên nhân. Đúng, ta nghe nói tiên sinh cấm kỵ thuật bên trong có một môn thuật pháp là đồng quy vu tận. Là tại ngươi gần như thời khắc nguy hiểm nhất mới sử dụng. Nhưng là giống như cái này môn cấm kỵ chi thuật kỳ thật cũng không là đồng quy vu tận. Nó chỉ là đang thử thăm dò ngươi là có hay không có chân chính chịu chết cùng người cùng đến chỗ chết quyết tâm. Tuyệt đại bộ phận người đều không dám tùy tiện đi nếm thử. Dù sao không có cái này dũng khí. Nhưng ngươi một khi nếm thử, kỳ thật cũng không là đồng quy vu tận. Mà lại niết bàn sống lại một môn cấm kỵ chi thuật. Cái này người nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm, bây giờ xem ra, thật là dạng này. Quá tốt, hắn có thể còn sống quá tốt. Chấm. Lucifer không chết, mọi người không nghĩ tới. Nhưng Diệp Quân Lâm không chết, mọi người càng không có nghĩ tới. Thiên sách phủ thiên cơ các lầu các trước. Mấy đại thần tướng vậy mà đều quỳ. Tiên sinh các ngài là đã sớm biết Diệp Quân Lâm còn sống à? Bọn hắn hỏi. Không sai. Vậy ngài nhóm vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết đâu? Mấy đại thần tướng rất là nghi hoặc. Thiên cơ các trong lầu các truyền đến thanh âm tức giận, ta chờ làm việc, còn cần hướng các ngươi giải thích. Không dám, không dám, bọn vãn bối chỉ là nghi hoặc. Mấy đại thần tướng sắc mặt lập tức biến. Mấy vị này muốn thế nào, liền thần soái đều không có cách nào can thiệp, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Tiền bối, vừa mới truyền đến tin tức Diệp Quân Lâm thật chết rồi, chư thần phòng thí nghiệm. Rất nhanh, đám người đem tin tức truyền lại cho thiên cơ các. Chúng ta sớm biết, đây là vận mệnh của hắn, theo hắn đi thôi. Ta chờ chỉ là hy vọng đại hạ có thể nhiều mấy cái nhân vật như vậy. Mặt khác chư thần phòng thí nghiệm lần này các ngươi cũng thấy được chưa? Rất khủng bố. Chuẩn bị thêm một chút đi, các ngươi lạc hậu quá nhiều. Chúng ta không nghĩ sát quá nhiều cái mông. Mấy đại thần tướng run như cầy sấy, minh bạch, minh bạch. Đợi đến mấy đại thần tướng rời đi sau. Thiên cơ các trong lầu các mấy cái lão đầu thanh âm quanh quẩn. Cấm kỵ thuật A, tái hiện. Hắn sẽ chết sao? Khó A khó. Chấm. Chư thần trong phòng thí nghiệm. Cổ xưa chủng tộc thế lực hoạt động tấp nập, đến cùng là cái gì để bọn hắn dạng này? Thằng Hề Đại Đế hỏi. Ta cũng phát hiện, trước kia ta biết những lão gia hỏa kia đều đi ra thông khí. Không dễ dàng A. Đám người kia tin tức không tốt cha. Từng cái thủ khẩu như bình, căn bản sẽ không lộ ra. Âu Phục Nam thở dài. Cho nên chúng ta phải nắm chắc. Nắm chặt tốc độ giành được tiên cơ, đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay chúng ta. Thằng Hề Đại Đế trầm mặc không nói. Người trước mắt nói tới dính đến đều là chư thần phòng thí nghiệm tương lai kế hoạch. Đây mới thực sự là bí mật. Bí mật này chính là chư thần phòng thí nghiệm rốt cuộc muốn làm gì. Đến, ta thu xếp cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức đi làm. Âu Phục Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thu xếp cho thằng Hề Đại Đế một cái nhiệm vụ. Thằng Hề Đại Đế tại tiếp vào nhiệm vụ sau lập tức rời đi. Sau đó không lâu phòng thí nghiệm lại truyền tới tin tức. Lucifer được cấp cứu trở về. Vị thầy thuốc kia ra tay. Mạnh mẽ đem Lucifer cấp cứu trở về. Âu Phục Nam lộ ra một nụ cười, hắn ra tay, liền không có không cứu về được. Tốt, ta bắt đầu kế hoạch của ta. Âu Phục Nam không còn quan tâm sự tình khác. Không biết chư thần phòng thí nghiệm tương lai kế hoạch là cái gì. Tóm lại, rất điên cuồng. Chấm. Ta đây là còn sống. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm tỉnh lại. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện hắn thể chất lần nữa thay đổi tăng cường, thực lực cũng tăng cường. Không đúng. Là cấm kỵ thuật. Hắn lập tức nghĩ đến cùng đến chỗ chết cấm kỵ thuật. Kia kỳ thật không là đồng quy vu tận. Chỉ là tại thời khắc nguy nan để ngươi sử dụng.
nói xác thực hơn là một loại không phá thì không xây được cấm kỵ thuật. Nguyên lai cái này môn cấm kỵ chi thuật giấu giếm huyền cơ a. Có thể còn sống, Diệp Quân Lâm đương nhiên hưng phấn a. Lão tử còn sống, liền ta đều không nghĩ tới. Ha ha. Trong lúc nhất thời Diệp Quân Lâm cười ra tiếng. Giống như hết thảy đều sáng tỏ. Giờ khắc này, hắn mới biết được có bao nhiêu không nỡ mẫu thân hài tử thê tử bọn hắn. Còn có đám kia các huynh đệ. Bên ngoài có người. Diệp Quân Lâm phát giác được bên ngoài có người. Khi hắn đẩy cửa ra, bị một màn trước mắt giật nảy mình. Bởi vì bên ngoài gian phòng trọn vẹn quỳ hơn mấy trăm người. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Quân Lâm đều mắt trợn tròn. Các ngươi đây là... Diệp Quân Lâm không khỏi hỏi. Ta chờ sớm tại chỗ này chờ đợi tiên sinh ngài tỉnh lại. Đám người cùng nhau nói. Chờ ta tỉnh lại, cho nên là các ngươi đã cứu ta. Diệp Quân Lâm hỏi. Không, chúng ta chỉ là kết thúc một điểm lực thôi. Chủ yếu vẫn là tiên sinh chính ngài. Xác thực nói cùng tiên sinh sử dụng cấm kỵ thuật có quan hệ. Phía dưới có người nói. Diệp Quân Lâm kinh hãi. Liền cấm kỵ thuật đều biết. Chẳng lẽ sư phụ nói sử dụng hết cấm kỵ thuật phiền phức đến rồi? Các ngươi là người phương nào? Diệp Quân Lâm tò mò hỏi. Chẳng qua những người này đều không phải địch nhân. Không phải hắn sẽ không còn sống. Đám người này càng sẽ không ở đây trông coi. Tiên sinh chúng ta hỏi trước ngài, ngài trên người lệnh bài màu đen là từ đâu đến? Quỳ vài trăm người nhao nhao ngẩng đầu lên, hiếu kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm trả lời. Là sư phụ ta cho ta. Nhưng lập tức Diệp Quân Lâm cảm thấy có chút không ổn, chuyển đề tài nói, không phải, phải nói chỉ là ta coi hắn là sư phụ, hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận, cũng không thích ta như vậy gọi hắn. Oanh! Nhưng nghe được Diệp Quân Lâm trả lời như vậy, tất cả mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu. Thứ nhất bái, bái thiên địa. Thứ hai bái, bái thần lệnh. Thứ ba bái, bái tiên sinh. Mọi người tại trên mặt đất dập đầu lại ba cái. Diệp Quân Lâm minh bạch cái thứ hai đầu là đập cho sư phụ. Cái này chẳng lẽ đều là cùng sư phụ có quan hệ? Đây là... Nhưng chính mình cũng nói chỉ là mình hô sư phụ, hắn không có thừa nhận a. Không, tiên sinh hắn có thể đem thần lệnh truyền cho ngài, lại đem cấm kỵ thuật giao cho ngài. Ngài chính là đệ tử của hắn, vẫn là duy nhất, hắn cho tới bây giờ đều tịch thu qua đệ tử. Đúng, ngài chính là truyền nhân của hắn, chỉ bằng vào khối này lệnh bài liền đầy đủ. Tất cả chúng ta đều nhận ngài, còn có những người khác cũng đều nhận ngài. Chấm. Đám người thất ngôn tám ngữ nói. Diệp Quân Lâm cũng xác định những người này cũng là bởi vì sư phụ nguyên nhân mà tới. Cũng biết thân phận của bọn hắn. Đến từ các nơi trên thế giới cổ tộc cổ xưa thế lực. Muốn nói nhiều cổ xưa. Lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có chút cổ xưa đến thậm chí có thể cùng Đại Hạ Bảo Long nhất tộc so sánh. Tồn tại quá lâu quá lâu. Thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến thiên sách phủ thành lập thời điểm. Thậm chí thiên sách phủ thành lập thời gian đối với bọn hắn đến nói chính là đệ đệ. Đúng, nói nhiều như vậy, sư phụ ta đến cùng là thần thánh phương nào? Đây là Diệp Quân Lâm hiếu kỳ vấn đề. Để bọn này cổ xưa thế lực cùng chủng tộc điên cuồng như vậy nguyên nhân chính là mình sư phụ a. Mình hết thảy đều là sư phụ cho. Hắn quá thần bí. Đến bây giờ còn đều là bí ẩn đủ loại. Nhất là nhìn thấy những cái này cổ xưa chủng tộc cùng thế lực đều điên cuồng chạy tới, cái này khiến Diệp Quân Lâm càng phát ra hiếu kỳ. Hiển nhiên những người này là biết sư phụ thân phận. Tiên sinh ngài không biết. Đám người kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Sư phụ chưa từng nói cho ta thân phận của hắn, ta thật hoàn toàn không biết gì. Diệp Quân Lâm nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nói, cũng là. Dựa theo tính cách của hắn, nếu là cùng ngài nói ngược lại mới không thích hợp. Tiên sinh kỳ thật chúng ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Chuyện của hắn cũng không phải chúng ta những phàm nhân này có khả năng biết, cũng không dám biết a. Hắn là kỳ nhân một cái. Tại chúng ta thời đại kia bên trong, hắn chính là như thần tồn tại. Chúng ta tất cả mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được ân huệ của hắn. Đúng, nếu là không có hắn, chúng ta bộ tộc này đã sớm diệt vong. Hắn chính là chúng ta tộc sáng thế thần. Chúng ta cũng giống vậy. Bao nhiêu năm. Chúng ta vẫn nghĩ lại gặp hắn một lần. Hắn chính là chúng ta nhất tộc cả đời tín ngưỡng. Chúng ta tộc chính là tại tế bái hắn. Chấm. Diệp Quân Lâm hoàn toàn đánh giá thấp đám người này điên cuồng.
Vừa nhắc tới sư phụ, đám người này liền cùng như bị điên. Mấu chốt là bọn hắn tựa như là đem sư phụ coi như như thần đến tế bái. Không biết sư phụ làm cái gì, mới khiến cho những cái này cổ xưa chủng tộc điên cuồng đến loại trình độ này. Cái này rất khó tưởng tượng. Sư phụ tại bọn hắn thời đại bên trong đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại mình thời đại này bên trong lại là cấp bậc gì? Chẳng qua hỏi thăm nửa ngày, cũng không có được cái gì trọng yếu tin tức. Bởi vì sư phụ tại trong mắt những người này cũng rất thần bí, thậm chí có thể nói chợt lóe lên, tuyệt không lưu lại bao nhiêu sự tình cùng ấn tượng. Nhưng mỗi một kiện đối với mấy cái này cổ xưa chủng tộc đến nói đều là cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng bọn hắn nhất tộc. Tiên sinh ngài biết sao? Chúng ta rất muốn xưng hô hắn một tiếng chủ nhân, cũng không có tư cách này a. Nói như vậy, chỉ cần hắn nghĩ thu nô bộc, hô một tiếng, trên thế giới này những lão gia hỏa kia có thể đánh lên mấy tháng, thậm chí một năm. Muốn làm hắn nô bộc, xếp hàng, kia phải sắp xếp đi nơi nào? Chúng ta chỉ có thể gọi hắn là thần. Trên thế giới này căn bản không có thần, nhưng hắn đối với chúng ta đến nói chính là thần. Chấm. Diệp Quân Lâm lần nữa cảm nhận được rung động. Điên. Toàn bộ đều điên. Bị những cái này cổ xưa chủng tộc xưng là thần nam nhân được nhiều mạnh. Kỳ thật chúng ta đều không nên xưng ngài vì tiên sinh, ngài thế nhưng là thần người thừa kế a. Chẳng qua chúng ta cả gan hô ngài một tiếng tiên sinh. Về phần vị kia tình huống cụ thể còn phải dựa vào ngài một chút xíu đi đào móc. Đoán chừng hắn không cho ngài bàn giao, đoán chừng cũng là không nghĩ ngài biết quá nhiều, cuốn vào quá nhiều đi. Chấm. Những người này ý tứ rất đơn giản. Bọn hắn còn biết sư phụ một ít chuyện, nhưng không thể nói, phải dựa vào Diệp Quân Lâm mình đi đào móc. Chẳng qua có một chút, bọn hắn về sau đem toàn lực phục tùng Diệp Quân Lâm hết thảy mệnh lệnh. Chỉ cần Diệp Quân Lâm có việc, bọn hắn lập tức đến giúp đỡ. Thần lệnh mới ra. Bốn phương cổ tộc thần phục. Đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói là chuyện tốt. Hôm nay cũng là đối sư phụ tình huống thật hiểu rõ đến một góc của băng sơn. Cuối cùng, Hỏa Vân Tà Thần tìm tới Diệp Quân Lâm. Xin ngài yên tâm, Chu phu nhân được ta cứu hạ, rất an toàn. Ta hiện tại liền có thể mang ngài đi xem một chút. Hỏa Vân Tà Thần nói. Ngươi cùng công pháp của ta đồng xuất một mạch, xem ra ngươi cũng là cùng sư phụ có quan hệ. Ngày đó ngươi cố ý thả ta đi, là phát hiện lệnh bài a. Diệp Quân Lâm đã nghĩ đến hết thảy. Hỏa Vân Tà Thần gật gật đầu, không sai. Vậy nói một chút ngươi cùng sư phụ nguồn gốc đi, ta cũng rất muốn biết bí mật trên người của ngươi. Diệp Quân Lâm hỏi. Kỳ thật Diệp Quân Lâm càng muốn biết vì sao Hỏa Vân Tà Thần muốn tổ kiến Đen Mặt Trời tổ chức đâu. Vì sao muốn nhằm vào Đại Hạ Võ Đạo Giới đâu. Còn có mấy câu để Richard tín nhiệm vô điều kiện, đây đều là vì cái gì. Thậm chí năm đó ở hắn thời đại vì sao đột nhiên biến mất đâu. Hết thảy đều là bí ẩn. Kỳ thật tiên sinh, không. Ta không có tư cách hô xưng hô hắn là hiện thân, là thần. Thần đối ta có tái tạo tri ân. Trên cơ bản cùng người bên ngoài đồng dạng, hắn chính là chúng ta sáng tạo thần. Là hắn cho chúng ta sinh mệnh. Hỏa Vân Tà Thần vừa nhắc tới Diệp Quân Lâm sư phụ liền cùng với kích động. Loại kia sùng kính cùng kính sợ cùng cảm ơn là khác vào thực chất bên trong. Diệp Quân Lâm không có đánh gãy, nghiêm túc nghe. Kỳ thật ta đến từ Bảo Long nhất tộc. Hỏa Vân Tà Thần một câu để Diệp Quân Lâm khiếp sợ không thôi. Cái này, hắn vậy mà đến từ Bảo Long nhất tộc. Quá làm cho người chấn kinh. Hỏa Vân Tà Thần vậy mà đến từ Bảo Long nhất tộc. Truyền đi không biết phải kinh đến bao nhiêu người. Nói tiếp, Diệp Quân Lâm ổn định lại cảm xúc không khỏi nói. Bảo Long nhất tộc cùng Thiên Sách Phủ so với các ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt, phép tắc nhiều lắm. Bọn hắn vì giữ lại thuần chính huyết mạch truyền thừa. Tuyệt không cho phép thành viên cùng ngoại tộc thông hôn. Nếu không giết không tha. Mẫu thân của ta chính là ngoại tộc người, hoặc là nói là thế tục người bình thường. Cùng ta phụ thân kết bạn yêu nhau sau đó có ta. Có thể dựa theo Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc nghiêm ngặt phép tắc cha mẹ ta phải chết. Tăng thêm phụ thân ta mạch này chỉ là nhân vật dâu ria, căn bản không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Cha mẹ ta bọn hắn chỉ có thể chết. Là bọn hắn hủy đi ta hết thảy. Thậm chí bọn hắn liền ta cũng phải diệt trừ. Ta bị phế sạch võ mạch, toàn thân gân mạch đều đứt gãy. Tại ta nhất tuyệt vọng thời khắc, là thần xuất hiện, đã cứu ta một mạng, đồng thời chỉ điểm ta. Đây chính là tiên sinh ngài sẽ đổ vật, không phá thì không xây được cùng truy cầu nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ.
Đây chính là vì gì Hỏa Vân Tà Thần sẽ cùng Diệp Quân Lâm giống nhau như đúc công pháp, còn bắt trước hắn hãm hại hắn. Quả nhiên là đồng xuất một mạch. Bắt đầu từ lúc đó ta liền phát thệ để bọn hắn trả giá đắt. Để bọn hắn biết mình sai. Thế là ta mở ra thuộc về ta tà thần thời đại, dưới trướng càng là có 13 lớn tà thần. Ta nghĩ cường đại đến uy hiếp bọn hắn, cường đại đến để bọn hắn sợ hãi. Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt biến đổi. Thế nhưng là đến cuối cùng ta phát hiện mình điểm ấy lực lượng tại trước mặt bọn hắn quả thực không có ý nghĩa. Cái gì tà thần thời đại, chỉ là người ta đều không vui lòng nhìn ngươi liếc mắt. Ta làm được nhiều như vậy, liền để người ta nhìn một chút tư cách đều không có. Ta vốn có lực lượng chống cự không nổi người ta một đầu ngón tay. Diệp Quân Lâm hỏi, cho nên người biến mất nguyên nhân là cái này. Đúng, không sai, ta vốn cho là mình đã có thể đối kháng bọn hắn, thật không nghĩ đến tại trước mặt bọn hắn ta nhỏ bé như sâu kiến. Cho nên ta lập tức biến mất, rời đi đại hạ. Chẳng qua Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc từ đầu đến cuối đều là địch nhân của ta, ta sẽ không bỏ rơi. Những năm này ta một mực nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở nên cường đại đến cùng bọn hắn đối kháng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, cho nên ngươi thành lập Đen Mặt Trời tổ chức, nhằm vào đại hạ võ đạo giới, lại hãm hại ta gây nên nội loạn, đều là vì trả thù. Hỏa Vân Tà Thần mặt lộ vẻ vẻ áy náy, vâng. Bọn hắn quá cường đại. Ta chỉ có thể liên hợp những người khác đến dùng âm mưu tiến hành đả kích nhằm vào. Cũng là ngươi cùng Richard bọn hắn hợp tác nguyên nhân a. Hỏa Vân Tà Thần gật gật đầu, đúng, dựa vào ta mình không được, ta chỉ có thể mượn nhờ Richard đến đạt thành giấc mộng của ta. Bởi vì Thiên Sách Phủ là địch nhân của ta, cho nên Richard mảy may không có hoài nghi ta cùng hắn chuyện hợp tác. Trong thời gian này ta đích xác giúp Richard không ít việc. Bao quát nhìn chằm chằm Thiên Sách Phủ bọn hắn động tĩnh. Đây đối với những người khác đến nói khả năng rất khó. Nhưng với ta mà nói rất dễ dàng, bởi vì ta biết bọn hắn. Đây chính là Richard tại đại hạ vận chuyển đá mặt trời đầu thời điểm, Hỏa Vân Tà Thần có thể tiếp cận Thiên Sách Phủ nguyên nhân. Chấm. Trên cơ bản Hỏa Vân Tà Thần trên người bí mật Diệp Quân Lâm đều hiểu rõ rõ ràng. Kỳ thật rất chuyện đơn giản. Hỏa Vân Tà Thần muốn báo thù thôi. Người báo thù không sai, nhưng người thương vừa đến vô tội liền không đúng. Nếu như không phải ta thân phận đặc thù, người vẫn là sẽ không thu tay lại. Diệp Quân Lâm nói. Hỏa Vân Tà Thần ngoan ngoãn nghe. Từ nay về sau, người báo thù ta không ngăn, nhưng ngươi nếu là thương tới đến vô tội, làm ra uy hiếp đại hạ sự tình, ta nhất định giết không tha. Diệp Quân Lâm nói. Hỏa Vân Tà Thần gật gật đầu. Chỉ dựa vào người kia ân tình, Diệp Quân Lâm để hắn đi chết, hắn đều nguyện ý. Đúng, đây là ở đâu? Cùng Hỏa Vân Tà Thần nói xong về sau, Diệp Quân Lâm hỏi. Tiên sinh đây là tại Tinh Quốc, chúng ta cũng không hề rời đi. Hỏa Vân Tà Thần trả lời. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hiện tại tất cả mọi người là đem Tinh Quốc làm căn cứ. Đánh nhau gây sự đều ở nơi này. Cũng là tuyệt. Diệp Quân Lâm lần này còn sống về sau, dự định trở về nhìn xem mẹ đứa bé bọn hắn. Về phần Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm cũng hiện tại biết nàng ở nơi nào. Thánh Kinh tổ chức. Dựa theo Minh Tà Thần mấy người thuyết pháp, Lý Tử Nhiễm hiện tại là an toàn. Chờ xem hết mẫu thân cùng quân quân về sau, Diệp Quân Lâm sẽ đi đem Lý Tử Nhiễm tiếp trở về. Tại Hỏa Vân Tà Thần dẫn đầu dưới, Diệp Quân Lâm nhìn thấy mẫu thân. Đi, mẹ, chúng ta đi gặp thấy quân quân đi. Không có người không nghĩ nữ nhi. Diệp Quân Lâm rất muốn rất muốn. Nhưng dựa theo bây giờ tình huống đến nói, kỳ thật quân quân tại Thiên Sách Phủ bên trong là an toàn nhất. Có một đám tổ tông che chở, nàng cả đời không lo. Mà lại lấy thiên phú của nàng, tại bọn này lão tổ tông chỉ đạo dưới, đoán chừng đợi đến rời núi thời điểm, quân quân đã có thể một mình đảm đương một phía. Đây chính là Diệp Quân Lâm xưa nay không đi quấy rầy quân quân nguyên nhân. Chẳng qua lần này trải qua tử vong về sau, hắn quá tưởng niệm. Nhất định phải nhìn một chút quân quân. Nhưng Thiên Sách Phủ ở đâu? Diệp Quân Lâm muốn làm sao có thể nhìn thấy quân quân? Những người khác khả năng không biết. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần tại. Hắn trước kia thế nhưng là Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc. Cho dù là nhân vật Zoria. Nhưng tại nơi nào khẳng định biết đến. Thiên Sách Phủ. Đại hạ mạnh nhất cổ võ cơ cấu. Không chỉ có là đại hạ sức chiến đấu cao nhất chỗ, cũng là đại hạ đông đảo bí ẩn chỗ chỗ. Cũng là một cái thần bí đến cực hạn địa phương,
so sánh chiến ưng quốc 51 đặc khu cùng chư thần phòng thí nghiệm tổng bộ chờ chút. Những địa phương này đều cất giấu chiến ưng quốc kinh thiên đại bí mật. Khả năng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chẳng qua thế nhân chỉ là biết có nơi này, nhưng lại không biết ở nơi nào. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc cũng là như thế. Có quốc gia khác thế lực khác không biết tìm bao nhiêu năm, đều chưa từng có tìm tới qua. Hiện tại Diệp Quân Lâm đạp lâm thiên sách phủ sau. Hắn đều kinh kêu to một tiếng. Một tòa hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thành trấn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, thiên sách phủ hẳn là cổ xưa cái chủng loại kia phủ đệ loại hình. Khắp nơi đều là cổ đại kiến trúc. Nhưng trước mắt này hết thảy phá vỡ Diệp Quân Lâm tưởng tượng. Thiên sách phủ chỗ vậy mà là hiện đại hóa phong cách. Vạn vạn không nghĩ tới. Xem ra thiên sách phủ cũng không phải là triệt để thoát ly hiện đại thế tục, càng không có che giấu ngăn cách. Bọn hắn thời khắc đang ngó chừng đại hạ biến hóa. Sợ là bên trong cường giả cũng đều là cổ võ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp đến. Thậm chí có thể nói đại hạ hiện đại khoa học kỹ thuật mạnh nhất kỹ thuật cũng trưởng khống ở trong tay bọn họ. Bọn hắn mới nắm trong tay chiến lực mạnh nhất. Một mực khống chế, bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại, thậm chí tương lai. Hỏa Vân Tà Thần nhìn ra Diệp Quân Lâm dị dạng, không khỏi nói, tiên sinh thấy được chưa, đây chính là thiên sách phủ chỗ cường đại. Không ai có thể biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Đứng tại thiên sách phủ cổng. Diệp Quân Lâm một chân dẫm. Diệp Quân Lâm đến đây bái phỏng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm cái này một cuống họng kêu đi ra. Toàn bộ thiên sách phủ đều chấn kinh. Diệp Quân Lâm. Người tên, cây có bóng. Diệp Quân Lâm là ai? Dù là thiên sách phủ nội nhân người đều nghe qua. Thậm chí thiên cơ các lão tiền bối nhóm nói qua các người cũng không bằng Diệp Quân Lâm. Cho nên cái tên này vừa ra tới. Thiên sách phủ bên trong bốn phương phải sợ hãi. Mấu chốt Diệp Quân Lâm không phải chết sao? Hắn làm sao sẽ còn sống? Lần lượt chết rồi, làm sao còn sống? Còn tìm đến thiên sách phủ đến. Rất nhanh thiên sách phủ cường giả nhao nhao xuất hiện. Trong đó có Diệp Quân Lâm trước đó thấy qua một chút người, chẳng qua đều là chút thiên sách phủ nhân vật dâu ria. Chân chính thiên sách phủ đại nhân vật cũng nghe hỏi chạy đến. Đến chính là trước mắt chủ tính trung toàn cục tứ đại thần tướng. Kỳ thật thiên sách phủ tổng cộng có 12 đại thần tướng, dựa theo 12 cầm tinh sắp xếp. Đến tứ đại thần tướng theo thứ tự là đầu hổ thần tướng, đầu ngựa thần tướng, khỉ thủ thần tướng cùng chó thủ thần tướng. Đây là trừ thiên sách phủ người cầm lái thần soái bên ngoài 12 cái người cầm quyền. Diệp Quân Lâm, ngươi còn sống, làm sao có thể, ngươi không phải cùng chư thần phòng thí nghiệm Lucifer cùng đến chỗ chết sao? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm còn sống, đám người cực độ chấn kinh. Diệp Quân Lâm cười cười, không có cách, Diêm Vương gia không thu ta. Ngươi, Hỏa Vân Tà Thần, làm càn, ngươi dám đến cái này. Rất nhanh thiên sách phủ đám người khóa chặt bên cạnh Hỏa Vân Tà Thần. Sở dĩ Hỏa Vân Tà Thần còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cũng không phải là thiên sách phủ không có năng lực lo liệu hắn, mà là xa xa không có tư cách để bọn hắn đi chú ý, chuyên môn đi bắt. Chẳng qua người cái này trực tiếp đưa tới cửa. Thiên sách phủ đám người cực độ phẫn nộ. Trách không được các ngươi có thể tìm tới nơi này, hóa ra là ngươi. Mọi người rất nhanh minh bạch vì sao Diệp Quân Lâm có thể đến chỗ này. Hỏa Vân Tà Thần nhìn chòng chọc vào bọn hắn, nắm đấm nắm chặt. Diệp Quân Lâm vội vàng lên tiếng, hôm nay tới là chuyện của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Mọi người đem lực chú ý đều đặt ở Diệp Quân Lâm trên thân, ngươi chuyện gì? Ta tới gặp nữ nhi của ta. Diệp Quân Lâm nói. Chu Oánh Oánh càng là một mặt khát vọng. Thật lâu chưa từng thấy tôn nữ. Đầu ngựa thần tướng trực tiếp cự tuyệt, không phải thiên sách phủ nhân viên không phận sự cấm vào. Mời trở về đi. Đầu hổ thần tướng càng là nói ra, không được. Thiên sách phủ địa chỉ đã bại lộ. Bọn hắn nghĩ dễ dàng như vậy rời đi không được. Phải đem trong đầu của bọn họ ký ức tẩy đi. Ký tên một hệ liệt hiệp định mới có thể. Về phần hắn. Giết không tha. Đầu hổ thần tướng nhìn chòng chọc vào Hỏa Vân Tà Thần. Hôm nay hắn tự mình đưa tới cửa, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Cái gì, ta tới gặp nữ nhi của ta, không được. Diệp Quân Lâm nghe được có chút tức giận. Lúc nào mình thấy nữ nhi, còn muốn trải qua bọn hắn đồng ý. Hôm nay, ta bất kể như thế nào đều muốn nhìn thấy nữ nhi của ta. Còn có hắn là cùng ta cùng đi, ai dám động đến hắn,
chính là cùng ta Diệp Quân Lâm là địch. Diệp Quân Lâm liếc nhìn tứ đại thần tướng liếc mắt. Hiện tại Hỏa Vân Tà Thần đã hoàn toàn nghe hắn, về sau vì đại hạ hiệu lực. Nhân vật như vậy ở đây bị giết, tính chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm đơn giản ngữ, lại đem Thiên Sách Phủ đám người chọc giận, thậm chí chính là đang gây hấn Thiên Sách Phủ. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy thì càng không thể để cho ngươi đi vào. Đầu hổ cũng giận. Thứ nhất, Thiên Sách Phủ không phải nhà ngươi, muốn vào liền vào, muốn đi thì đi. Thứ hai, con của ngươi thế nhưng là Thiên Sách Phủ tuyệt đỉnh cơ mật, bất kỳ cái gì cũng không thể thấy. Thứ ba, ngươi dám che chở hắn, chính là cùng Thiên Sách Phủ là địch. Mấy người khác cũng âm thanh lạnh lùng nói, nghe chúng ta, tranh thủ thời gian tẩy đi ký ức rời đi, chúng ta không làm khó dễ các ngươi mẹ con. Đương nhiên đây là xem ở Quân Quân trên mặt mũi. Nếu là những người khác đừng nghĩ rời đi, ngươi cửa tự giải quyết cho tốt đi. Nói bóng gió rất đơn giản. Diệp Quân Lâm đời này đừng nghĩ chủ động nhìn thấy Quân Quân. Diệp Quân Lâm càng hoành, vậy ta hôm nay nếu là nhất định phải nhìn thấy đâu. Ngươi nếu là cùng Diệp Quân Lâm khách khách khí khí, hắn cũng sẽ khách khí với ngươi. Nhưng ngươi muốn cùng hắn hoành, hắn so ngươi còn hoành. Thiên Sách Phủ làm sao rồi? Thiên Sách Phủ đám người cũng không có nghĩ đến Diệp Quân Lâm sẽ như vậy cuồng. Vậy mà không có đem Thiên Sách Phủ để vào mắt. Cũng nháy mắt chọc giận tứ đại thần tướng. Dám ở Thiên Sách Phủ khiêu khích, giết không tha. Giết! Tính tình nhất là nóng nảy đầu hổ thần tướng nổi giận một quyền trực tiếp đánh tới hướng Diệp Quân Lâm. Một quyền phía dưới thiên địa biến sắc. Tại không gian thu hẹp bên trong, chúng người mới biết một quyền này khủng bố đến mức nào. Khống chế của hắn phía dưới, một quyền này uy lực sẽ chỉ ở cái này cực nhỏ không gian bên trong bộc phát, tuyệt sẽ không lan đến gần cái khác phạm vi. Đánh ra lực sát thương bạo tạc một quyền không khủng bố, kinh khủng là hắn có thể khống chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đem lực sát thương khống chế tại cái này cực nhỏ phạm vi bên trong. Một chiêu này trước đó Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đều chưa thấy qua. Không hổ là Thiên Sách Phủ. Bọn hắn thật nhiều mạnh. Chỉ là không nguyện ý bại lộ át chủ bài thôi. Hiện tại đầu hổ thần tướng một quyền là đủ thuyết minh Thiên Sách Phủ mạnh bao nhiêu. Hỏa Vân Tà Thần trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Quá mạnh. Đáng sợ cảm giác áp bách. Hắn hiện tại tại Thiên Sách Phủ trong mắt đều là sâu kiến, chớ đừng nói chi là rất sớm trước kia. Đầu hổ thần tướng hiện tại một quyền này đủ để vỡ nát hắn. Hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trước kia hắn quá ngây thơ. Cảm nhận được nguy hiểm đến, không gian thu hẹp bên trong, ba người đã cảm nhận được một quyền này khí tức. Kia khủng bố tuyệt luân khí tức tựa như nhiệt độ cao liệt diễm muốn đem người dung luyện không có. Trụ oánh oánh cảm giác cường liệt nhất. Kia là tử vong ngạt thở. Đầu hổ thần tướng là muốn mấy người đều chết. Vừa ra tay chính là diệt tuyệt sát chiêu. Giữa sân duy chỉ có Diệp Quân Lâm căn bản không cuống quýt. Oanh! Hắn đồng dạng một quyền nện như điên đi lên. Ầm! Một tiếng tiếng vang trầm trầm. Động tính cũng không lớn, chỉ là bởi vì hai người đều khống chế. Đem tất cả lực lượng khống chế tại không gian thu hẹp bên trong. Sẽ không náo ra quá nhiều động tính. Thế nhưng là một quyền đón lấy, Diệp Quân Lâm một chút sự tình đều không có. Nhẹ nhõm đem đầu hổ thần tướng một quyền này hóa giải. Toàn trường chấn kinh. Đây chính là đầu hổ thần tướng A. Tại 12 đại thần tướng bên trong, vũ lực giá trị là trước mấy tồn tại. Tại Thiên Sách Phủ cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn vừa ra tay chính là đỉnh tiêm sát chiêu A. Lại bị người nhẹ nhõm ngăn lại. Cái này quá khó mà tin nổi. Cho tới nay, cứ việc ngoại giới thế tục đem Diệp Quân Lâm truyền như thế nào thần, chúa cứu thế loại hình. Nhưng Thiên Sách Phủ tất cả mọi người không có đem bọn hắn để vào mắt. Không phải bọn hắn tự kiềm chế thanh cao. Chủ yếu là cho tới nay, bọn hắn liền như là như thần tồn tại. Diệp Quân Lâm bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể là người. Người làm được một chút kỳ tích, tại bọn hắn những cái này thần trong tay chính là chuyện thường ngày thông thường thao tác. Cho nên không ai đem Diệp Quân Lâm nhìn ở trong mắt. Nhất là có người nói Thiên Sách Phủ không bằng Diệp Quân Lâm. Cái này khiến bọn hắn tức giận không thôi, thậm chí ghi hận trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Diệp Quân Lâm tới đây, kỳ thật có không ít người là mừng thầm. Bởi vì rốt cục có cơ hội có thể thật tốt giáo huấn một cái Diệp Quân Lâm, để thế nhân biết Thiên Sách Phủ lợi hại. Để mọi người biết Diệp Quân Lâm không chịu nổi một kích.
nhất là Diệp Quân Lâm chọc giận Thiên Sách Phủ, càng làm cho mọi người hưng phấn. Quả nhiên cuối cùng đầu hổ thần tướng ra tay. Nhưng kết quả đây, lại bị Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm ngăn lại. Không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai phàm nhân là thật có thể hướng thần khiêu chiến. Nguyên lai Diệp Quân Lâm thật mạnh như vậy. Đây là lướt qua Thiên Sách Phủ quá nhiều cường giả, trực tiếp cùng thần tướng làm. Chấn kinh. Tứ đại thần tướng sắc mặt cũng là liên tiếp đại biến. Cái này. Đầu hổ thần tướng đều muốn điên. Với hắn mà nói một quyền đánh không chết Diệp Quân Lâm, chính là đối với hắn sỉ nhục. Bây giờ lại còn bị đón lấy. Đầu hổ thần tướng đã thẹn quá hóa giận. Ngươi đang tìm cái chết. Đầu hổ thần tướng gầm thét. Hắn muốn biểu hiện ra mình thực lực chân chính, đến rửa sạch sỉ nhục. Diệp Quân Lâm nhất định phải chết. Ta hôm nay liền phải thấy nữ nhi của ta, người nào cản trở ta làm ai? Diệp Quân Lâm cũng giận. Đôi bên đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi không chết thì là ta vong. Hôm nay có thể xưng Thiên Sách Phủ thời gian dài như vậy đến nay náo nhiệt nhất một ngày. Có thế tục người thường đến, trực tiếp khiêu chiến thần tướng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người một mặt sùng bái nhìn xem đầu hổ thần tướng. Hôm nay có may mắn nhìn thấy hắn chân chính ra tay. Đôi bên đều tới cứng, nhất định là sao hỏa đụng phải trái đất. Nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thanh âm truyền đến, để hắn tiến đến. Ầm ầm, một tiếng này kém chút không có đem đầu hổ thần tướng hù đến trên mặt đất. Nữ tổ tông, vị này ai dám gây a? Còn lại tam đại thần tướng cùng đám người cũng nhao nhao biến sắc. Vị này đều lên tiếng. Ai còn dám ngăn đón? Tất cả mọi người tự động tránh ra một con đường. Để Diệp Quân Lâm ba người tiến vào. Rất nhanh Diệp Quân Lâm liền gặp được Quân Quân. Thời gian rất lâu không gặp, Quân Quân lớn lên rất nhiều, trên thân càng là lộ ra một cỗ không linh khí chất. Tựa như tiểu tiên nữ. Kinh khủng nhất chính là Quân Quân thực lực. Làm sao biến mạnh như vậy rồi? Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đều mắt trợn tròn. Một đứa bé như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Đây chính là mạnh nhất thiên phú thêm Thiên Sách Phủ sao? Tất cả nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau, mới tạo nên như thế tồn tại cường đại. Ba, mấy vị sư phụ nói, chờ Quân Quân rời núi thời điểm chính là vô địch thiên hạ thời điểm. Quân Quân một mặt kiêu ngạo đối Diệp Quân Lâm nói. Nếu như là cái khác tiểu hài nói ra lời như vậy, vậy đơn giản cười đến rụng răng. Nhưng đây là Quân Quân. Không có người hoài nghi những lời này của nàng. Cha, mẹ mẹ còn có ông ngoại bà ngoại bọn hắn làm sao không đến? Quân Quân tò mò hỏi. Cứ việc nàng rất hiểu chuyện, có thể đối người nhà phi thường tưởng niệm. Mama tạm thời có việc, chờ lần sau ta dẫn bọn hắn tới thăm ngươi. Diệp Quân Lâm thật chặt đem Quân Quân ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ này thụ quá nhiều khổ. Khác cùng tuổi tiểu bằng hữu tại bên trên nhà trẻ, tại qua một cái vô ưu vô lự tuổi thơ. Nhưng Quân Quân không giống. Ở đây luyện võ, ăn trưởng thành đều không thể chịu khổ. Thân phận của nàng không giống, nàng muốn gánh chịu càng nhiều. Chu Oánh Oánh đã khóc đến khóc không thành tiếng. Diệp Quân Lâm trong mắt cũng có nước mắt đang đánh chuyển. Quân Quân người có hận hay không ba mụ mụ? Diệp Quân Lâm hỏi. Quân Quân lắc đầu, không nha, Quân Quân biết ba mụ mụ tại làm đại sự. Quân Quân cũng muốn trợ giúp các ngài. Nãi, ba các ngài yên tâm đi, Quân Quân sẽ rất ngoan. Chẳng qua các ngươi phải được thường đến xem Quân Quân, không phải Quân Quân sẽ nghĩ các ngươi. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm ngẩng đầu, không để nước mắt chảy ra tới. Quân Quân càng là hiểu chuyện, hắn càng đau lòng. Sau đó không lâu, Quân Quân mấy vị sư phụ đều đến. Trong đó có vị kia tính khí nóng nảy nữ tổ tông. Nhìn thấy nàng, mấy đại thần tướng cùng với khác người toàn bộ biến mất, tránh né phải xa xa. Sợ chọc tới nàng. Nữ tổ tông nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mở miệng nói, lần trước ta biết ngươi tại. Diệp Quân Lâm kinh hãi. Hắn biết nữ tổ tông chỉ là lần trước nàng quét ngang Lý Tùng Khuê trở thuần năng lượng thể thời điểm, khi đó Diệp Quân Lâm liền ở trong tối bên trong. Lúc đầu hắn muốn xuất thủ, không nghĩ tới nữ tổ tông đến. Nguyên lai nữ tổ tông sớm phát hiện mình trong bóng tối. Khủng bố. Nhìn xem nữ tổ tông cùng Quân Quân mấy vị khác sư phụ, Diệp Quân Lâm trong lòng kinh hãi. Những lão tổ tông này quá mạnh đi. Không biết sư phụ là cấp bậc gì. Cùng bọn hắn cùng cấp, vẫn là tại bọn hắn phía trên. Đối với cái này,
Diệp Quân Lâm rất là hiếu kỳ. Ngươi rất không tệ, chẳng qua quân quân ngươi không thể mang đi, nàng lúc nào rời đi là chúng ta định đoạt. Nữ tổ tông bá khí nói. Diệp Quân Lâm cười cười, tiền bối ta không có ý định mang quân quân rời đi, quân quân ở đây mới là an toàn nhất. Ta yên tâm. Nữ tổ tông khen ngợi gật đầu, là người thông minh. Không giống những người kia. Diệp Quân Lâm do dự một chút, mở miệng nói, tiền bối, ta có một thỉnh cầu. Nói, có thể hay không để mẫu thân của ta lưu tại nơi này, chiếu cố quân quân sinh hoạt thường ngày, cũng bồi tiếp quân quân. Diệp Quân Lâm nói, quân quân một người quá cô đơn, mẫu thân ở bên ngoài cũng cô độc, còn có nguy hiểm. Còn không bằng ở đây chiếu cố quân quân, một công đôi việc. Tốt, không có vấn đề, việc nhỏ. Nữ tổ tông đáp ứng. Quân quân cùng Chu Oánh Oánh đều lộ ra nụ cười. Nãi nãi có thể mỗi ngày bồi tiếp ta, ta hy vọng ba ba mụ mụ cũng bồi tiếp quân quân. Quân quân trông mong nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Quân quân yên tâm, chờ ba ba làm xong sự tình, liền nhất định trở về bồi tiếp ngươi. Còn có mang ma ma mỗ mỗ bọn hắn đều đến. Diệp Quân Lâm cam kết. Quân quân lập tức lộ ra nụ cười, ba ba một lời đã định, cũng không thể lừa gạt quân quân. Chấm. Tại Thiên Sách phủ Diệp Quân Lâm cũng chưa đợi bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Dù sao hắn không phải Thiên Sách phủ nội bộ nhân viên. Không thể đợi quá lâu. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm mang theo Hỏa Vân Tà Thần rời đi. Bất luận kẻ nào cũng không thể động hai người bọn họ. Đây là nữ tổ tông tự mình ra lệnh. Đợi đến hai người đi xa sau. Thiên Cơ Các bên trong truyền ra thanh âm tới. Trời lần này thật muốn biến. Tiểu gia hỏa này sẽ khuấy động một phương phong vân. Thân phận của hắn triển lộ ra, tất cả mọi người ngồi không yên. Đặc sắc. Không biết chúng ta phải chăng có thể chịu đựng lấy. Bọn hắn trong miệng tiểu gia hỏa không phải quân quân, mà là Diệp Quân Lâm. Rất nhanh đầu hổ thần tướng chờ tứ đại thần tướng được triệu hoán đến Thiên Cơ Các lầu các trước. Chấm. Chúng ta cũng phải trước thời gian làm chuẩn bị. Thần soái còn đang bế quan. Liền ta cũng dò xét không đến hắn ở đâu. Phải tận lực tìm ra một người chủ trì đại cục. Thiên Cơ Các bên trong lão giả đem sự tình cấp tốc nói rõ, đồng thời yêu cầu Thiên Sách phủ cần một người ra tới chủ trì đại cục. Đầu hổ thần tướng lập tức nói, thần soái không tại, kỳ thật có mấy đại thần tướng có thể chủ trì đại cục. Nhưng đầu rồng thần tướng mấy người cũng đang bế quan. Chẳng qua ta có người chọn, thần soái chi tử, Thiên Sách thiếu soái miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Hắn giờ phút này hẳn là tại Bắc Cảnh băng nguyên chỗ sâu a. Để hắn xuất quan đi. Bên trong truyền ra thanh âm. Đúng, hắn muốn ở nơi nào bế quan 30 năm, còn kém 3 năm. Để hắn sớm xuất quan đi, trở về chủ trì đại cục. Minh bạch, còn có thể liên hệ với thần tướng cùng cao thủ còn lại toàn bộ tập hợp đi. Có đại sự muốn phát sinh, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong. Nghe được Thiên Cơ Các tiền bối nói như vậy, mấy đại thần tướng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Cuối cùng muốn phát sinh cái gì? Vậy mà làm ra như thế lớn động tác. Nói trắng ra, hiện tại Thiên Sách phủ kỳ thật có chút hư. Trừ tứ đại thần tướng cùng một số cao thủ tọa trấn bên ngoài. Còn lại cường giả hoặc là bế quan, hoặc là căn bản không được gặp mặt không biết ở nơi nào. Nhưng bây giờ Thiên Cơ Các mệnh lệnh mới ra, chính là muốn tất cả cường giả trở về. Đây là thiên đại động tác. Chấm. Diệp Quân Lâm chính mình cũng không có cách nào nghĩ đến. Vẻn vẹn bởi vì hắn đến một lần Thiên Sách phủ liền gây nên lớn như vậy sự tình tới. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Các nơi đều tại lên phản ứng dây chuyền. Hắn là cùng Hỏa Vân Tà Thần đi tìm Thánh Kinh tổ chức trên đường, không biết một loạt sự tình đã phát sinh. Nơi nào đó, thần lệnh xuất hiện, cấm kỵ thuật cũng có người dùng, chúng ta cũng phải ra tay, xóa bỏ hết thảy. Phiền phức đến rồi. Chân chính phiền phức đến rồi. Diệp Quân Lâm tại sử dụng cấm kỵ thuật sau đại phiền toái đến. Đây cũng là sư phụ không để Diệp Quân Lâm vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng cấm kỵ thuật nguyên nhân. Một khi sử dụng, bọn hắn liền đến. Diệp Quân Lâm đứng trước càng lớn nguy cơ. Giờ phút này, thằng hề đại đế xuất hiện tại phương Tây Châu mặt trời không lặn đế quốc vùng ngoại ô mộ địa khu. Âm trầm trầm làm người ta sợ hãi. Dù là mặt trời giữa trời, cũng làm cho người sợ hãi không thôi. Thằng hề đại đế đi vào về sau, vậy mà tại cái này mộ địa khu bên trong đào móc. Gần như mấy cái sân bóng lớn nhỏ mộ địa khu đều bị hắn đào toàn bộ. Hắn còn tại xâm nhập đào móc. Không biết đang tìm cái gì.
Đây là Âu Phục Nam giao cho thằng Hề Đại Đế nhiệm vụ, hắn tiếp vào sau liền ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Một phen tìm kiếm về sau, rốt cục khóa chặt vị trí. Ở đây tiến hành đào móc. Rất nhanh thằng Hề Đại Đế đem toàn bộ mộ địa khu cho móc sạch. Trực tiếp toàn bộ sụp đổ xuống. Chẳng qua còn không có tìm tới thằng Hề Đại Đế muốn đổ vật. Thằng Hề Đại Đế lại thâm sâu cấp độ đào móc, một mực đào ra hơn 100 mét chiều sâu. Bên trong càng ngày càng âm trầm, một cỗ khí tức kinh khủng tại lan tràn. Càng quỷ dị hơn là rõ ràng mặt trời chói chang trên không, lại đột nhiên quỷ dị biến thành trời đầy mây, mây đen dày đặc. Nhìn từ đằng xa, mây dường như nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ. Giống như là máu tươi. Quỷ quyệt khủng bố. Thỉnh thoảng còn có sấm sét bừa bãi tàn phá. Nhưng chính là không mưa. Huyết sắc mây che khuất bầu trời. Nếu như dựa theo đại hạ dân tục đến nói chính là điểm không may. Tuyệt đối có chuyện không tốt phát sinh. Sự thật chứng minh đúng là như thế. Thằng Hề Đại Đế làm căn bản không phải chuyện tốt lành gì. Hắn thứ muốn tìm vốn chính là hung vật. Đang đào móc đến sắp tiếp cận 200 mét thời điểm, dưới mặt đất vậy mà là một tòa nho nhỏ cung điện. Nơi này nhiệt độ không khí thấp đến không cách nào tưởng tượng. Người bình thường tiến vào sớm đã bị đông thành băng côn. Nơi này khí tức âm trầm khủng bố đến cực hạn. Một cỗ trùng thiên khát máu khí tức tràn ngập. Nếu như thả ra lời nói, tuyệt đối sẽ bộc phát bao trùm. Nho nhỏ cung điện cái gì cũng không có. Chỉ là chính giữa bảy biện một hơi kim loại quan tài. Chiếc quan tài này phía trên khắc lấy cổ lão văn tự ký hiệu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đừng nhìn đã cũ nát không chịu nổi, đã sớm che kín bụi đất, lại cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm. Dù là thằng Hề Đại Đế đối mặt chiếc quan tài này, đáy lòng cũng sợ hãi mấy phần. Hắn hít sâu một hơi. Cái này, làm thằng Hề Đại Đế nghĩ nhẹ nhõm đem quan tài nâng lên, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này miệng quan tài kim loại vượt quá tưởng tượng nặng. Lúc đầu kim loại chất liệu, thằng Hề Đại Đế đã dự đoán đến rất nặng. Nhưng bây giờ trọng lượng sợ là cái này kim loại không chỉ 10 lần. Vậy cái này trọng lượng đến từ đây? Đến từ trong quan tài chứa đồ vật. Đến cùng là cái gì? Sẽ như vậy trọng. Vượt quá lẽ thường không cách nào tưởng tượng trọng. Chẳng qua cứ việc quan tài kim loại rất nặng, nhưng cuối cùng thằng Hề Đại Đế đem cái này miệng quan tài kim loại mạnh mẽ khiêng ra tới. Dù sao thằng Hề Đại Đế thế nhưng là siêu cấp cường giả. Làm bên ngoài người vây xem nhìn xem thằng Hề Đại Đế nhấc lên một cái quan tài ra tới, tất cả mọi người dọa sợ. Nhao nhao chạy trốn. Nhưng ai cũng không có chú ý tới chính là quan tài kim loại tản mát ra khí thể vật chất bị mọi người chung quanh hấp thu. Đồng thời những người này khí tức cũng bị quan tài hấp thu. Song phương khí tức dường như đang tiến hành một cái trao đổi. Chỉ có điều một phe là một người, một phe là quan tài. Một phút đồng hồ sau, những người này bắt đầu biến hóa. Bọn hắn một mặt đau khổ, sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Mỗi người bụng mặt cực lực giãy giụa lấy. Rất nhanh bọn hắn sắc mặt trắng bệch còn biến đen, cùng thi thể đồng dạng cảm giác. Cuối cùng mắt miệng mũi nhao nhao chảy ra máu tươi, từng cái đổ xuống, toàn bộ chết đột ngột mà chết. Thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết máu, giống như là bị đốt cháy ăn mòn qua đồng dạng. Kiểu chết thảm thiết, cũng rất quỷ dị. Chung quanh tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết rồi. Chính yếu nhất chính là chung quanh động vật cũng đều chết rồi, đồng dạng kiểu chết. Thằng Hề Đại Đế một đường khiêng quan tài đi ngang qua, người chung quanh lớn diện tích tử vong. Hắn cái gì cũng không làm, liền tạo thành như thế lớn lực sát thương. Không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua đến địa điểm chỉ định, hắn đem quan tài chứa ở một chiếc xe bên trong. Thằng Hề Đại Đế lái xe tiến về bến cảng. Đến bến cảng về sau, quan tài bị lặng lẽ chứa ở một chiếc du thuyền bên trong. Chiếc này du thuyền cũng không phải thuyền hàng. Mà là lôi cuốn du lịch đường thuyền du thuyền. Phía trên tất cả đều là đến từ các nơi trên thế giới du khách. Không biết thằng Hề Đại Đế muốn đem quan tài vận đi nơi nào. Mấu chốt nhất chính là thằng Hề Đại Đế tuyệt không thượng du vòng. Du thuyền bên trên người căn bản không biết sẽ phát sinh thứ gì. Thằng Hề Đại Đế tuyệt không rời đi mặt trời không lặn đế quốc. Mà là đi vào một chỗ cổ xưa bị bỏ hoang tòa thành. Tòa thành chung quanh tràn đầy cỏ dại. Trụi lùi trên nhánh cây đứng từng cái quạ đen. Quạ đen phát ra chói tai thanh âm, để người cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Làm thằng Hề Đại Đế bước vào vứt bỏ tòa thành một nháy mắt,
vô số con rơi che ngập bầu trời bay ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài một vòng huyết nguyệt hoành treo ở giữa không trung. Huyết nguyệt giống như là đang rỉ máu giống như. Hết thảy đều lộ ra không bình thường. Sau đó không lâu, thằng Hề đại đế từ trong thành bảo khiêng một hơi quan tài kim loại ra tới. Cùng trước đó chiếc kia trên cơ bản là đồng dạng. Lần này thằng Hề đại đế đem cái này cỗ quan tài vận chuyển về sân bay. Về sau hắn lại rời đi. Tiến về một chỗ căn cứ thí nghiệm. Xác thực nói là từ vô số cổ xưa cường giả thủ hộ lấy một nơi. Thằng Hề đại đế đi vào về sau, đại khai sát giới. Từ đầu giết tới đuôi. Đem toàn bộ căn cứ tàn sát hầu như không còn. Nguyên lai chỗ này căn cứ thí nghiệm là đang thủ hộ một hơi quan tài kim loại. Chẳng qua cùng lúc trước hai cái khác biệt, cái này cỗ quan tài bị nối liền từng đạo ống dẫn, trực tiếp tiếp nhập trong quan tài. Bọn hắn tại cầm trong quan tài đồ vật làm thí nghiệm. Chẳng qua cuối cùng vẫn là bị thằng Hề đại đế cho khiêng đi. Cái này cỗ quan tài bị xem như hàng hóa trực tiếp phát hướng đại hạ kim cảng đảo. Thằng Hề đại đế tuyệt không dừng bước lại. Hắn cuối cùng đi đến phương Tây Châu tận cùng phía Bắc khu vực, nơi này băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là băng nguyên. Hắn tại một chỗ băng nguyên chỗ sâu, lại phát hiện một hơi quan tài kim loại. Hắn khiêng quan tài kim loại từng bước một rời đi. Cuối cùng cái này miệng quan tài kim loại bị ném ở mặt trời không lặn đế quốc giải đất trung tâm. Làm xong đây hết thảy, thằng Hề đại đế lộ ra một nụ cười, hết thảy đều tại chư thần phòng thí nghiệm trong khống chế. Hủy diệt đi. Hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Hoàn thành Âu Phục Nam Tử giao cho hắn nhiệm vụ. Có trời mới biết cái này bốn chiếc quan tài sẽ mang đến cái dạng gì tai nạn. Du thuyền là từ mặt trời không lặn đế quốc mở hướng phương Nam Châu chuột túi quốc. Đoạn đường này sẽ tại rất nhiều quốc gia khu vực cập bờ. Dù sao đây là du lịch đường thuyền. Cái này cỗ quan tài bị chứa ở khoang chứa hàng bên trong. Sau đó không lâu, có mấy tên thuyền viên đến kiểm kê hàng hóa cùng xem xét phải chăng có để lọt tổn hại tình huống. Vừa tiến vào khoang tàu, mấy tên thuyền viên liền cảm nhận được âm trầm kinh khủng bầu không khí cùng hạ xuống đến cực hạn nhiệt độ. Cái này, đây là mùa hè à. Đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chẳng qua bọn hắn vẫn là kiểm kê hàng hóa. Rầm rầm rầm. Chẳng qua lúc này có một nơi phát ra tiếng vang trầm nặng, có đồ vật tại trắng trợn lắc lư. Mấy người tụ tập lại một chỗ, ánh mắt khóa chặt tại một cái to lớn trên thùng gỗ. Nơi này vậy mà tại lắc lư. Bên trong là cái gì? Chẳng lẽ có vật sống sao? Còn có cái dương này cũng không phải chúng ta à? Ta nhớ được không có. Chấm. Đám người cảm thấy rất ngờ vực. Đáy lòng cũng càng phát ra bối rối. Đi mở ra nhìn xem. Mấy người rút vũ khí ra, một người trong đó chậm rãi tiến lên nếm thử mở ra hòm gỗ. Răng rắc. Theo hòm gỗ mở ra, một hơi quan tài kim loại lộ ra ở trước mặt mọi người. Đám người giật nảy mình. Lúc nào một cái quan tài xuất hiện ở đây? Đây là có chuyện gì? Mọi người dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới là nó đang động. Có người hỏi ra một cái kinh khủng vấn đề. Cái này. Lập tức thông báo thuyền trưởng, nói cho hắn tình huống nơi này. Đám người vừa muốn rời đi. Chính cũng may lúc này, quan tài kim loại đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Đem 7-8 tên thuyền viên toàn bộ hút đi. 3, 3, 3. 7-8 người bị bám vào quan tài kim loại bên trên. A. Chấm. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Thân thể bọn họ cấp tốc khô quắt xuống dưới. Máu tươi toàn bộ bị quan tài hấp thu đi. Đến cuối cùng, rơi xuống đất 7-8 cỗ thây khô, kiểu chết thảm thiết, máu tươi đều bị hút sạch sẽ. Ầm ầm. Quan tài lắc lư đặc biệt lợi hại. Phía trên ký hiệu tại rót vào máu tươi về sau, vậy mà ra ánh sáng lóa mắt màu. Răng rắc. Cuối cùng, quan tài sụp đổ ra. Động tĩnh khổng lồ để cả chiếc du thuyền đều lắc lư dưới. Kém chút lật tung. Du thuyền bên trên du khách phát ra oa oa tiếng kêu thảm thiết tới. Tình huống như thế nào? Thuyền trưởng cùng thuyền viên đều hoảng. Mặc dù đi thuyền trên biển cả, nhưng mặt biển bình tĩnh, một điểm nhỏ sóng đều không có. Làm sao lại có như thế lớn lắc lư? Tựa như là khoang chứa hàng xảy ra vấn đề, mấy tên đồng sự đều mất đi liên hệ. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chấm. Thế nhưng là đi tìm hiểu tình huống mấy chục người rốt cuộc không có trở về, cũng không có tin tức phản hồi. Thuyền trưởng cùng với khác người đều hoảng. Nhanh,
phong bế khoang chứa hàng. Thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, biết khoang chứa hàng xảy ra chuyện, nghĩ lập tức phong bế khoang chứa hàng. Hắn mang theo mọi người đi tới khoang chứa hàng cửa vào. Lúc này một đại cổ xông vào mũi mùi máu tươi đánh tới. Để đám người kém chút buồn nôn đến nhả. Vừa muốn phong bế khoang tàu thời điểm, đột nhiên có đổ vật ra tới. A! À, thuyền trưởng cùng với những người khác dọa đến phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết tới. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy nhiều kinh khủng đồ vật. A a a! Ngay sau đó bọn hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chẳng qua lần này tiếng kêu thảm thiết không phải là bởi vì kinh hãi, mà là tử vong. Rất nhanh gặp qua trong quan tài đồ vật người đều chết rồi. Các du khách còn tại run lẩy bẩy, bọn hắn đang đợi du thuyền phương cho ra giải thích. Đến cùng vừa rồi lắc lư là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng không chờ đợi giải thích, chờ đến tử vong. Kinh khủng đồ vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt, du lịch vòng du khách dọa đến chạy trốn tứ phía. Nhưng cái cuối cùng đều không có còn lại. Toàn bộ đều biến thành thây khô. Cuối cùng du thuyền chở trước thi thể hướng xuống một cái địa điểm phương Nam Châu tòa nào đó đảo nhỏ. Mặt trời không lặn đế quốc một chỗ phi trường quốc tế. Hành lý gửi vận chuyển trong thông đạo. Một cái quan tài xuất hiện. Đám người kinh ngạc phát hiện căn bản nhấc không nổi, giống như có trên trăm tấn như vậy. Muốn đem quan tài ném không, đều nhấc không nổi. Nhưng rất nhanh những nhân viên này một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, trở thành thây khô. Đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy đến tìm hiểu tình huống người, tại rất nhanh thời gian bên trong, cũng một cái tiếp một cái tử vong. Chấm. Đầu tiên là một khối nhỏ, đằng sau cấp tốc lan tràn. Tử vong càng nhiều càng nhiều. Cuối cùng, quan tài kim loại nổ tung. Bên trong sinh vật khủng bố ra tới. Hắn xông vào sân bay, vô số người đổ xuống. Càng nhiều tử vong tại lan tràn. Nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Chấm. Còn có cất đặt tại mặt trời không lặn đế quốc trung tâm khu vực quan tài, cũng tại sau một thời gian ngắn nổ tung. Đồ vật bên trong cũng chạy ra. Vừa vặn ở vào trung tâm, người lại nhiều. Từng tràng đồ sát tại tiếp tục. Tử vong. Khắp nơi đều là tử vong. Mặt trời không lặn đế quốc căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn đang tra là tình huống như thế nào. Không biết thằng hề đại đế đến cùng mang thứ gì ra tới. Quả thực quá khủng bố. Làm kia chiếc du thuyền dựa theo sớm thiết lập tốt đường thuyền dừng sát ở hòn đảo nhỏ kia bến cảng lúc, có người còn tại sớm nghênh đón. Bọn hắn vốn là liên lạc không được du thuyền. Hiện tại du thuyền khẽ dựa bờ, bọn hắn lập tức thượng du vòng kiểm tra. Nhưng vừa mới kiểm tra, đều giật mình kêu lên. Đầy du thuyền toàn bộ đều là thây khô. Máu tươi đều bị hút khô thi thể. Thật đáng sợ. Nhưng bọn hắn không biết là ác mộng mới vừa vặn giáng lâm. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Có người cảnh giác, nghĩ sớm một bước chạy. Nhưng một giây sau, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức đập vào mặt. A! À, lập tức liền từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cuối cùng, trong quan tài sinh vật xuống thuyền, đăng lục đảo nhỏ. Kết quả có thể nghĩ. Không có người sống. Cả hòn đảo nhỏ biến thành địa ngục. Tử thương vô số. Kiểu chết thảm thiết, lại đều như thế. Đều là biến thành thây khô. Chẳng qua có người sống sót lập tức điều khiển du thuyền thoát đi. Nhưng không biết là sinh vật khủng bố cũng theo sau. Một bên khác, đại hạ kim cảng đảo. Sắc trời tối tăm mờ mịt. Đây là lúc tờ mờ sáng. Từ mặt trời không lặn đế quốc gửi tới hàng hóa đến. Nhóm này hàng hóa là Đổ Vương nhất tộc. Hiện tại Đổ Vương gia tộc người tại bến cảng tiếp đãi hàng hóa. Hàng hóa thuyền đều là bịt kín chết, cho nên trên thuyền tuyệt không xuất hiện dị dạng. Mà lại bởi vì hàng hóa đều là một chút khoáng thạch loại hình, trọng lượng rất nặng. Cho nên tuyệt không hoài nghi. Chỉ là so thường quy muốn trọng một chút. Trở về đi. Dưới sự chỉ huy, nhóm này hàng hóa từng cái bị vận trở về. Tạm thời còn không có lộ ra tơ nhện chân ngựa tới. Hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Chẳng qua mặt trời không lặn đế quốc phát sinh tai nạn, mặc dù tin tức nhiều lần bị phong tỏa, nhưng dần dần cũng đều truyền bá ra tới. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần từ Thiên Sách Phủ rời đi về sau, liền nghĩ đi Thánh Kinh tổ chức tìm Lý Tử Nhiễm. Lần này liền Hỏa Vân Tà Thần đều lắc đầu. Bởi vì căn bản không biết Thánh Kinh tổ chức ở nơi nào. Phải làm sao mới ổn đây? Hỏa Vân Tà Thần nói thẳng Thánh Kinh tổ chức thần bí trình độ khả năng không thua gì chư thần phòng thí nghiệm. Ta có cái biện pháp.
Diệp Quân Lâm cười cười. Hỏa Vân Tà Thần lập tức nhìn lại. Thánh Kinh tổ chức vẫn nghĩ để ta gia nhập bọn hắn, nếu như thả ra ta sống tin tức, bọn hắn khẳng định sẽ tìm tới cửa. Diệp Quân Lâm nói. Cũng thế, đều không cần chính chúng ta đi tìm, bọn hắn sẽ đích thân đưa tới cửa. Hỏa Vân Tà Thần gật gật đầu. Hiện tại cần phải làm là để Thánh Kinh tổ chức biết Diệp Quân Lâm còn sống. Chuyện này từ Hỏa Vân Tà Thần đi làm. Hắn muốn thông qua ám võng hướng Thánh Kinh tổ chức tuyên bố tin tức, để bọn hắn biết Diệp Quân Lâm còn sống. Không thể không nói ám võng là cái thần kỳ tồn tại. Cho đến nay, cũng không ai biết ám võng phía sau là ai. Lại ám võng biết tất cả mọi chuyện. Cho nên Hỏa Vân Tà Thần trực tiếp có thể cho Thánh Kinh tổ chức phát tin tức, những người khác không biết. Tiên sinh hoàn thành. Chẳng qua ta vừa mới nhận được tin tức, nói tại mặt trời không lặn đế quốc có không rõ sinh vật tập kích, tạo thành tai nạn. Tử thương vô số, hiện tại còn không biết là cái gì. Giống như có tin tức nói là chứa ở cổ xưa trong quan tài đồ vật xuất hiện. Chấm. Nếu là lúc trước, Diệp Quân Lâm đối với cái này có thể sẽ rất hiếu kỳ. Nhưng bây giờ thời đại xuất hiện cái gì đều không kỳ quái. Nhất là một nhóm kia cổ xưa chủng tộc thế lực nhóm xuất hiện, càng không có cái gì bí mật có thể nói. Diệp Quân Lâm cũng không nhiều quan tâm, thở dài, ta chỉ hy vọng không phải là bởi vì cấm kỹ thuật sử dụng sau dẫn tới vấn đề. Chẳng qua hắn hiểu được, từ khi sử dụng cấm kỹ thuật sau tiếp xuống sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là hắn vội vàng tìm Lý Tử Nhiễm nguyên nhân. Tốt nhất đem cùng hắn tương quan người đều đưa đến Thiên Sách phủ đi. Dạng này hắn liền không có có nỗi lo về sau. Đối với chuyện của hắn, những cái kia cổ xưa chủng tộc biết đến càng nhiều. Dù sao ta cùng bọn hắn đều không phải một thời đại. Ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng qua chỉ cần tiên sinh một tiếng mệnh lệnh, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Hỏa Vân Tà Thần cho Diệp Quân Lâm tỏ thái độ. Tốt. Hiện tại ta liền đợi đến Thánh Kinh tổ chức đến tìm bên trên ta. Đi đâu tương đối tốt một điểm, nếu không Kim Cảng đảo đi. Diệp Quân Lâm quyết định tại Kim Cảng đảo chờ lấy Thánh Kinh tổ chức tới. Dù sao Kim Cảng đảo tương đối thanh tịnh một điểm. Tại Đại Hạ nội bộ, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Giờ phút này, ở vào Đổ Vương gia tộc một chỗ gia công trong xưởng. Nhóm này khoáng thạch vật chất bị vận tới. Rất nhanh các công nhân đem bịt kín đóng gói mở ra, lộ ra từng cái hòm gỗ lớn tới. Oanh! Một cỗ khủng bố băng lãnh khí tức đập vào mặt. Làm cho tất cả mọi người nhìn không được dùng mình một cái. Chẳng qua tất cả mọi người không để ý. Đem ngoại tầng hòm gỗ toàn bộ lột. Cái khác cái dương đều bình thường. Bỗng nhiên có người hô to, nhanh, mau nhìn nơi này. Bởi vì hòm gỗ chóc ra, chiếc kia quan tài kim loại lộ ra. Nhìn thấy quan tài kim loại tất cả mọi người giật mình kêu lên. Gia công xưởng ngay lập tức thông chi Đổ Vương nhất tộc người chủ sự. Quan tài kim loại lộ ra về sau, bắt đầu có dị động. Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, có người nghĩ khiêng đi. Đợi đến Đổ Vương nhất tộc người chủ sự chạy tới nơi này thời điểm, gia công xưởng đã là thây ngang khắp đồng. Nhưng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Những người này lại máu tươi hoàn toàn không có, biến thành từng cỗ thây khô. Thật đáng sợ. Giữa sân trưng bày một cái quan tài. Cái này khiến đám người tất cả giật mình. Tránh xa một chút, quan tài có vấn đề. Lập tức thông báo Đổ Vương bọn hắn. Mấy người kia phản ứng rất nhanh. Nhưng vẫn là chậm. Bọn hắn hút vào từ quan tài lộ ra đến khí thể. Rất nhanh cũng tương ứng xuất hiện biến hóa. Đến cuối cùng tử vong. Gia công trong xưởng biến thành địa ngục. Chẳng qua cũng may Đổ Vương nhất tộc gia công xưởng đều là tự động hóa sinh sản, rất ít người. Không phải kia tuyệt đối xảy ra đại sự. Đổ Vương cùng Hà Dạ Tuyết bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, cũng chạy tới đầu tiên. Còn điều lấy gia công trong xưởng giám sát. Nhìn thấy kỳ dị sau khi chết, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Quan tài có vấn đề. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến mặt trời không lặn đế quốc chuyện phát sinh. Tựa hồ chính là bởi vì quan tài kim loại. Hiện tại quan tài kim loại vậy mà tại Kim Cảng đảo xuất hiện. Ra ra mau nhìn. Hà Dạ Tuyết đột nhiên hoảng sợ nói. Bởi vì giám sát bên trong quan tài kim loại động, kịch liệt lắc lư, đồ vật bên trong tựa như muốn tránh thoát. Một tiếng bạo tạc bên trong, quan tài chia năm xẻ bảy. Đồ vật bên trong ra tới. Ong ong ong. Xì xì xì. Nhưng lúc này, phát ra dòng điện cháy hỏng thanh âm.
hình ảnh theo dõi cũng xuất hiện đạo đạo bông tuyết, mơ hồ không rõ. 3. Đến cuối cùng trực tiếp biến đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Không tốt, gia công xưởng mạch điện cháy hỏng. Không biết nguyên nhân gì. Lúc này truyền đến tin tức, để tất cả mọi người là chấn động. Mạch điện xấu rồi. Nhất định cùng trong quan tài đồ vật có quan hệ. Khả năng ảnh hưởng từ trường cùng dòng điện. Có mặt trời không lặn đế quốc bên kia tin tức sao? Sốt cuộc là thứ gì? Đổ vương sốt ruột. Không có a, mặt trời không lặn đế quốc phong tỏa tin tức. Kiên quyết không để nói ra đến đấy là cái gì? Đổ vương thở dài, lập tức triệu tập kim cảng đảo tất cả cao thủ, bao quát cửu châu huyền tôn. Nhanh nhanh nhanh, khả năng này là kim cảng đảo tai nạn. Chúng ta muốn ngăn cản. Chấm. Trong lúc nhất thời, kim cảng đảo các đại cao thủ đều hướng ra công xưởng tụ hội. Bọn hắn kiên quyết không để kim cảng đảo xảy ra chuyện. Bất luận trong quan tài là cái gì, muốn gắt gao khóa tại gia công trong xưởng. Không để đồ vật bên trong tạo thành tai nạn. Đổ vương nhất tộc vẫn rất có cường độ. Ngay lập tức sơ tán gia công chung quanh tất cả mọi người. Thậm chí để bên trong phương viên 10 dặm thấy không đến bất luận cái gì sinh vật. Đón lấy bên trong chính là bọn hắn đến giải quyết đồ vật bên trong. Quan tài kim loại xuất hiện tin tức còn ngay lập tức chuyển hướng thiên sách phủ viêm long vệ bọn hắn. Tại kim cảng đảo đóng giữ thủ hộ giả nhóm cũng nhao nhao chạy đến, hiệp trợ đổ vương nhất tộc bọn hắn. Viêm long vệ cùng thiên sách phủ đối với cái này cao độ coi trọng. Phong tỏa tin tức đồng thời, trực tiếp điều động cao thủ đi vào. Thiên sách phủ hiện tại như trước kia không giống. Không lo lắng át chủ bài bại lộ các loại vấn đề. Đến đều là tứ đại thần tướng thân truyền đệ tử. Cường giả tuyệt đỉnh. Kim cảng đảo thành bộc phát địa điểm. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần cũng tại hướng kim cảng đảo chạy đến. Khi lấy được Diệp Quân Lâm còn sống tin tức Thánh Kinh tổ chức, lần nữa phái ra 18 lớn hắc ám thiên sứ hướng kim cảng đảo chạy đến. Bọn hắn lần này thế tất yếu mang Diệp Quân Lâm trở về. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ kim cảng đảo muốn lên như thế lớn gợn sóng. Một bên khác, thằng Hề Đại Đế đã trở lại chư thần phòng thí nghiệm. Âu Phục Nam cười cười, sự tình làm khá lắm. Ba khu đã được đến phản hồi, mặt trời không lặn đế quốc khống chế không nổi. Chính là kim cảng đảo bên kia không biết tin tức gì. Thằng Hề Đại Đế nói. Vừa mới nhận được tin tức, đại hạ phong tỏa kim cảng đảo. Đoán chừng đã xảy ra chuyện, tiếp xuống chúng ta chỉ cần xem kịch vui là đủ. Ha ha ha. Âu Phục Nam phát ra tiếng cười. Nhiều như vậy cổ xưa chủng tộc không phải đều lộ diện sao? Ta liền đem bọn hắn tất cả đều thả ra nhìn xem. Âu Phục Nam lộ ra nụ cười âm hiểm. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thằng Hề Đại Đế cười cười, chuyển đề tài nói, đúng, Lucifer như thế nào rồi? Ở trong tay của hắn liền không có không cứu về được. Lucifer lần này sống tới, muốn sinh ra lột xác. Âu Phục Nam cười cười. Thằng Hề Đại Đế thở dài, không hổ là kinh khủng nhất bác sĩ. Thiết kế tham dự vô số cải tạo kế hoạch. Ha ha, Diệp Quân Lâm chết vô ích, còn muốn cùng đến chỗ chết, làm sao có thể? Âu Phục Nam cười cười, đúng vậy a, bọn hắn nhìn thấy chỉ có điều một góc của băng sơn thôi. Thằng Hề Đại Đế cũng thán phục, ta đều không nghĩ tới, ngài thậm chí ngay cả tung tích của bọn hắn đều biết. Còn muốn đấu với chúng ta, bọn hắn căn bản không biết chúng ta nắm trong tay cái gì. Liền cái này 4 chiếc quan tài không ai có thể ngăn cản được. Ta hiện tại rất là chờ mong kim cảng đảo phát sinh hết thảy. Chấm. Kim cảng đảo ra công xưởng. Bên ngoài tụ tập kim cảng đảo tất cả cường giả. Bao quát cửu châu huyền tôn những người này đều đến. Dù sao việc quan hệ kim cảng đảo tồn vong vấn đề. Dựa theo trước đó mặt trời không lặn đế quốc phát sinh đại sự, đó chính là diệt tuyệt tai nạn. Tất cả mọi người hy vọng kim cảng đảo an an toàn toàn. Tất cả làm cho bên trên danh tự cường giả đều đến. Tăng thêm thiên sách phủ viêm long vệ an bài thủ hộ giả nhóm, mọi người cảm thấy lực lượng là đầy đủ. Đổ vương cùng cửu châu huyền tôn chờ đại lão bắt đầu chỉ huy, một bộ phận người canh giữ ở bên ngoài. Một bộ người đi vào chung. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, không muốn phân tán, mọi người cùng nhau đi vào. Tại cửu châu huyền tôn nhóm cường giả dẫn đầu dưới, mấy trăm người cùng một chỗ tiến vào. Còn lại hơn 1000 người gắt gao canh giữ ở bên ngoài. Chấm. Cả tòa gia công xưởng mạch điện xuất hiện vấn đề, hiện tại đen như mực, tĩnh mịch một mảnh. Vừa tiến vào, một đại cổ gai mũi mùi máu tươi đập vào mặt.
trong mọi người lòng có điểm kinh hoàng. Không biết vì sao, loại này hắc ám cho mọi người một loại âm thầm sợ hãi. Người luôn luôn đối không biết sinh ra sợ hãi. Huống chi người người đều biết trong này tuyệt đối có khủng bố tuyệt luân đồ vật tại. Không sợ là không thể nào. Yên tĩnh. An tĩnh có chút quá mức. Cửu Châu Huyền Tôn những cái này thuật pháp đại sư cẩn thận cảm thụ được khí tức. Nhưng cái gì đều không có phát giác được. Toàn bộ gia công xưởng dường như tuyệt không có vật sống. Tiếp tục đi tới. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền đi vào thêm nhà máy nội bộ. Khoảng cách trước đó đặt vào quan tài địa phương rất gần rất gần. Cùng nhau đi tới, mọi người không hề phát hiện thứ gì. Tựa như nguy hiểm không tồn tại. Nhưng càng như vậy, mọi người liền càng không dám xem thường. Mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm, dù là võ giả thuật pháp đại sư cũng đang bốc lên mồ hôi lạnh. Không biết đại khủng bố quá dọa người. Nếu như là bình thường, dễ đối phó. Như vậy mặt trời không lặn đế quốc đã sớm xử lý. Làm sao đến mức đến bây giờ phong tỏa hết thảy tin tức đâu. Tất cả mọi người cẩn thận một điểm, ta cảm giác ngay tại chung quanh, nói không chừng chúng ta đã bị để mắt tới. Cửu Châu Huyền Tôn nhắc nhở. Cả người hắn cũng thần kinh căng cứng. Chấm. Lúc này canh giữ ở gia công ngoài xưởng mặt đám người, đột nhiên có phát hiện. Mau nhìn. Đám người nghe được thanh âm, nhao nhao hướng giữa không trung nhìn lại. Rõ ràng trời đều sắp sáng. Nhưng vậy mà biến đen. Lúc nào đen cũng không biết. Thậm chí mọi người còn chứng kiến huyết nguyệt treo không, giống như là đang rỉ máu đồng dạng. Cái này cái này cái này. Mọi người bị trước mắt khác thường hiện trường giật nảy mình. Muốn xảy ra chuyện. Tất cả mọi người coi chừng, có thể muốn xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian nhắc nhở Đổ Vương bọn hắn nơi này phát sinh sự tình. Chấm. Lúc này, Cửu Châu Huyền Tôn dẫn đầu đám người tiến vào trước đó không lâu trưng bày quan tài địa phương. Đều giữ vững tinh thần đến. Cửu Châu Huyền Tôn nhắc nhở. Sợ hãi. Mỗi người cảm nhận được sợ hãi. Lại nhiệt độ của nơi này bỗng nhiên hạ xuống, mỗi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. A. Ngay tại tất cả mọi người thần kinh căng cứng đến cực hạn thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Phốc. Tiếp theo máu tươi vẩy ra. Rất nhiều người bị nóng hổi máu tươi phun ra đến. Lần này, tất cả mọi người dọa sợ. Bao quát Cửu Châu Huyền Tôn Chi Lưu. A. Chấm. Không đợi mọi người làm phản ứng gì, lại là từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi vẩy ra. Chấm. Mở ra. Đổ Vương bọn hắn hô to. Ba. Ba. Chấm. Bọn hắn vội vàng mở ra thiết bị chiếu sáng, trong lúc nhất thời gia công trong xưởng đều sáng. Mỗi một cái góc đều không bỏ qua. Lần này tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng. Cũng thấy rõ ràng từ trong quan tài ra tới đến tột cùng là cái gì. Oanh! Khi thấy rõ về sau, tất cả mọi người tê cả ra đầu, đầu muốn nổ tung. Đây là cái gì? Trước mắt một thân ảnh cao lớn thẳng tắp. Hống hống hống. Phát ra trầm thấp như dã thú tiếng giống. Mỗi một lần hô hấp đều có gai mũi mùi máu tươi. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng trong quan tài sinh vật khủng bố toàn cảnh. Nhân loại thân hình. Chỉ là toàn thân đều là vết máu vết sẹo, nhất là trên mặt càng là răng khắp nơi vết sẹo, tăng thêm có lông tóc. Nhìn khủng bố như dã thú. Nhất là khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, đáng sợ hơn. Đây là người sao? Tất cả mọi người hù đến mồ hôi đầm đìa. Nói không phải đâu. Tất cả đều là người đặc thù. Nhưng nói là đi, lại như là dã thú, còn hút máu người. Cái này rốt cuộc là vật gì? Mặc kệ là sinh vật gì, giờ phút này lại mang cho tất cả mọi người cực hạn uy hiếp. Cho dù là Cửu Châu Huyền Tôn cũng đang e sợ. Trước mắt tựa như là một tôn ma thần. Cái này đến cùng là cái gì a? Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Đổ Vương cẩn thận phân rõ về sau, không khỏi nói, cái này sợ không phải trong truyền thuyết phương Tây huyết tộc a? Cái kia cùng với cổ xưa chủng tộc. Cái gì, phương Tây huyết tộc? Đám người sau khi nghe được, sắc mặt đại biến. Cổ xưa thần bí chủng tộc. Rất nhiều người chỉ là nghe qua truyền thuyết cùng ghi chép, lại không gặp qua. Trước mắt chính là, không kịp đám người suy nghĩ nhiều kiểm tra. Trước mắt khủng bố dị loại đã mở ra sát phạt. Ở trước mặt hắn không ngừng có người đổ xuống, bị xé nát, máu tươi bị hút khô. Tốc độ của hắn quá nhanh, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Nếu không phải hắn hút máu trực tiếp giết chóc,
sợ là tổn thất càng nặng nề hơn. Chấm. Các vị cùng ta cùng một chỗ cầm xuống. Cửu Châu Huyền Tôn gấp. Vội vàng ra tay. Cái khác cao thủ cũng đi theo Cửu Châu Huyền Tôn cùng một chỗ phát lực, các loại thủ đoạn công kích tề xuất. Rầm rầm rầm. Nhưng rất nhanh đám người phát hiện, vô luận cường đại cỡ nào thủ đoạn công kích, đánh vào tên này khủng bố dị loại trên thân, mảy may không có nổi chút tác dụng nào. Thân thể của hắn kiên cố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như Cửu Châu Huyền Tôn cũng căn bản không thể để cho khủng bố dị loại thụ thương, thậm chí nói căn bản để hắn động đều không kéo một chút. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt đều khủng bố dị loại dọa sợ. Cái này thể chất cũng quá mạnh đi. Đổ Vương càng phát ra hắn khẳng định hắn huyết tộc thân phận. Loại này dị loại thể chất chưa từng có cường đại. Cửu Châu Huyền Tôn bọn hắn điên cuồng công kích, triệt để chọc giận khủng bố dị loại. Giống, hắn gào trầm thấp một tiếng. Trên thân bộc phát ra không thể địch nổi hấp thụ lực. Xoẹt, phốc, chấm. Không ít người thân thể trực tiếp vỡ ra lỗ hổng, máu tươi bị lăng không hút đi. Rất nhanh từng cỗ thây khô rơi trên mặt đất. Máu tươi bị trực tiếp hút đi. Loại thủ đoạn này ai từng thấy? Mọi người bắt đầu dọa sợ. Cái này còn không phải người bình thường. Tất cả đều là võ giả, thuật pháp đại sư. Tại khủng bố dị loại trước mặt không có sức đánh trả chút nào. Một cái tiếp một cái đổ xuống. Toàn bộ biến thành thây khô. Ý thức được không ổn, đã muộn. Muốn rút lui, trên cơ bản không có khả năng. Ta đến ngăn lại hắn. Các ngươi rút. Cửu Châu Huyền Tôn chuẩn bị liều mạng một lần. Những người khác tranh thủ thời gian rút lui. Căn bản ngăn không được cái này khủng bố dị loại. Tới đi, xúc sinh. Cửu Châu Huyền Tôn là liều chết quyết tâm. Hắn rất muốn cùng trước mắt dị loại cùng đến chỗ chết. Oanh. Oanh. Chấm. Cửu Châu Huyền Tôn các loại thuật pháp ra hết. Đem mình mạnh nhất chiêu số toàn bộ đánh ra đến. Thề sống chết muốn cùng cái này dị loại chiến đấu tới cùng. Một trận đại chiến tại tiếp tục. Rất nhanh gia công nhà máy pha lê bên trên thêm từng đạo vết máu. Cửu Châu Huyền Tôn căn bản ngăn không được. Hắn chiến tử. Chấm. Đổ Vương bọn hắn đã chạy trốn tới bên ngoài, chẳng qua mỗi người sắc mặt trắng bệch, thần kinh căng cứng. Hôm nay nhìn thấy đủ để phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Người bên ngoài lập tức hỏi thăm, làm sao rồi? Đến cùng làm sao rồi? Đám người chưa tỉnh hồn, vừa muốn giải thích. Cửu Châu Huyền Tôn các đồ đệ lại phát ra bi thương thanh âm tới. Sư phụ! Cửu Châu Huyền Tôn chiến tử! Lần này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trước mắt mà nói Kim Cảng Đảo Cửu Châu Huyền Tôn vẫn là đỉnh cấp chiến lực. Hắn đều chết rồi. Những người khác chơi như thế nào? Cái này, thủ hộ giả nhóm cũng hoảng. Thiên sách phủ cường giả đã đang trên đường tới, thế nhưng là thời gian không đủ a. Khả năng bọn hắn còn chưa tới, Kim Cảng Đảo liền thành địa ngục. Đám người có loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Cho nên nói vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Đổ Vương lập tức hạ lệnh, đem nơi này nổ rớt. San thành bình địa, ta liền không tin. Trước khi tới, Đổ Vương liền để người ở đây an trí dẫn bạo trang bị. Hiện tại trực tiếp dẫn bạo. Ầm ầm. Tại trong ánh lửa ngất trời, cả tòa gia công thành sụp đổ, san thành bình địa. Trên không càng là bay lên mây hình nấm. Uy lực kinh người. Công chúng cao thủ cũng đều mạnh mẽ bước lui. Không chỉ có như thế. Lần này hủy diệt bạo tạc liền toàn bộ Kim Cảng Đảo đều đang lắc lư. Khắp nơi đều sinh ra địa chấn đồng dạng hiệu quả. Lần này bạo tạc quá khủng bố. Đây là Đổ Vương nhất tộc từ Hắc Thủy công ty mua vào, cũng chính là chư thần phòng thí nghiệm. Thậm chí nói chính là giữ nhà át chủ bài. Mua vào thời điểm, Hắc Thủy công ty giới thiệu qua loại vật này uy lực. Chỉ cần Đổ Vương dùng số lượng lớn đủ, nổ thành Kim Cảng Đảo cũng là trong nháy mắt sự tình. Uy lực khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt nhằm vào siêu cường thể chất cùng siêu cao độ cứng vật chất. Nói trắng ra chính là cường đại võ giả cùng thuật pháp đại sư đều phải chết. Tại loại này uy lực dưới, mặc kệ cái gì đều có thể nổ không có. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào một cái. Mặt của mọi người sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Nhưng một giây sau, bỗng nhiên trong khói đặc có đồ vật gì đang nhấp nháy. Thần kinh của tất cả mọi người lần nữa căng cứng. Hơn ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm sương mù dày đặc. Chỉ thấy sương mù dày đặc bị dần dần xua tan. Một thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra. Hắn phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, một đôi huyết sắc thú mắt nhìn chòng chọc vào Đổ Vương bọn hắn.
không có việc gì. Hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Loại này bạo tạc trình độ, đối với hắn một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Hắn cái này thể chất phải là cấp bậc gì? Chưa từng nghe thấy a. Cái này. Tất cả mọi người muốn bị hù đến khóc. Quá khủng bố đi. Phía trước canh giữ ở phía ngoài các cao thủ cũng đều thấy rõ ràng thứ này bộ dáng. Không rét mà run. Chấm. Oanh. Không đợi đám người phản ứng ra sao, huyết tộc dị loại vậy mà biến mất, lưu lại yếu ớt tàn ảnh. Thời điểm xuất hiện lại đã trong đám người. Mở ra giết chóc. Phốc. Chấm. Ách a. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cái này hoàn toàn chính là cỗ máy giết người. Trong lúc nhất thời giết đến đám người tứ tán, quân tâm tan tác. Cái này mẹ hắn quái vật gì a? Căn bản không có cách nào. Đánh hắn, đừng nói làm bị thương, thứ này liền đau cũng không đau một chút. Chấm. Nháy mắt hơn trăm người đổ xuống, kiểu chết thảm thiết. Không ít trực tiếp bị hút khô máu tươi. Rút đi, chúng ta ngăn không được. Có người nghĩ lập tức rút lui. Đổ vương bọn hắn lập tức ngăn cản, không được, chúng ta nếu là rút. Thứ này tuyệt đối sẽ tiến vào trung tâm, khi đó người bình thường liền gặp nạn, chúng ta nhất định phải ngăn đón bọn hắn. Đúng, chúng ta phải ngăn đón hắn. Mọi người đều biết thứ này một khi đến nhiều người địa phương, ý vị như thế nào. Đó chính là luân hãm, biến thành địa ngục. Mặt trời không lặn đế quốc không chính là như vậy sao? Thứ này xuất hiện tại trung tâm cùng sân bay. Mới trở thành tai nạn. Không sai. Mặt trời không lặn đế quốc hiện tại biến thành địa ngục. Làm quan tài mở ra sau khi, đồ vật bên trong chạy ra. Tử thương vô số người. Trở thành tai nạn. Một cái đã để người đau đầu. Hiện tại mặt trời không lặn đế quốc trọn vẹn xuất hiện hai cái. Quả thực là trong tai nạn. Mặt trời không lặn đế quốc lập tức phái ra vô số võ giả, siêu năng giả, vu sư chờ một chút cường giả. Thậm chí so sánh chiến ưng quốc thiên thuẫn cục mặt trời không lặn thần kiếm cục cũng xuất động cường giả đi vây quét. Thế nhưng là đi một cái chết một cái, đi một đôi chết một đôi. Căn bản là ngăn không được. Các loại chiêu số đều dùng hết. Căn bản là không có cách bắt được hai cái này dị loại. Hiện tại thành thị đã triệt để luân hãm. Vì phòng ngừa tình thế mở rộng, cho nên mặt trời không lặn đế quốc vội vàng phong tỏa tin tức. Bọn hắn vẫn đang tra cuối cùng là cái gì. Đến cùng từ chỗ nào đến? Chấm. Còn có một cái giờ phút này ngay tại đại hải du thuyền bên trên. Lúc trước trên đảo nhỏ có người sống sót trốn hướng du thuyền, không nghĩ tới vật kia cũng theo sau. Hiện tại du thuyền trên biển cả trôi, không biết mục đích là nơi nào. Một khi cập bờ nhất định là tai nạn. Nhất là tựa ở người lưu lượng lớn địa phương, càng là đáng sợ tai nạn. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm bên này. Trên cơ bản thời gian thực tiếp nhận tin tức, dù là mặt trời không lặn đế quốc phong tỏa, bọn hắn cũng biết, hiện tại thần kiếm cục đã biết đây là cái gì. Đoán chừng bọn hắn sẽ đi tìm đồng loại cùng bọn hắn đàm phán đi. Mặt trời không lặn nguy cơ rất nhanh liền có thể giải trừ. Âu Phục Nam cười nói. Lập tức, hắn chuyển đề tài nói, về phần đại hạ bên kia bọn hắn đoán chừng còn phải một đoạn thời gian. Thằng Hề đại đế do dự nửa ngày, hỏi ra một vấn đề. Chẳng lẽ chuyện này liền phải dạng này kết thúc? Âu Phục Nam lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chờ lấy xem đi. Đúng, nhìn xem, một cái khác tới chỗ nào rồi. Phương hướng lại đối, tiến về phương Nam châu chuột túi quốc. Ha 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 ha. Âu Phục Nam cười. Thằng Hề đại đế hỏi, ngài nói đế vương tổ chức không có trả thù động tác a? Dù sao có một cái là ta từ bọn hắn nơi nào đoạt tới. Nguyên lai thằng Hề đại đế tại chỗ kia trụ sở bí mật đồ sát sạch sẽ, mang ra quan tài là đế vương tổ chức. Cho tới nay, đế vương tổ chức đều tại cầm quan tài bên trong ngủ say huyết tộc làm thí nghiệm. Đây là bí mật của bọn hắn một trong. Không nghĩ tới bị chư thần phòng thí nghiệm chỗ biết rõ. Còn phái người trực tiếp cướp đi quan tài. Có khả năng, bọn hắn sẽ rất nhanh hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chẳng qua ta có biện pháp, không cần lo lắng. Âu Phục Nam một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái. Chấm. Mặt trời không lặn thần kiếm cục đúng như là cùng Âu Phục Nam nói tới như thế. Bọn hắn đang tìm huyết tộc đồng loại đi cùng hai cái này dị loại đàm phán. Làm mặt trời không lặn chiến lực mạnh nhất cơ cấu. Thần kiếm cục cùng đại hạ thiên sách phủ đồng dạng.
bọn hắn cũng có được rất nhiều bí mật. Ví dụ như trong truyền thuyết huyết tộc, cùng với các cổ xưa chủng tộc dị loại, bọn hắn đều có quan hệ áp. Thí nghiệm cũng đương nhiên thiếu không được. Hiện tại bọn hắn làm chính là giữ cửa ải áp huyết tộc dẫn đi, cùng kia hai cái đàm phán, để bọn hắn dừng lại. Thần kiếm cục có thể cấp tốc tra được. Là bởi vì thứ này cổ xưa thời điểm chính là hoạt động tại mặt trời không lặn khu vực bên trong. Bọn hắn chẳng những có ghi chép, còn bắt đồng loại của bọn hắn. Nhưng đại hạ khác biệt. Thứ này vừa ra tới đều là mộng. Hiện tại Kim Cảng Đảo tình huống như thế nào cũng không người nào biết. Chỉ có thấy tận mắt về sau, mới có thể có chút manh mối. Giờ phút này, Đổ Vương bọn hắn chính diện gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Quá mạnh. Trước mắt gia hỏa này căn bản không đánh nổi. Hắn bạo lực xé rách cái này đến cái khác người. Vài trăm người lại không có. Còn lại gần như tuyệt vọng. Mọi người đều biết rất nhanh sẽ toàn quân bị diệt. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Loại này chờ chết cảm giác là thật khó chịu. Viện quân rõ ràng tại. Khả thi ở giữa căn bản không đủ. Đối chiến bên trong, mọi người phát hiện cái này khủng bố dị loại vậy mà càng ngày càng mạnh. Hắn hút đầy đủ máu tươi về sau, huyết khí càng mạnh, sát ý càng đậm. Cảm giác ngay từ đầu hắn tuyệt không hoàn toàn thức tỉnh. Cần đầy đủ máu tươi mới có thể triệt để thức tỉnh. Hiện tại mọi người cảm giác hắn mới là một chút xíu thức tỉnh. Nhưng mà không thức tỉnh đều đáng sợ như vậy. Nếu là toàn diện thức tỉnh, đem không cách nào tưởng tượng. Chấm. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đến Kim Cảng Đảo. Chẳng qua bởi vì hai người dọc đường. Tăng thêm đại hạ bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa, cho nên cũng không biết Kim Cảng Đảo chuyện phát sinh. Chẳng qua vừa lên đảo về sau, hai người liền phát giác được một tia không tầm thường. Không thích hợp, giống như xảy ra chuyện. Hỏa Vân Tà Thần nói. Diệp Quân Lâm càng là chau mày, dường như ta cảm nhận được một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Có điểm giống mở ra sát sinh cấm thuật ta. Diệp Quân Lâm phát giác được một cái cực độ sát khí tồn tại. Cùng sát sinh cấm thuật hắn rất là tương tự. Cho nên hắn cảm giác tương đối rõ ràng. Nói không chừng xảy ra chuyện, nhanh đi tìm xem nhìn. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần lập tức chạy vội. Chấm. Kim Cảng Đảo một bên khác. Thánh Kinh tổ chức 18 lớn hắc ám thiên sứ cùng nhau mà tới. Xác định Diệp Quân Lâm tại Kim Cảng Đảo đúng không? Minh Tà Thần hỏi. Không sai, là, vừa mới đạt được tin tức xác thật. Diệp Quân Lâm hoàn toàn chính xác tại Kim Cảng Đảo. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Ừm. Rất nhanh 18 lớn hắc ám thiên sứ cũng phát giác được Kim Cảng Đảo không giống bình thường. Thật cường liệt khí tức. Đi, đi xem một chút. Phải cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ đi. Chấm. Ra công xưởng lân cận. Huyết tộc dị loại càng phát ra hung ác. Đổ Vương bên này một bên tổ chức người phản kháng, một bên tụ tập càng nhiều nhân thủ đến đây chi viện. Thế nhưng là có thể triệu tập đến cao thủ kỳ thật đều là pháo hôi. Căn bản không có lực đánh một trận. Đi tới mục đích cũng rất đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là vì kéo dài thời gian. Tin tức mới nhất. Thiên sách phủ tứ đại thần tướng thân truyền đệ tử nhóm cưỡi phi hành khí chạy đến, một cái giờ liền có thể đến. Chúng ta chỉ cần chống đỡ cái này một cái giờ liền tốt. Thủ hộ giả nhóm nhận được tin tức, hứng thú bừng bừng đạo. Thế nhưng là nghe được một cái giờ. Tất cả mọi người là một mặt tuyệt vọng. Một cái giờ a, vừa mới nhiều cường giả như vậy, bao quát Cửu Châu Huyền Tôn ở bên trong, liền 10 phút đồng hồ đều không có chống đỡ. Dựa vào bọn họ những người này, làm sao có thể? Một cái giờ chính là tử kỳ đồng dạng. Chống đỡ, nhất định phải cho ta chống đỡ. Không chống đỡ, chết chính là những người bình thường kia, toàn bộ Kim Cảng Đảo đều muốn thành địa ngục. Đổ Vương nhất tộc đều đúng là liều. Bọn hắn dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ vì ngăn chặn quái vật này. Đây là một trận thảm thiết chiến đấu. Trên cơ bản mỗi người đều biết mình sẽ chết, mình là pháo hôi. Chẳng qua phần lớn đều là việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì bọn hắn biết tại làm lấy một việc, thủ hộ nghĩ thủ hộ cũng phải bảo vệ người. Chết cũng đáng. Thi thể khắp nơi đều là. Xếp thành núi nhỏ. Chân cụt tay đứt càng là khắp nơi có thể thấy được. Máu tươi nhuộm dần đại địa. Nhưng mọi người chính là không lùi bước. Không được, Đổ Vương nghĩ một chút biện pháp a. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn đánh hết. Đúng a, chúng ta chỉ còn lại 100 người không đến. Sớm muộn muốn xong. Chấm. Những người còn lại đều muốn khóc lên.
Đổ Vương bọn hắn cũng gấp muốn chết. Chẳng qua cho tới bây giờ, thật là không có biện pháp gì. Ra ra, chỉ hận mình không đủ cường đại a. Liền Hà Dạ Tuyết đều tại tham chiến bên trong. Ai? Từng đạo thở dài thanh âm phát ra. Chấm. Người là càng ngày càng ít. 50 cái. 30. 20 cái. Chấm. Cuối cùng chỉ có Hà Dạ Tuyết, Đổ Vương không đến 10 người đội ngũ. Bọn hắn toàn bộ ngã trên mặt đất. Chờ đợi huyết tộc dị loại giết chóc đi vào. Bọn hắn đem hết toàn lực, chiến tử đến một khắc cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc. Bọn hắn vẻn vẹn chống đỡ hơn 20 phút. Khoảng cách một cái giờ còn kém xa lắm đâu. Hận a, quá hận. Lập tức bọn hắn muốn toàn bộ bỏ mình. Bọn hắn chết không sao. Thế nhưng là bọn hắn vừa chết, Kim Cảng đảo liền phải luân hãm. Vô số người lại bởi vậy mà mất mạng. A, Hà Dạ Tuyết không có cam lòng hô hào. Oanh, huyết tộc dị loại đã xuất hiện tại Hà Dạ Tuyết trước người, đưa nàng một bả nhấc lên. Hắn nhìn chăm chú Hà Dạ Tuyết. Dường như bị Hà Dạ Tuyết quật cường làm chấn kinh đến. Tới đi, ta cũng không sợ ngươi. Huyết tộc dị loại đôi mắt phiếm hồng, cắn một cái hướng Hà Dạ Tuyết. Oanh! Ngay tại lúc này, một đạo trước nay chưa từng có lực lượng đánh phía huyết tộc dị loại. Đem hắn mạnh mẽ bắn ra. Cũng buông ra Hà Dạ Tuyết. Xảy ra bất ngờ một màn để ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Lại nhìn thời điểm. Giữa sân đã nhiều hai người. Một người trong đó mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái này, đây không phải Diệp Quân Lâm sao? Lá, Hà Dạ Tuyết vừa muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Diệp Quân Lâm không phải chết sao? Cứ việc lần trước tại Kim Cảng đảo là giả chết, nhưng về sau cuối cùng chết rồi. Hắn không có khả năng còn sống. Nhưng là bây giờ xem xét, lại là giống nhau như đúc. Đổ Vương bọn hắn không phải là không như thế. Nhưng chưa kịp hỏi thăm, bên kia huyết tộc dị loại liền phát ra phẫn nộ tiếng giống. Lúc này mọi người mới chú ý tới vừa mới huyết tộc dị loại là bị bắn ra đi. Đây là trước nay chưa từng có. Trước đó bọn hắn đem hết toàn lực để cái này huyết tộc dị loại động đều không nhúc nhích một chút. Bất kể như thế nào đều công kích, hắn đều là vững như bàn thạch. Nhưng bây giờ hắn bị bắn ra đi. Đủ thấy đến hai người này mạnh bao nhiêu. Mọi người dường như có thể cứu. Huyết tộc dị loại nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần. Vừa mới hắn bị bắn ra đi, đoán chừng mặt mũi đại đại bị hao tổn. Giờ phút này phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần nhìn chằm chằm hắn, Diệp Quân Lâm càng là hỏi, lão tà đây là cái gì giống loài biết sao? Nếu như không có đoán sai, hẳn là phương Tây cổ xưa chủng tộc huyết tộc. Chẳng qua cùng ta nhận biết bên trong không giống, huyết tộc thành viên phần lớn tuấn Mỹ, như vậy xấu xí vẫn là chưa từng nghe thấy. Hỏa Vân Tà Thần nói, đám người, đây là điên rồi đi. Loại thời điểm này, hai người này vậy mà đối cái này huyết tộc dị loại hình dạng soi mói. Đây là mảy may không có coi hắn làm người a. Không, đây là huyết tộc, mà lại là trong huyết tộc cường đại huyết tổ. Lại là một thanh âm vang lên. 18 lớn hắc ám thiên sứ đều xuất hiện. 18 người trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, để huyết tộc quái vật đều là sững sờ, đem lực chú ý chuyển rời đến 18 lớn hắc ám thiên sứ trên thân. Cái này khiến Hà Dạ Tuyết bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Lại có cường giả đến rồi. Bọn hắn chẳng phải là triệt để an toàn rồi. Huyết tổ. Chẳng qua nghe được hắc ám thiên sứ lời nói, Đổ Vương cùng Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn sắc mặt đại biến. Huyết tổ đây chính là cổ xưa trong huyết tộc tồn tại cường đại nhất. Truyền thuyết những cái này huyết tộc có thể mấy ngàn năm bất tử. Thể chất càng là khủng bố đến nghịch thiên. Chẳng qua từ thằng hề đại đế mang cái này mấy ngụm quan tài ra tới địa phương có thể thấy được. Bọn hắn giấu ở những địa phương kia rất dài thời gian. Có thể là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Sự xuất hiện của bọn hắn chính là tai nạn. Thật sự là không nghĩ tới bọn hắn lại đem huyết tổ thả ra. Trước mắt đã biết đã có ba cái huyết tổ. Hắc ám thiên sứ không khỏi nói. Diệp Quân Lâm minh bạch bọn hắn trong miệng nói bọn hắn là ai. Chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Làm ra một chút phát rồ sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều biết là cái gì tại mặt trời không lặn bừa bãi tàn phá. Chính là trước mắt cái đồ chơi này. Nhìn thấy mọi người tại thương thảo, huyết tổ cảm giác được mình bị coi nhẹ.
hắn càng phát phẫn nộ. Cuối cùng để mắt tới Diệp Quân Lâm. Dù sao hắn biết vừa mới là Diệp Quân Lâm một chiêu đem hắn đánh bay. Tăng thêm Diệp Quân Lâm một mực coi nhẹ hắn tồn tại. Cho nên hắn như bị điên thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Oanh! Huyết tổ có được cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước người. Vồ một cái về phía hắn. Nhưng một chảo này bắt cái tịch mịch. Chỉ bắt đến không khí. Bởi vì tại cực hạn thao tác bên trong Diệp Quân Lâm né tránh. Cái này khiến huyết tổ tinh hồng đôi mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có người có thể tránh thoát. Những người khác cũng là như thế. Oanh! Huyết tổ cũng không kịp suy nghĩ, Diệp Quân Lâm xuất hiện tại sau lưng của hắn, một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Đây là huyết tổ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Quá khiếp sợ! Hà Giả Tuyết bọn hắn đã nhìn mắt trợn tròn. Đây là cỡ nào chiến lược a? Nhưng Diệp Quân Lâm lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn hai lần công kích, mặc dù nói đem huyết tổ đánh bay ra ngoài, để hắn rất chật vật. Thế nhưng là căn bản vô dụng. Một chút xíu tổn thương đều không cho hắn tạo thành. Cái này thể chất thật đáng sợ đi. Thẹn quá hóa giận huyết tổ lại một lần thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Chẳng qua bị Diệp Quân Lâm lần lượt tránh thoát, thậm chí còn đang phản kích. Nhưng vô luận Diệp Quân Lâm dùng cái gì chiêu, huyết tổ đều sẽ không thụ thương. Sẽ chỉ càng phẫn nộ thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Huyết tổ nổi điên, không biết vì sao Diệp Quân Lâm trong cơ thể máu tươi đột nhiên bành trướng lên. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực kéo, máu tươi muốn phá thể mà ra. Huyết tổ muốn lăng không đem Diệp Quân Lâm máu tươi hút ra tới. Hút máu của ta, nằm mơ, con muỗi không được, người càng không được. Diệp Quân Lâm ầm vang tiến lên. Tay trái một chỉ điểm ra. Chính là giết chết thuần năng lượng thể chỉ pháp, đem tất cả lực lượng căn cứ vào một điểm bộc phát. Tay phải từng cái quyền đánh vào huyết tổ trên thân. Ẩn chứa đa trọng kình đạo ở trong đó. Đây là hai bút cùng vẽ. Oanh! Căn cứ vào một điểm bộc phát thế nhưng là vừa muốn bắt đầu, mạnh mẽ không có. Về phần đa trọng kình đạo căn bản không hề bạo phát đi ra. Bởi vì huyết tổ thể chất có thể xưng nghịch thiên, đa trọng kình đạo cùng căn cứ vào một điểm bộc phát chỉ pháp căn bản không thể xuyên vào trong cơ thể của hắn. Xa xa không được tổn thương hiệu quả. Đây chính là huyết tổ chỗ cường đại. Không nhìn hết thảy công kích. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cường đại cũng triệt để chọc giận huyết tổ. Lần này hắn thật sắp điên. Đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, như có máu tươi đang chảy đồng dạng. Lại, hắn càng ngày càng mạnh. Ngay tại từng bước khôi phục lại hắn trước kia thực lực. CMN, cái này đều không được. Liền Diệp Quân Lâm đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên sinh ta đến giúp ngươi một tay đi. Hỏa vân tà thần muốn nhìn không được. Về phần 18 lớn hắc ám thiên sứ ngay tại bên cạnh xem kịch. Loại tình huống này bọn hắn sẽ không xuất thủ. Diệp Quân Lâm càng chật vật càng tốt. Mắt thấy huyết tổ muốn công sát hướng Diệp Quân Lâm đột nhiên chạy. Huyết tổ lập tức truy kích đi lên. Chỉ là Diệp Quân Lâm không sai không kém chạy hướng 18 lớn hắc ám thiên sứ phương hướng. Bọn hắn còn tại xem kịch. Diệp Quân Lâm đột nhiên dẫn người tới, mười mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Quân Lâm lại cùng nhau châm ngòi ly gián. Rất nhanh 18 lớn hắc ám thiên sứ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng huyết tổ ra tay. Bị chọc giận huyết tổ chỉ có thể cùng 18 lớn hắc ám thiên sứ liều mạng. Chẳng qua Diệp Quân Lâm nháy mắt chạy. 18 lớn hắc ám thiên sứ nghĩ rút, nhưng bọn hắn có người bị cuốn lấy. Như vậy chỉ có thể đánh. Diệp Quân Lâm đại gia ngươi. Minh tà thần mấy người hô mắng. Diệp Quân Lâm đem bọn hắn cho hố. Quả thực không phải người hành vi. Bọn hắn đều muốn bị tức điên. Diệp Quân Lâm cười cười, hắn né tránh qua một bên, cùng Hỏa Vân Tà Thần cùng một chỗ đem thụ thương Hà Giả Tuyết bọn hắn mang đi. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm nhưng không có chút nào áy náy. Lần trước đám gia hỏa này cũng là như thế hố mình. Còn đem mình hố chết. Còn một cái không quá phận a. Tại sắp xếp cẩn thận Hà Giả Tuyết bọn hắn về sau, Diệp Quân Lâm hai người cấp tốc trở về. Bọn hắn mục đích thế nhưng là biết Lý Tử Nhiễm hạ lạc, cho nên còn phải trở về xem kịch. Nhìn xem huyết tổ lợi hại, vẫn là bọn hắn lợi hại. Huyết tổ quả nhiên khủng bố. Cùng 18 lớn hắc ám thiên sứ đối chiến, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chẳng qua cái này 18 người cũng mạnh. Có thể cùng huyết tổ quần nhau không rơi vào thế yếu.
Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần sau khi trở về, ngay tại bên cạnh xem chiến. Cái này 18 lớn hắc ám thiên sứ tức giận đến nghiến răng. Cái này hỗn đản. Hắn vậy mà tại xem chiến. Các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Hiện tại đây là chúng ta cùng chung địch nhân. Minh Tà Thần bọn hắn phẫn nộ hô hào. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần một mặt nhàn nhã, các ngươi đánh trước lấy đi. Ta xem trước một chút. Diệp Quân Lâm ngay tại bên cạnh xem kịch, không có chút nào muốn hỗ trợ ý tứ. 18 hắc ám thiên sứ tức giận đến giơ chân, cũng không có biện pháp. Bọn hắn quá nhiều người, không cách nào tránh ra khỏi huyết tổ. Nhất định phải đồng lòng hiệp. Về phần Diệp Quân Lâm bọn hắn dĩ nhiên không phải đang xem kịch, bọn hắn là đang tìm kiếm huyết tổ nhược điểm. Nhìn một vòng, tổng kết ra chính là không có nhược điểm. Không có chút nào nhược điểm. Huyết tổ thể chất có thể nói là bất tử bất diệt. Cùng đoạn thời gian trước thuần năng lượng thể tương tự. Nhưng khó đối phó hơn. Thuần năng lượng thể là trực tiếp đem năng lượng của bọn hắn đánh tan là được. Nhưng trước mắt huyết tổ thân thể cứng rắn đến tất cả kinh lực chiêu số đều không thể xuyên vào thân thể của hắn. Cho nên đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Duy nhất được xưng tụng nhược điểm chính là huyết tổ tiến công hơi có vẻ không đủ. Có lẽ là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh hắn thực lực nguyên nhân. Hắn tiến công thủ đoạn cũng không phong phú. Đối với mình khủng bố năng lực còn sử dụng không đúng chỗ. 18 lớn hắc ám thiên sứ đối với hắn là bó tay toàn tập, nhưng hắn cũng không đả thương được 18 lớn hắc ám thiên sứ. Chẳng qua chỉ là dạng này, cũng cho 18 lớn hắc ám thiên sứ đầy đủ uy áp. Một khi hắn triệt để thức tỉnh, đem không cách nào tưởng tượng phải khủng bố tới trình độ nào. Huyết tổ trước mắt khí tức càng ngày nồng hậu dày đặc, cũng chính là càng ngày càng mạnh. 18 lớn hắc ám thiên sứ đã có chút phí sức. Còn không mau tới hỗ trợ. Đám người gào thét. Ra tay đi. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần lựa chọn ra tay. 20 tên đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ đối phó huyết tổ. Cũng là xưa nay chưa từng có. Càng làm cho người không nghĩ tới. 18 lớn hắc ám thiên sứ khổ nhất. Bọn hắn chẳng qua là đến mang Diệp Quân Lâm trở về. Làm sao đến nơi này về sau, biến thành khổ lực đây. Chẳng qua vừa lúc gặp được cái này một đương sự, hết thảy đều quá trùng hợp. 20 tên đỉnh cấp cường giả đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà đến, huyết tổ liền không có thư thái như vậy. Hắn muốn một mực đang gào thét. Hận không thể đem những người trước mắt này máu toàn bộ hút sạch sẽ. Cũng không có biện pháp. Những người trước mắt này không có một cái là dễ trêu. Từng cái ra tay cùng người điên. Cứ việc huyết tổ phòng ngự đến cực hạn, thân thể cường hãn đến không cách nào thụ thương. Nhưng hắn tiến công có hạn. Rất nhanh lâm vào khốn cảnh. Hắn muốn tiếp tục mạnh lên, nhưng gắt gao bị áp chế lại. Rầm rầm rầm. Hắn càng là liên tiếp bay ra ngoài. Chẳng qua mỗi lần bay ra ngoài về sau, lại rất nhanh đứng lên. Căn bản không tạo được bất kỳ tính thực chất tổn thương. Dạng này đánh xuống, cũng không phải cái biện pháp a. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn a. Không phải chúng ta phải bị hắn tươi sống tiêu hao tới chết. Minh Tà Thần hô lớn. Đúng, mọi người át chủ bài đều đừng che giấu, ai không biết ai là ai a. Có người hô lớn. Nguyên lai trước đó, gần như tất cả mọi người tại ẩn giấu át chủ bài, đều không có biểu hiện ra thực lực chân chính. Bây giờ loại tình huống này, nhất định phải mỗi người đều phải dùng sức. Diệp Quân Lâm càng là trực tiếp sử dụng sát sinh cấm thuật. Trên thân bộc phát ra so sánh huyết tổ sát phạt chi khí. Trùng thiên khí diễm vừa ra tới, liền huyết tổ đều sửng sốt, không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hắn chất phác trong mắt dường như giờ khắc này có một vệt dị sắc hiện lên. Dường như rất quen thuộc. Bị Diệp Quân Lâm trên người sát phạt chi khí chấn kinh đến. Ta dựa vào. Những người khác càng là chấn động vô cùng. Diệp Quân Lâm quá mạnh. Hắn cấm kỵ thuật vừa sử dụng, chính là muốn cùng huyết tổ độc đấu tiết tấu. 20 tên cường giả cùng một chỗ rung động ra tay. Huyết tổ rất nhanh liền giật gấu vá vai, hiện ra thất bại tình thế. Mọi người thêm đem dầu, nhất định phải bắt lấy hắn. Đám người thế công càng mạnh mẽ. Chấm. Rất nhanh huyết tổ liền bị buộc gấp. Giống. Hắn phát ra một tiếng trùng thiên tiếng giống, trên thân càng là bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ đem 6 tên hắc ám thiên sứ chấn khai. Hắn mở ra một lỗ hổng về sau, tuyệt không tiếp tục công kích, vậy mà chạy trốn. Cuối cùng đâm đầu thẳng vào trong biển rộng.
Chẳng qua ở đâu trước đó, hắn quay người nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm. Ánh mắt rất phức tạp, có nghi hoặc, có hiếu kỳ. Truy. Đám người truy tìm một vòng về sau, đã không gặp huyết tổ bất luận cái gì bóng dáng. Hắn cũng không có dấu ở Kim Cảng Đảo, mà là hướng phương Tây Đại Hải chỗ sâu bơi đi. Xem ra cái này huyết tổ thức tỉnh một điểm, không phải chơi xong toàn thú loại, vậy mà hiểu được chạy trốn. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói. Hắn kỳ thật nghi ngờ hơn huyết tổ đối dị thường của hắn phản ứng. Có chút không quá bình thường. Chúng ta đi trước kiểm tra hạ tổn thất các phương diện. Diệp Quân Lâm bọn hắn tìm tới Hà Dạ Tuyết bọn người, đem nơi này tin tức toàn bộ nói cho. Toàn trường gieo hò. Hà Dạ Tuyết bọn hắn cũng biết Diệp Quân Lâm thân phận chân thật. Hắn còn sống. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là hưng phấn nhất sự tình. Sau đó, Diệp Quân Lâm thống kê thương vong danh sách cùng tổn thất về sau, để Đổ Vương gia tộc phụ trách xử lý hậu sự. Diệp Quân Lâm liền phải cùng 18 lớn hắc ám thiên sứ bọn hắn thương thảo. Không tốt, bọn hắn đến rồi. Lúc này Diệp Quân Lâm phát giác được có người tới. Các ngươi trước tránh một chút đi, đợi chút nữa ta lại tìm ngươi nhóm đi. Diệp Quân Lâm đối 18 lớn hắc ám thiên sứ nói. 18 người rất nhanh liền tránh né lên. Một cái giờ, Thiên Sách phủ tứ đại thần tướng 11 tên thân truyền đệ tử đến. Vừa đến, bọn hắn thẳng đến hiện trường mà tới. Thế nhưng là đến sau, cái gì đều không có. Chỉ để lại ra công trường đáng sợ phế tích. Chẳng lẽ, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là không có ngăn trở, luân hãm. Khủng bố dị loại đã tiến vào Kim Cảng đảo trung tâm. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm một đoàn người. Là ngươi làm sao ở chỗ này? Tứ đại thần tướng những cái này thân truyền đệ tử đối Diệp Quân Lâm đã sớm khó chịu. Thậm chí nói vẫn nghĩ đánh hắn. Nhất là Diệp Quân Lâm tại Thiên Sách phủ bên trong ngang ngược càn rỡ. Đến cuối cùng thậm chí toàn thân trở ra. Cái này khiến đám người càng phát ra phẫn nộ sinh khí. Một mực đang kìm nén một hơi. Bây giờ tại nơi này nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi người hỏa khí từ từ ứa ra. Đây chính là các ngươi Thiên Sách phủ tốc độ, quá chậm, chậm một chút nữa, liền trực tiếp tới thu thập. Hỏa Vân Tà Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết? Một câu chọc giận mấy người. Bọn hắn liền phải động thủ giết chết Hỏa Vân Tà Thần cùng Diệp Quân Lâm. Thiên Sách phủ có nữ tổ tông bọn hắn tại. Nơi này nhưng không có. Còn không phải tùy ý bọn hắn đến. Chậm đã. Trong đó người cầm đầu lập tức ngăn lại. Mọi người trước dừng lại. Kia ý của các ngươi là kia kinh khủng đồ vật các ngươi giải quyết rồi. Hắn hiểu được Hỏa Vân Tà Thần ý tứ. Hỏa Vân Tà Thần khinh thường nhìn xem bọn hắn, chẳng lẽ còn chờ các ngươi đến. Thiên Sách phủ mấy người đều muốn nổi giận. Lại bị cưỡng ép đè lại. Vốn là ghi hận trong lòng, hiện tại lần lượt bị khiêu khích, cho dù ai đều không thể chịu đựng được. Kia rốt cuộc là thứ gì? Người cầm đầu hỏi, cổ xưa chủng tộc trong huyết tộc huyết tổ, hẳn là ban đầu mấy đời huyết tổ, đoán chừng tại đời thứ 5 trong vòng huyết tổ. Hỏa Vân Tà Thần giải thích nói, cái gì, huyết tổ, vẫn là đời thứ 5 trong vòng, tê. Người cầm đầu sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên hắn biết huyết tổ ý vị như thế nào. Ra đại sự a, đây chẳng phải là nói mặt trời không lặn đế quốc xuất hiện cũng là cái này. Hắn tò mò hỏi. Trên cơ bản là, mà lại mặt trời không lặn đế quốc hẳn là có hai cái. Hỏa Vân Tà Thần trả lời. Cái này người lần nữa hít một hơi. Cái khác không biết đều là một mặt mộng. Huyết tổ rất lợi hại phải không? Có người hỏi. Kết quả đám người giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Đâu chỉ lợi hại vấn đề. Ngươi nếu là nói cho các đại thần tướng, bọn hắn đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy. Người kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng biết huyết tổ đáng sợ. Có thể để cho thần tướng run như cầy sấy đều là đại khủng bố. Tại Kim Cảng Đảo vậy mà là loại vật này. Hiện tại huyết tổ không tại, các ngươi còn rất tốt, kia huyết tổ chẳng phải là bị các ngươi giải quyết rồi. Đám người kinh ngạc mà hỏi. Giải quyết ngược lại là không có. Hắn chạy, Kim Cảng Đảo nguy hiểm ngược lại là giải quyết. Diệp Quân Lâm nói. Hỏa Vân Tà Thần bổ sung một câu nói, xác thực nói là bị chúng ta đánh chạy. Đồ chơi kia căn bản giết không chết, quá mạnh. Đám người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó đều kịp phản ứng. Làm nửa ngày,
huyết tổ các ngươi không có giải quyết, còn để hắn trốn thoát rồi. Hắn là thật chạy sao? Hắn có khả năng còn tại Kim Cảng đảo, cũng có khả năng tiến về đại hạ địa phương khác. Các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Các ngươi đây là giải quyết vấn đề sao? Các ngươi ngược lại chôn xuống tai họa ngầm. Các ngươi đã chọc giận hắn. Có trời mới biết hắn tiếp xuống sẽ làm sao trả thù. Các ngươi có thể xác định hắn là chạy trốn rồi, mà không phải ẩn nấp tùy thời trả thù, mà không phải trực tiếp tiến vào đại hạ đất liền. Các ngươi có thể xác định sao? Có thể sao? Chấm. Đám người này liền cùng như bị điên, liên tục đặt câu hỏi. Đem hết thảy đều đẩy tại Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần trên thân. Ngược lại trách cứ hắn nhóm không có trực tiếp giải quyết hết huyết tổ, mà là để hắn chạy. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đều mắt trợn tròn. Không biết làm sao. Loại tình huống này là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Còn có thể dạng này. Thật sự là một đám không muốn mặt. Diệp Quân Lâm, ta phát hiện mỗi lần loại chuyện này ngươi đều là đoạt tại phía trước nhất. Ngươi xung làm cái gì chúa cứu thế a? Không có ngươi có phải hay không không được. Hiện tại tốt, huyết tổ ngươi không có giải quyết hết, ngược lại để hắn chạy. Về sau xảy ra chuyện ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi là tại phá hư chúng ta Thiên Sách phủ kế hoạch. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta là đội tiền trạm ngũ. Đằng sau Thiên Sách phủ trước mắt người chủ sự Thiên Sách thiếu soái đích thân đến. Hắn muốn đích thân đến giải quyết chuyện này. Không sai, huyết tổ rất mạnh, ở đây không ai có thể đối phó. Thế nhưng là Thiên Sách thiếu soái có thể giải quyết, hắn chính là tự mình đến xử lý sự tình. Nếu như hắn đến, huyết tổ tất nhiên sẽ chết, sẽ không xuất hiện chạy trốn tình huống. Thế nhưng là các ngươi hiện tại tự tiện làm chủ, cảm thấy mình có thể đối phó. Hiện tại thế nào, ủ thành đại họa. Mộng. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn đều mộng. Cái này. Rõ ràng là bọn hắn ra tay, ra sức giải quyết Kim Cảng đảo nguy hiểm. Làm sao ngược lại là thành sai lầm của bọn hắn rồi. Rõ ràng là bọn hắn tới quá muộn, ngược lại trách tội đến Diệp Quân Lâm bọn hắn trên đầu. Trách tội bọn hắn không có đem huyết tổ giải quyết, đem hắn thả đi. Không thể nào hiểu được. Các ngươi không có mau bệnh à. Chờ các ngươi đến, toàn bộ Kim Cảng đảo đều luân hãm, thậm chí có thể nói toàn bộ Kim Cảng đảo người đều bị giết. Bọn hắn cứu vớt Kim Cảng đảo à. Làm sao đến trong miệng các ngươi như vậy không chịu nổi đây. Coi chúng ta mấy ngàn người bị huyết tổ tươi sống xé rách, hút khô máu tươi thời điểm các ngươi ở đâu. Làm Kim Cảng đảo nhận uy hiếp thời điểm các ngươi ở đâu. Khoác lác, ai không biết nói, ta cũng sẽ nói, hết thảy đều là các ngươi vô năng, mới đưa đến huyết tổ tới đây. Hết thảy đều là các ngươi vô năng, mới khiến cho đại hạ lâm vào lần lượt nguy cơ, đều là các ngươi đám phế vật này. Hà Dạ Tuyết nổi giận mắng. Lời này mới ra, ở đây Thiên Sách phủ đám người từng cái mặt đỏ bột tử thô. Đều muốn tức điên. Hà Dạ Tuyết lại cười, nghe ta nói như vậy, các ngươi dễ chịu rồi. Thoải mái rồi. Thối lời nói ai không biết nói. Đám người này càng phát phẫn nộ, hận không thể giết Hà Dạ Tuyết. Dù sao bị lời của nàng đâm trúng chỗ đau. Hà Dạ Tuyết tiếp tục đâm kích lấy bọn hắn, làm sao? Các ngươi còn muốn giết ta? Đến a, dù sao các ngươi nhất không có bản lĩnh, đối phó không được huyết tổ, chỉ có thể đem khí rơi tại ta loại này tiểu lão bách tính trên thân. Giết đi, loại chuyện này là các ngươi am hiểu nhất. Lần này, bọn này cao cao tại thượng. Thần đồng dạng tồn tại nhóm đều muốn tức điên. Nhưng bọn hắn còn không thể động thủ. Chỉ có thể nhịn xuống. Nếu là giết Hà Dạ Tuyết, đã nói lên nàng vừa nói hết thảy đều là đúng. Bọn hắn mới sẽ không đi chủ động thừa nhận đâu. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đều muốn cười. Bọn này cao cao tại thượng đám gia hỏa, luôn luôn trong mắt dung không được bất luận kẻ nào, lại bị một cái tiểu cô nương mạnh mẽ giáo huấn. Lại bất lực phản bác. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Khó xử đến cực điểm. Mười mấy người sắc mặt giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Hôm nay bọn hắn mặt mũi mất hết. Chuyện này vốn là chuyện của các ngươi. Cùng ta không có gì quan hệ. Ta sát cái mông chỉ có thể lao tới nơi này. Còn lại chính các ngươi đi giải quyết. Đi. Diệp Quân Lâm để lại một câu nói. Liền cùng Hỏa Vân Tà Thần rời đi. Bọn hắn còn muốn đi tìm 18 lớn hắc ám thiên sứ. Đi tìm Lý Tử Nhiễm đâu. Chớ đi, các ngươi gây đại họa còn muốn đi. Có người muốn ngăn lại. Người cầm đầu phẫn nộ quát, đều dừng lại cho ta, các ngươi còn ngại mất mặt rớt không đủ sao. Ta muốn nói một cái các ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận sự thật.
Lần này hoàn toàn chính xác dựa vào người ta Diệp Quân Lâm. Nếu không phải hắn đến, đoán chừng Kim Cảng đảo chính là một tòa chết đảo. Đó chính là chúng ta trách nhiệm, là chúng ta tới phải trễ, là hắn giúp chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Chấm. Nghe những cái này đâm tai lời nói, mỗi người đều nắm đấm nắm chặt, mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu giống như là đang bốc khói đồng dạng. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Đối với Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc đến nói. Từ khi ra đời đến nay, bọn hắn liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đây là trong tiềm thức bọn họ quan niệm. Đại hạ những người bình thường này đều là thủ hộ tại bọn hắn phía dưới. Đều thuộc về thần phục bọn hắn. Nhưng bây giờ có bọn hắn bảo vệ người bình thường nhảy ra, làm lấy từng kiện đại sự kinh thiên động địa. Đoạt bọn hắn một kiện lại một kiện công lao. Bản thuộc về bọn hắn sự tình đều làm. Bọn họ đây liền không cân bằng. Nhất là đều đang nói Diệp Quân Lâm mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn càng không thừa nhận. Dù là Diệp Quân Lâm cường đại hơn nữa, cũng không ai đi tâm phục khẩu phục hắn. Sẽ chỉ làm sâu sắc cừu hận thôi. Không phục. Tất cả mọi người không phục. Thế nhưng là trong lòng bọn họ lại minh bạch, hôm nay xác thực dựa vào người ta Diệp Quân Lâm. Bọn hắn đến thời gian quá muộn. Từ nay về sau, bọn hắn đối Diệp Quân Lâm cừu hận phẫn nộ càng phát làm sâu sắc. Về sau bọn hắn kiên quyết không thể để cho Diệp Quân Lâm cướp đi bọn hắn danh tiếng mảy may. Từng cái nắm đấm nắm chặt, bọn hắn phát thệ nhất định sẽ không lại để loại này sự tình phát sinh. Ong ong ong. Làm Diệp Quân Lâm mấy người rời đi sau đó không lâu, không trung đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Một tòa cự đại phi hành khí đến. Tại Kim Cảng đảo rơi xuống. Thiên Sách Phủ đám người lập tức nghênh đón đi lên. Theo cửa khoang mở ra. Thông đạo chậm rãi trải rộng ra. Một đạo bất thế thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn vừa đăng tràng, một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp cuốn tới. Tựa như một tòa thái sơn tại Kim Cảng đảo rơi xuống. Người tới mặc một thân trường sam. Chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi đi xuống. Phảng phất trên trời hạ xuống thần linh đồng dạng. Hắn một mặt lãnh khốc, một gương mặt tuấn mỹ cương nghị. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Thiên Sách thiếu soái. Trước mắt Thiên Sách Phủ người cầm lái xuất hiện. Hắn từ cực Bắc băng nguyên sớm xuất quan trở về, chỉ vì trưởng khống cục diện. Hiện tại nghe nói Kim Cảng đảo có đại sự, hắn ngựa không dừng vó chạy đến. Vật kia đâu? Thiên Sách thiếu soái không khỏi hỏi. Khởi bẩm thiếu soái, vật kia là phương Tây cổ xưa chủng tộc huyết tộc thủy tổ, dự tính tại ban đầu đời thứ 5 trong vòng. Chẳng qua trước mắt đã bị Diệp Quân Lâm đánh chạy. Đám người lập tức nói rõ tình huống. Diệp Quân Lâm, chính là vị thiên tài kia tiểu hài phụ thân sao? Thiên Sách thiếu soái hiển nhiên là biết Diệp Quân Lâm. Đúng, không sai. Hắn ở đâu? Thiên Sách thiếu soái hỏi. Người hắn đã đi. Cái gì, đã đi rồi, ta còn muốn nhìn xem là dạng gì nhân vật có thể lần lượt đoạt tận ta Thiên Sách phủ danh tiếng. Ta càng muốn nhìn hơn nhìn là dạng gì cường giả có thể bức lui huyết tổ. Thiên Sách thiếu soái nói. Thiếu soái, Diệp Quân Lâm bên người có cái hỏa vân tà thần, hai người liên thủ có thể bức lui huyết tổ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Những người khác nói. Thiên Sách thiếu soái lại lông mày gấp đám, không, các ngươi sai. Không chỉ hai người bọn họ, ta còn nghe được rất nhiều người mùi. Một cái, hai cái, ba cái, 18 cái. Ngoài ra còn có 18 người. Lời này mới ra, tất cả mọi người là sững sờ. Lại còn có 18 người. Bọn hắn cũng không biết. Không hổ là Thiên Sách thiếu soái a. Tương lai Thiên Sách phủ thần soái a. Quả nhiên khủng bố. Liền cái này đều biết. Chẳng qua nghe đến đó, mọi người trong lòng cũng thoải mái. Hóa ra là trọn vẹn 20 tên cường giả cùng một chỗ bức lui huyết tổ. Không phải Diệp Quân Lâm một người a. Cứ như vậy, mọi người trong lòng liền cân bằng nhiều. Nếu là thật là Diệp Quân Lâm một người, bọn hắn phải buồn bực chết. Bọn hắn đã đi xa, đi với ta tìm xem huyết tổ chạy nơi nào đi. Thiên Sách thiếu soái hạ lệnh. Khác truyền ra ngoài tin tức, huyết tổ đã bị đánh lui. Chậm một chút nữa thả ra tin tức, là Thiên Sách phủ đánh lui huyết tổ. Thiên Sách thiếu soái lần nữa hạ lệnh. Đem hết thảy công lao đều ngăn ở chính bọn hắn trên thân. À, thiếu soái sách không đề cập tới Diệp Quân Lâm. Có người hỏi. Sách hắn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn để Thiên Sách phủ hổ thẹn sao? Lần một lần hai còn chưa đủ à? Huống chi Diệp Quân Lâm nữ nhi là Thiên Sách phủ người,
hắn cũng coi như nửa cái. Công lao ngăn ở trên người chúng ta cũng là hợp tình hợp lý. Thiên sách thiếu soái nói như vậy xong, không có người lại có dị nghị. Chẳng qua đối với cái này Diệp Quân Lâm không quan tâm. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn là chết. Nói ra là hắn đánh lui huyết tổ, ngược lại không tốt. Chấm. Rất nhanh Kim Cảng đảo tin tức truyền ra ngoài. Toàn thế giới chấn kinh. Nguyên lai bừa bãi tàn phá dị loại là huyết tộc thủy tổ. Lần này mặt trời không lặn đế quốc cũng không gạt được, cũng ra tới phát ra tiếng, xác định chính là huyết tộc thủy tổ. Công bố mặt trời không lặn tai nạn đem rất nhanh kết thúc. Chẳng qua thế nhân vẫn là chấn kinh đại hạ thực lực. Thời gian ngắn như vậy liền đem vấn đề giải quyết rồi. Đây cũng quá khủng bố đi. Cái gì, Kim Cảng đảo nguy hiểm giải trừ rồi. Huyết tổ đi đâu rồi? Khi nhận được tin tức về sau, Âu Phục Nam một mặt kinh ngạc. Vốn cho rằng huyết tổ sẽ trở thành đại hạ tai nạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết tốt rồi. So mặt trời không lặn đế quốc nhanh hơn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, huyết tổ chỉ là chạy. Cụ thể là dạng gì, vẫn đang tra. Vạn vạn không nghĩ tới đại hạ là giải quyết nhanh nhất. Âu Phục Nam có một chút tức giận, tốt như vậy một cái bố cục, cứ như vậy bị giải quyết rồi. Còn có thể dễ dàng như vậy đem huyết tổ bức lui rồi. Không thể tưởng tượng nổi a. Tiên sinh lại nhận được tin tức, là thiên sách phủ đánh lui. Nghe nói thiên sách phủ người cầm lái thần soái chi tử thiên sách thiếu soái trực tiếp giáng lâm Kim Cảng đảo. Đem huyết tổ đánh lui. Âu Phục Nam sau khi nghe xong, một mặt thoải mái, a, tốt a, vậy liền không có vấn đề. Thiên sách phủ thật sự là tàng long ngọa hổ, nữ tổ tông sâu không lường được, hiện tại xuất hiện một cái thực lực không biết thiên sách thiếu soái. Bình thường, bình thường, tiếp xuống chỉ cần chú ý chuột túi quốc vị nào liền biết. Âu Phục Nam nói, chấm, lại nói, Diệp Quân Lâm hỏa vân tà thần rời đi sau. Bọn hắn cùng 18 lớn hắc ám thiên sứ tụ hợp. Chúng ta tới mục đích ngươi cũng biết, chính là muốn ngươi gia nhập Thánh Kinh tổ chức. 18 lớn hắc ám thiên sứ làm ra tư thế chiến đấu. Không nghĩ tới chính là Diệp Quân Lâm cười cười, tốt ha, ta đáp ứng. Đi thôi, dẫn đường đi. Cái này, đám người một mặt chấn kinh. Bọn hắn thậm chí nói đều mắt trợn tròn. Vốn cho là phải đi qua một trận ác chiến hoặc là lấy ra uy hiếp được Diệp Quân Lâm đồ vật, hắn mới có thể trở về. Thật không nghĩ đến Diệp Quân Lâm vậy mà một hơi liền đáp ứng. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem hắn. Vui sướng như vậy đáp ứng rồi. Này sao lại thế này? Không tầm thường. Tuyệt đối không bình thường. Nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, Diệp Quân Lâm cười cười nói, ăn ngay nói thật, ta lão bà tại trên tay các ngươi, ta có thể không đáp ứng sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cùng người thông minh liên hệ chính là sảng khoái. Làm Diệp Quân Lâm nói ra chân thực nguyên nhân về sau, mọi người liền không nghi ngờ. Đương nhiên cũng không sai. Diệp Quân Lâm chính là hướng về phía Lý Tử Nhiễm đi. Hắn đâu? Mọi người nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Ta là tiên sinh người hầu, hắn đi đến đâu, ta cùng na. Hỏa Vân Tà Thần trả lời. Tốt a. Đi, xuất phát. Một đoàn người hướng Thánh Kinh tổ chức tiến đến. Chấm. Một bên khác. Trên đại dương bao la đi thuyền thời gian rất lâu du thuyền, cuối cùng đã tới chuột túi quốc. Đối với cái này du thuyền mọi người là không biết. Phiêu đãng tới về sau, còn có người trực tiếp đi lên xem xét. Ai muốn lấy được bên trong có tại một tôn huyết tổ. Huyết tổ mở ra sát phạt. Từ du thuyền giết tới hải cảng, từ hải cảng một đường giết tới trong thành tâm. Tử thương vô số. Căn bản là không có cách hạn chế. Chuột túi quốc rất mau phái ra cường giả đi giải quyết. Thế nhưng là đi một nhóm lại một nhóm, đều không có cách nào giải quyết. Chuột túi nền tảng lập quốc thân võ giả cùng siêu năng giả phương diện liền yếu nhược. Cho nên trong lúc nhất thời cầm huyết tổ căn bản không có cách nào. Bọn hắn vũ khí hiện đại cùng các đại cường giả đều dùng một lần. Vô dụng. Huyết tổ thể chất nghịch thiên, vô luận cái chiêu số gì đối với hắn đều vô dụng. Mà lại hắn thức tỉnh thời gian dài, kinh khủng hơn. So Diệp Quân Lâm bọn hắn tại Kim Cảng đảo nhìn thấy mạnh hơn nhiều. Chuột túi quốc trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Căn bản không có cách nào đối phó. Lúc này trên quốc tế cũng đã biết chuột túi quốc tai nạn sự tình. Cùng chuột túi quan hệ ngoại giao tốt mấy cái nước láng giềng cùng các thế lực lớn đi chi viện. Dù sao môi hở răng lạnh.
nếu là chuột túi quốc triệt để luân hãm, liền nên đến phiên bọn hắn. Nhưng đồng dạng vẫn là không có dùng. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Liền cái bọt nước đều không đánh được. Chấm. Tuyệt vọng lúc. Chuột túi quốc đành phải hướng quốc tế phát ra cầu viện, khẩn cầu toàn các nơi trên thế giới cường giả tới cứu viện. Một khi giải quyết chuột túi quốc trị uy, nhất định có phong phú lễ vật đưa tiễn. Nhưng cầu cứu phát ra ngoài về sau, chậm chạp đều không có trả lời. Dù sao hiện tại người người đều biết huyết tổ quá mạnh. Đi chuyện chịu chết ai làm a? Lại không phải người ngu. Chân chính có năng lực ứng phó chỉ có mấy cái như vậy địa phương, Chiến Ưng quốc, Đại Hạ vân vân. Hiện tại thời đại dung chuyển, mọi người cũng chỉ là quản tốt chuyện của nhà mình. Lúc đầu Viêm Long vệ cố ý để Thiên Sách phủ đi chi viện một cái. Nhưng bị Thiên Sách thiếu soái một tiếng cự tuyệt. Thiên Sách thiếu soái ý tứ rất đơn giản, Thiên Sách phủ chỉ vì thủ hộ Đại Hạ, về phần cái khác phá sự lạn sự bọn hắn mới sẽ không đi quản, huống chi cái này cần xuất ngoại. Bọn hắn càng không thể đi quản. Quản tốt chuyện của nhà mình. Thiên Sách thiếu soái cảnh cáo Viêm Long vệ. Chấm. Đại Hạ mặc kệ. Các khu khác vực cũng đều là quản tốt chuyện nhà mình thái độ. Căn bản sẽ không đi quản. Mặt trời không lặn đế quốc đàm phán đến cuối cùng, mặc dù tình thế trên cơ bản bình ổn, nhưng tuyệt đối không có trải qua đi trợ giúp những người khác. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn một mực đang chú ý chuột túi quốc tình thế. Tiên sinh, hiện tại chuột túi quốc bó tay toàn tập. Cầu viện nửa ngày, căn bản không có ai đi. Thằng hề đại đế nói. Âu Phục Nam danh hiệu ích tiên sinh. Hắn cười lạnh nói, ta chính là muốn loại hiệu quả này. Giúp ta kết nối chuột túi quốc chủ sự tình người điện thoại. Ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Ích tiên sinh nói. Thằng hề đại đế cười cười, tiên sinh ta minh bạch, ngài là muốn đưa ra trợ giúp giải quyết bọn hắn nguy cơ. Chẳng qua cần điều kiện đi. Ích tiên sinh gật gật đầu, đúng, có thể hoàn thành điều kiện của ta, ta liền giúp bọn hắn giải quyết. Rất nhanh chư thần phòng thí nghiệm liên hệ đến chuột túi quốc phương diện. Nghe xong là chư thần phòng thí nghiệm, chuột túi quốc phương diện cực kỳ coi trọng. Huyết tổ chúng ta có thể giúp giải quyết, chẳng qua chúng ta có điều kiện. Ích tiên sinh trực tiếp cho thấy thái độ. Được a, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Chuột túi quốc phương diện lập tức hứng thú bừng bừng đáp ứng. Ích tiên sinh cười cười, đừng đáp ứng nhanh như vậy mà. Trước hết nghe ta nói điều kiện là cái gì? Cái gì? Ta giúp các ngươi giải trừ nguy cơ, các ngươi cần hướng chúng ta mở ra tận thế hạt giống kho. Làm ích tiên sinh đưa ra vấn đề này thời điểm, đối diện rõ ràng một chút liền trầm mặc. Chuột túi quốc tận thế hạt giống kho nhưng là có tiếng. Bên trong chứa đựng các loại hạt giống, quá khứ, hiện tại đều có. Có cổ xưa mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm đều có. Cây theo tin đồn bên trong còn có cổ xưa hạt giống huyết mạch, kho gen vân vân. Chấm. Còn có rất nhiều rất tài nguyên phong phú. Có rất nhiều quốc gia không có, chuột túi quốc đặc thù tài nguyên. Thậm chí còn có rất nhiều thất lạc văn minh sản phẩm cũng tại. Tận thế hạt giống kho là chuột túi quốc tương lai nền tảng. Kỳ thật chuột túi quốc tại đông đảo quốc gia bên trong tính trung đẳng. Căn bản nhập không được Chiến Ưng quốc pháp nhãn. Bởi vì chuột túi quốc tận thế hạt giống kho quá phong phú. Giá trị quá cao. Cho nên rất nhiều quốc gia thế lực đều ngấp nghé. Nhưng tận thế hạt giống kho thế nhưng là chuột túi quốc trọng yếu nhất, cử quốc chi lực canh giữ. Dù là mạnh như chư thần phòng thí nghiệm đều không dám tùy tiện va chạm. Chư thần phòng thí nghiệm cho chuột túi quốc tận thế hạt giống kho cực kỳ lâu. Những năm gần đây, bọn hắn đạt được rất nhiều quốc gia thế lực như là tận thế hạt giống kho tài nguyên. Hiện tại để mắt tới chuột túi quốc. Nhưng chuột túi quốc đem cái đồ chơi này đem so với mệnh đều trọng yếu, căn bản không có cơ hội. Hiện tại rốt cục có đàm phán cơ hội. Không có việc gì, ta cho các ngươi thời gian chậm rãi suy xét. Chỉ cần các ngươi hao tổn nổi là được. Ích tiên sinh cười cười, trực tiếp cúp xong điện thoại. Bây giờ không phải là hắn lấy lúc gấp, là chuột túi quốc lấy lúc gấp. Thời gian càng dài, huyết tổ nguy hại lại càng lớn. Chuột túi quốc không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Chờ xem, bọn hắn sẽ đánh đến. Sau đó không lâu, chuột túi quốc phương diện gọi điện thoại tới, cùng ích tiên sinh bắt đầu đàm phán. Có thể mở ra tận thế hạt giống kho, nhưng có thời gian hạn chế. Cuối cùng đôi bên đàm phán tại 3 tháng. 3 tháng đối với chúng ta mà nói đầy đủ,
bằng vào chúng ta kỹ thuật có thể đem toàn bộ hạt giống kho phục chế. Ích tiên sinh đáp ứng. Chuẩn bị tiến về chuột túi quốc. Ích tiên sinh mang thằng Hề đại đế cùng một cái vu sư. Không, chúng ta chậm rãi đi chuột túi quốc, để bọn hắn lại tiếp nhận áp lực. Ích tiên sinh cũng không muốn trước thời gian đi giải quyết huyết tổ. Mà là tại chậm rãi hao tổn. Chấm. Chuột túi quốc đã phát ra tin tức, chư thần phòng thí nghiệm sẽ thay bọn hắn giải quyết vấn đề. Rất nhiều người kinh ngạc. Bọn hắn đều hiểu đại khái suất chư thần phòng thí nghiệm cùng chuột túi quốc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhất định đạt được một loại nào đó chỗ tốt mới như vậy. Thiên sách phủ bên trong lại không cân bằng. Viêm Long vệ mấy vị đại biểu trực tiếp chỉ trích thiên sách thiếu soái. Thiếu soái, hiện tại thời đại biến. Các ngươi không chỉ nghĩ đến tại đại hạ nguy nan thời điểm lại ra tay a, các ngươi cũng phải can thiệp một vài sự vụ, các ngươi phải sớm bố cục. Dạng này khả năng thuận theo thời đại biến hóa. Ví dụ như chư thần phòng thí nghiệm cùng chuột túi quốc, đại khái suất là chuột túi quốc tận thế hạt giống kho cho chư thần phòng thí nghiệm mở ra, nếu như đối với chúng ta mở ra, kia thế tất đối với chúng ta đến nói là trợ giúp cực lớn. Chấm. Mấy câu, thiên sách thiếu soái nghe vào. Những lời này ngược lại là không sai. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chư thần phòng thí nghiệm đến rồi. Nhưng hắn thở dài. Chấm. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đi theo 18 lớn hắc ám thiên sứ trước khi đến Thánh Kinh tổ chức trên đường. Vừa lúc, Thánh Kinh tổ chức cũng là tại phương Nam Châu. Bọn hắn tại chuột túi quốc đi ngang qua. Chuột túi quốc làm sao rồi? Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Để ta tra một chút. Hỏa Vân Tà Thần tra một cái, rất nhanh liền biết tất cả tin tức. Huyết tổ ở đây bừa bãi tàn phá, chuột túi quốc không có cường giả, không chấn áp được. Không biết nguyên nhân gì chư thần phòng thí nghiệm đáp ứng ra tay. Hỏa Vân Tà Thần nói. Minh Tà Thần bên kia cười, tin tức của ngươi cũng không được đầy đủ a. Chư thần phòng thí nghiệm là bởi vì đạt được chuột túi quốc tận thế hạt giống kho mới đáp ứng xuất thủ. Ngươi. Chấm. Đối với hai cái này đã từng sư đồ thượng hạ cấp cãi nhau Diệp Quân Lâm đã thành thói quen. Cùng chúng ta không quan hệ, dù sao chúng ta đi. Diệp Quân Lâm vội vã muốn gặp Lý Tử Nhiễm. Đối những chuyện này căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Nếu là đại hạ hắn sẽ còn quản một chút. Chuột túi quốc, liên quan đến hắn cái răm ấy. Diệp Quân Lâm ý nghĩ càng thêm nghênh hợp 18 lớn hắc ám thiên sứ ý nghĩ. Bọn hắn cũng chỉ muốn đem Diệp Quân Lâm mang về, để tránh đêm dài lắm mộng. Từ nơi này trực tiếp xuyên qua. Đi. Đám người từ thành phố này trực tiếp xuyên qua. Chẳng qua càng chạy càng yên lặng, đến cuối cùng trong thành tâm khu vực, một điểm thanh âm đều không có. Chớ đừng nói chi là có người tại. Một loại âm thầm sợ hãi tại lan tràn. Người không có phận sự tranh thủ thời gian rút lui. Lúc này giữa không trung máy bay trực thăng xoay quanh, đưa ra cảnh cáo âm thanh tới. Nguyên lai cái này khu vực là nguy hiểm phong bế khu, tất cả mọi người bị sơ tán đi. Về phần vì sao sơ tán, nguyên nhân rất đơn giản. Huyết tổ đến rồi. Máy bay trực thăng đang cảnh cáo Diệp Quân Lâm bọn người không có kết quả về sau, cấp tốc rời đi. Chúng ta nên sẽ không như thế không may, lại cùng huyết tổ đụng tới đi. Minh Tà Thần kinh ngạc nói. Mắc mớ gì đến chúng ta đi chúng ta. Diệp Quân Lâm mấy người tiếp tục đi tới, căn bản không mang để ý tới. Oanh! Sau một khắc, một cỗ trùng thiên máu tanh mùi vị vọt tới. Che ngập bầu trời đem nơi này bao phủ. Cách đó không xa đầu phố, huyết tổ thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm một đoàn người, trong mắt của hắn tại tỏa ánh sáng. Bởi vì chuột túi quốc sơ tán, thời gian dài đi tới, huyết tổ đều không thấy người, càng đừng nói hút máu. Hiện tại nhìn thấy Diệp Quân Lâm mấy cái này người sống sờ sờ tại, huyết tổ lập tức hưng phấn. Ngạo một tiếng, lập tức lao đến. Hắn muốn hút khô Diệp Quân Lâm máu của bọn hắn. Diệp Quân Lâm mấy người đưa mắt nhìn nhau, thở dài một hơi, ai? Chúng ta đều không tìm làm phiền ngươi, con mẹ nó ngươi còn muốn uống máu của chúng ta. Làm sao bây giờ a? Các huynh đệ, đánh hắn, còn có thể làm sao? Chấm. Huyết tổ hứng thú bừng bừng đánh tới. Nhưng những người ở trước mắt khí thế đột nhiên biến đổi. Bọn hắn không phải người bình thường, mà là từng cái cường đại võ giả. Lần này, liền huyết tổ đều mộng. Chuột túi quốc đến ngăn cản hắn những cao thủ kia, không có một vị có mạnh như vậy. Oanh!
Huyết Tổ không kịp phản ứng, liền bị Diệp Quân Lâm một quyền đánh bay. Những người khác cũng đều là lấn người mà lên, căn bản không cho Huyết Tổ cơ hội thở dốc. Huyết Tổ rất nhanh bị đánh tới sức hoàn thủ. Mặc dù hắn so Kim Cảng Đảo càng mạnh, vừa ý nghĩa không lớn. Đối mặt Diệp Quân Lâm đám điên này, chỉ có bị đánh phần. Không lâu lắm, Huyết Tổ liền bị đánh, sắp điên. Huyết Tổ rất thông minh, biết đám người này không dễ chọc, lập tức thối lui. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trước đó đôi bên có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ ngươi chọc tới chúng ta, muốn chạy, kia không có khả năng. Một đám người toàn bộ đuổi theo, thế tất yếu cùng Huyết Tổ đòi một lời giải thích. Chuột túi quốc các phương đều mắt trợn tròn. Lần thứ nhất thấy gặp được Huyết Tổ không chạy, lần thứ nhất thấy có thể đem Huyết Tổ đánh chạy. Đây là chư thần phòng thí nghiệm sao? Chuột túi quốc mới có người hỏi thăm. Không phải, trước mắt thân phận không biết, chư thần phòng thí nghiệm còn chưa tới đâu. Tốt, tạm thời phong tỏa tin tức, chúng ta đi xem một chút Huyết Tổ bị truy thành cái dạng gì. Huyết Tổ cho tới bây giờ không có thảm như vậy qua. Chuột túi quốc đô kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người nhìn thấy Huyết Tổ chạy trối chết một màn, cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này. Vẫn là Huyết Tổ sao? Cái này đến cùng nơi nào đến mãnh nhân a? Đem Huyết Tổ đánh thành bộ dạng này. Không cách nào tưởng tượng. Thật tuyệt. Huyết Tổ chạy hơn phân nửa cái chuột túi quốc, cuối cùng bị Diệp Quân Lâm bọn hắn đuổi kịp, một trận đánh đập. Muốn trách cũng trách Huyết Tổ chính mình. Người ta rõ ràng chỉ là trải qua, căn bản không có ý định tới đối phó ngươi. Hết lần này tới lần khác chính ngươi như bị điên trên mạng đuổi. Còn muốn hút người ta máu tươi. Là ngươi chủ động khiêu khích, không đánh ngươi đánh ai. 20 tên cường giả đỉnh cao vây công Huyết Tổ. Lúc đầu 20 người đã có kinh nghiệm, tăng thêm Huyết Tổ công kích không đủ. Như vậy chỉ có thể là bị đánh phần. Huyết Tổ mặc dù đánh không chết, thế nhưng một trận bị đánh tới sợ. Bởi vì hắn đối với những người này căn bản không thể làm gì a. Mặc dù hắn thể chất nghịch thiên, các loại kinh lực đều không thể xuyên vào. Nhưng hắn đau a. Đến cuối cùng Huyết Tổ như điên thoát đi. Trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Không dám xuất hiện nữa tại chuột túi quốc. Đem hắn đánh chạy, Diệp Quân Lâm mấy người khí cũng tiêu phải không sai biệt lắm. Chẳng qua bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà trở thành chuột túi quốc anh hùng. Chuột túi quốc đại biểu ngay lập tức tìm được Diệp Quân Lâm bọn hắn, cảm tạ bọn hắn giải trừ chuột túi quốc nguy cơ. Chúng ta nhất định phải thật tốt báo đáp các ngươi. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Hảo ý của đối phương Diệp Quân Lâm tuyệt không cự tuyệt. Công bố mình là đại hạ người, cần thời điểm thông báo bọn hắn. Tương đương với chuột túi quốc thiếu Diệp Quân Lâm một cái ân tình. Chỉ cần hắn há miệng, chuột túi quốc liền muốn việc nghĩa chẳng từ nan đến giúp đỡ. Chuột túi quốc tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Còn muốn cho Diệp Quân Lâm bọn hắn tổ chức khánh điển, chẳng qua bị hắn cự tuyệt. Hắn còn gấp đi xem Lý Tử Nhiễm đâu. Chấm. Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi, chuột túi quốc cả nước gieo hò. Chẳng qua bọn hắn vẫn là tạm thời phong bế tin tức. Đồng thời một mực thả ra tin tức nói Huyết Tổ bừa bãi tàn phá, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Tạm thời không thể để cho chư thần phòng thí nghiệm biết tình huống nơi này. Đi qua nửa ngày thời gian, Ích Tiên Sinh mới mang theo người chậm rãi đi vào. Chẳng qua để hắn nghi ngờ là chuột túi quốc vậy mà không có người tới đón tiếp. Đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói giờ phút này là chuột túi quốc quốc nạn lúc, đám người này hẳn là quỳ cầu mình đi đều không quá phận. Thậm chí ngay cả một cái nghênh tiếp người đều không có. Rất kỳ quái. Đến cùng chỗ nào có vấn đề. Tranh thủ thời gian liên hệ bọn hắn, để cho bọn họ tới thấy ta. Ích Tiên Sinh giận. Thằng hề đại đế lập tức liên hệ chuột túi quốc phương diện. 5 phút đồng hồ không có người. 10 phút đồng hồ không gặp người. Nửa giờ. 1 giờ trôi qua, chuột túi quốc phương diện mới phái người tới. Cái này khiến Ích Tiên Sinh đều muốn tức điên. Khi nào bọn hắn nhận qua loại này khí? Hắn đè nén phẫn nộ, lạnh giọng hỏi, các ngươi đang làm gì? Thời gian dài như vậy không gặp người, các ngươi còn nhớ ta ra tay giải quyết vấn đề sao? Chúng ta tại xử lý một ít chuyện. Mấy người nói, xử lý sự tình, hiện tại các ngươi cả nước gặp phải vấn đề không phải liền là Huyết Tổ sao? Các ngươi tại xử lý cái gì? Ích Tiên Sinh đã tiếp cận nổi giận trạng thái. Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
ngượng ngùng mà nói, không có gì, chính là xử lý một chút tổn hại nhân viên thương vong sự tình. Các ngươi là có mau bệnh sao? Đến lúc nào rồi, tại làm những cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Huyết tổ mới là số một của các ngươi đại sự a. Chúng ta không xa vạn giảm tới giúp các ngươi giải quyết huyết tổ. Các ngươi đâu, liền nghênh đón đều không nghênh đón, không biết làm một ít chuyện gì. Ích tiên sinh gào thét, các ngươi còn muốn hay không ta giúp các ngươi giải quyết huyết tổ rồi. Nào biết đối diện trả lời, a, không cần, không cần các ngươi giải quyết. Các ngươi trở về đi. Ích tiên sinh, thằng hề đại đế, chấm. Chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người sửng sốt. Cái này, bọn hắn đều mắt trợn tròn. Bọn hắn xa như vậy đến. Để bọn hắn trở về. Cái này, người người đều muốn hộc máu. Các ngươi xác định để chúng ta trở về. Ích tiên sinh hỏi. Hắn nhìn chòng chọc vào chuột túi quốc đám người. Đúng a, các ngươi trở về a, chính là để các ngươi về a, các ngươi vừa là không nghe thấy sao. Đối diện rất tự nhiên nói. Hoàn toàn không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Ích tiên sinh là thật sự tức giận. Tốt, chúng ta đi. Huyết tổ chính các ngươi đi giải quyết đi. Ta chư thần phòng thí nghiệm lại không còn nhúng tay. Ích tiên sinh quyết tâm muốn cho chuột túi quốc một bài học. Hắn muốn trực tiếp đi. Nào biết chuột túi quốc mấy người cười cười nói. A, à, huyết tổ a, à, không cần ngươi giải quyết. Hắn đã bị chúng ta giải quyết. Cái gì? Ích tiên sinh bọn hắn cùng nhau quay đầu. Huyết tổ giải quyết rồi, làm sao có thể, chúng ta cũng còn không có ra tay đâu. Đám người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cùng các ngươi ra tay không xuất thủ có quan hệ gì. Các ngươi tổng sẽ không cho là trên thế giới này chỉ có các ngươi có thể giải quyết huyết tổ a. Chuột túi quốc một đám đại biểu khinh thường nhìn xem ích tiên sinh bọn hắn. Lúc này chuột túi quốc đã thả ra huyết tổ bị giải quyết hết tin tức. Thằng hề đại đế bọn hắn rất nhanh liền xác định chuyện này. Tại bọn hắn trước khi đến có người giúp chuột túi quốc ra tay giải quyết hết huyết tổ. Bây giờ huyết tổ bị đánh chạy, chẳng biết đi đâu. Chuột túi quốc nguy cơ bị giải trừ. Ai, đến cùng là ai giúp các ngươi giải quyết huyết tổ? Ích tiên sinh rất là hiếu kỳ. Những người khác cũng không ngoại lệ. Đây là cơ mật, chúng ta kỳ thật cũng không biết là ai. Nhưng có thể nói cho các ngươi biết, là đại hạ. Oanh! Vừa nghe đến đại hạ, ích tiên sinh liền hai mắt bốc hỏa. Đại hạ, lại là đại hạ, đáng ghét. Ích tiên sinh phẫn nộ hô. Kim cảng đảo nguy cơ nhanh như vậy liền giải quyết. Hiện tại tiện thể đem chuột túi quốc nguy cơ cũng giải quyết, đem kế hoạch của hắn trực tiếp phá đi. Chuột túi quốc tận thế hạt giống kho hắn không chiếm được. Sắp điên. Nếu như cho hắn biết hết thảy đều là Diệp Quân Lâm thuận tay làm, đoán chừng càng muốn tức chết. Mời trở về đi, về phần chúng ta tận thế hạt giống kho cũng không cần nghĩ. Lần này huyết tổ sự kiện cùng các ngươi thoát không ra quan hệ. Chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Chấm. Ích tiên sinh đụng cả một đời cho, chỉ có thể xám xịt rời đi. Về phần chuột túi quốc tận thế hạt giống kho bọn hắn phải nghĩ biện pháp khác. Một bên khác, thiên sách phủ viêm long vệ đã biết chuột túi quốc nguy cơ giải trừ. Là đại hạ người giải quyết, là ai đâu? Thiên sách thiếu soái bọn hắn ngay tại suy đoán là ai xuất thủ. Lúc này có tình báo viên truyền đến tin tức, hết thảy đều là Diệp Quân Lâm làm. Hắn chuyển cáo cho thiên sách phủ, để chúng ta ra mặt chủ động ôm lấy công lao này. Một câu, liền để thiên sách phủ người đều muốn nổ. Hắn khốn nạn, lúc nào ta thiên sách phủ cần hắn để công lao cho chúng ta rồi. Diệp Quân Lâm thật sự là càng ngày càng quá phận, hắn căn bản không có đem thiên sách phủ để vào mắt. Công lao này chúng ta làm sao có thể ôm lấy, không có khả năng. Chấm. Chẳng qua lúc này thiên sách thiếu soái cười cười, tốt. Cứ dựa theo Diệp Quân Lâm nói tới công lao này chúng ta ôm lấy. Phát tin tức ra ngoài, liền xưng chuột túi quốc huyết tổ nguy cơ là chúng ta giải quyết. Thiếu soái cái này. Những người khác sốt ruột. Thiên sách thiếu soái cười cười nói, không nhìn ra, đây là Diệp Quân Lâm cố ý đang cười nhạo chúng ta sao. Vậy chúng ta thuận hắn ý tứ đến, ta đối cái này Diệp Quân Lâm thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sớm tối chúng ta đều sẽ gặp mặt, Diệp Quân Lâm thù này xem như kết xuống. Chấm. Rất nhanh thiên sách phủ tuyên bố tin tức ra ngoài, là bọn hắn giải quyết chuột túi quốc nguy cơ. Rất nhiều người thoải mái. Liền ích tiên sinh đều tin. Trừ thiên sách phủ những người khác không có năng lực này. Về phần làm xong đây hết thảy Diệp Quân Lâm giờ phút này đến Thánh Kinh tổ chức chỗ vị trí phương.
liền Diệp Quân Lâm cũng không biết đây là nơi nào. Tóm lại là phương Nam Châu chỗ sâu. Nhà mạo hiểm chết cũng không nguyện ý đến địa phương. Lại tới đây dường như từ trường nguyên nhân, hết thảy hiện đại khoa học kỹ thuật trang bị đều mất linh. Mà lại nơi này sương mù dày đặc tràn ngập, bao trùm cao độ chiều sâu đều là trước nay chưa từng có. Hiển nhiên, liền vệ tinh trang bị đều thăm dò không đến nơi này. Nếu không có người mang theo, Diệp Quân Lâm khẳng định đi không đến nơi này tới. Cái này tại trên địa đồ tuyệt đối là tìm không thấy địa phương. Đây là thế giới thiếu thốn một góc. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đều bị thiên nhiên thần kỳ chỗ thán phục. Diệp Quân Lâm còn phát hiện trong sương mù dày đặc tất cả đều là kịch độc, vô luận cái gì thể chất, chỉ cần hút vào tuyệt đối sẽ bạo vong. Hiện tại liền dựa vào chính các ngươi, có thể hay không thông qua nơi này. Minh Tà Thần bọn hắn cười cười. Chắc hẳn có thể thông qua cái này mê vụ cũng là khảo nghiệm một trong. Chẳng qua cái này có thể khó đến những người khác, lại khó không đến Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần. Hai người dù sao cùng độc tà thần giao hảo. Từ độc tà thần nơi nào đạt được một điểm độc công. Cái này trong sương mù dày đặc kịch độc mặc dù bá đạo, nhưng khó không đến bọn hắn. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Xuyên qua sương mù dày đặc về sau, ánh mắt sốt cục trống trải. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khoáng đạt một chút xíu. Bởi vì bọn hắn thân ở trong một khu rừng rậm rạp. Rừng rậm trên không sương đen tràn ngập, vẫn như cũ là vệ tinh không dò được địa phương. Chấm. Rốt cục xuyên ra rừng rậm, trước mắt thật trống trải. Thế giới này phảng phất là hắc ám. Mơ màng âm thầm, yếu ớt tối tăm. Có một chút điểm ánh sáng yếu ớt, nhưng không biết quang từ đâu tới đây. Nơi xa là liên miên dãy núi, mơ hồ có thể nhìn thấy tòa thành san sát. Hỏa Vân Tà Thần bị trước mắt một màn đều hù đến. Diệp Quân Lâm lại cười cười, giả thần giả quỷ, chỉ có điều tìm chỗ tốt thôi. Thánh kinh tổ chức cụ thể như thế nào, còn phải xem đến người. Cuối cùng Diệp Quân Lâm hai người bị mang vào hắc ám tòa thành. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh kinh tổ chức một viên. Tiện thể ngươi cũng thế. Minh Tà Thần mặc dù cực không nguyện ý thừa nhận Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng hắn đi theo Diệp Quân Lâm đến, chỉ có thể để hắn cũng gia nhập thánh kinh tổ chức. Chờ một chút, hắc ám thượng đế lập tức tới ngay. Minh Tà Thần nói. Diệp Quân Lâm trong lòng cười lạnh. Ha ha! Hắc ám thượng đế! Dọa người a! Hắn hiện tại muốn biết nhất Lý Tử Nhiễm ở đâu. Chỉ cần thấy được Lý Tử Nhiễm, hắn sẽ lập tức động thủ mang theo nàng rời đi. Quỷ mới sẽ tham gia thánh kinh tổ chức. Diệp Quân Lâm ngươi rốt cục đến rồi. Lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngươi căn bản tìm không thấy âm thanh nguyên ở nơi nào. Thanh âm này dường như mỗi cái địa phương đều tại. Còn có ngươi, Hỏa Vân Tà Thần, năm đó ta liền nghĩ tìm ngươi gia nhập thánh kinh tổ chức. Chẳng qua ngươi quá thần bí, liền ta đều không tìm được. Hắc ám thượng đế thanh âm vang lên lần nữa. Không thể không nói, Hỏa Vân Tà Thần vẫn là có chút vốn liếng. Dấu kín thuật hoàn toàn chính xác đúng chỗ. Ngươi chính là Hắc ám thượng đế. Diệp Quân Lâm hỏi. Không sai, là ta, hiện tại ngươi rốt cục muốn gia nhập. Dù là ta biết ngươi không phải thành tâm muốn gia nhập, ta thậm chí muốn biết ngươi muốn làm gì. Hắc ám thượng đế cười nói. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm không có chấn kinh. Đối phương rất dễ dàng nghĩ đến hắn mục đích. Chính là hướng về phía Lý Tử Nhiễm đến. Đúng, ta căn bản không nghĩ tới gia nhập ngươi này cầu thí tổ chức. Ta đến mục đích rất đơn giản, mang ta lão bà trở về. Diệp Quân Lâm một hơi đem lời trong lòng toàn phun ra. Cái này khiến Minh Tà Thần bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Diệp Quân Lâm ngươi, ngươi không phải muốn gia nhập sao? Vậy ngươi tại sao đáp ứng chúng ta đây? 18 lớn hắc ám thiên sứ đã nhanh muốn mắt trợn tròn. Nếu như ta không đáp ứng gia nhập, các ngươi sẽ dẫn ta tới sao? Ta có thể tìm tới nơi này sao? Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Oanh! Tất cả mọi người minh bạch. Bị Diệp Quân Lâm lợi dụng. Giao ra ta lão bà. Đừng ép ta tự mình động thủ đem nơi này san thành bình địa. Diệp Quân Lâm giống giận. Nghe được Diệp Quân Lâm như vậy, tất cả mọi người ngược lại đều cười. Phảng phất Diệp Quân Lâm làm chính là một kiện chuyện ngu xuẩn. Diệp Quân Lâm ngươi cũng rất có thể đánh giá cao mình đi. Thật cảm thấy ngươi có thể ở đây đem người mang đi. Ngươi là thật không biết thánh kinh tổ chức nước sâu bao nhiêu a, ngươi đem cầm không được. Chấm. 18 lớn hắc ám thiên sứ đều cười.
đối với Diệp Quân Lâm lợi dụng bọn hắn sự tình không chút nào sinh khí. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm căn bản mang không đi Lý Tử Nhiễm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, đến nơi này, ngươi liền biết Lý Tử Nhiễm ở nơi nào. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đến nơi này, ngươi liền vĩnh viễn đi ra không được, ta sẽ đem ngươi một mực khống chế ở đây. Ngươi cho rằng ngươi tại trưởng khống cục diện, thật tình không biết ngươi rơi vào ta cạm bẫy. Là ta cố ý để bọn hắn mang ngươi đến. Hắc ám thượng đế cười nói. Oanh! Diệp Quân Lâm sắc mặt đột biến. Ở bên ngoài ta không dễ khống chế ngươi, nhưng đến nơi này, ngươi trốn không thoát. Hắc ám thượng đế cười nói. Ầm ầm. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển động tĩnh truyền đến, một đạo cửa lớn màu đen ầm ầm rơi xuống. Nơi này hết thảy đều bị phong bế. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần không biết là tòa thành bên ngoài lại có một tầng vách tường kim loại dâng lên, đem toàn bộ tòa thành bao trùm. Các ngươi lui ra. Hắc ám thượng đế ra lệnh một tiếng, 18 lớn hắc ám thiên sứ cấp tốc thối lui. Không biết đi đâu. To như vậy hắc ám trong thành bảo, chỉ có Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần hai người. Về phần hắc ám thượng đế ở nơi nào cũng không biết. Từ trước đó thanh âm để phán đoán, hắc ám thượng đế giống như khắp nơi có đó không. Ở phía xa trên dãy núi, lại giống là tại Diệp Quân Lâm bên cạnh. Chấm. Diệp Quân Lâm từ giờ phút này bắt đầu. Ngươi muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Thẳng đến ngươi thành tâm muốn gia nhập thánh kinh tổ chức. Hắc ám thượng đế để lại một câu nói sau liền biến mất. Rốt cuộc không có động tĩnh. Chúng ta dường như bên trên làm. Lão gia hỏa này chỉ muốn vây khốn ta nhóm. Hỏa Vân Tà Thần kinh ngạc nói. Diệp Quân Lâm một mặt băng lãnh, trước tìm lối ra. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần hai người bắt đầu tìm kiếm lối ra. Toàn bộ tòa thành khoảng chừng 4 cái sân bóng lớn nhỏ, Diệp Quân Lâm hai người tìm một lần về sau, kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ địa phương càng giống là một cái hình vuông lồng lớn. Căn bản không có bất luận cái gì lối ra. Khắp nơi đều là bóng loáng bằng phẳng vách tường kim loại. Trước đó cửa đều biến mất. Đây là cơ quan. Nhưng bên trong không có một chút điểm cơ quan vết tích. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần ý thức được đây là cơ quan, hai người vội vàng tìm kiếm cơ quan. Diệp Quân Lâm đừng dãy giụa, nơi này đã không có cơ quan, vô luận bên trong vẫn là bên ngoài đều không thể mở ra. Biện pháp duy nhất chính là đem vách tường đánh vỡ. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập thánh kinh tổ chức, ta tự mình đánh vỡ. Hắc ám thượng đế thanh âm lại truyền tới. Ta biết ngươi sẽ dãy giụa một đoạn thời gian, thật tốt hưởng thụ đi. Hắc ám thượng đế lần này hoàn toàn biến mất. Chấm. Rất nhanh Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần từ bỏ. Đây chính là cái kim loại thành lũy. Không có một tia khe hở. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào nắm đấm ném ra địa phương quỷ quái này ra ngoài. Diệp Quân Lâm muốn gặp Lý Tử Nhiễm tâm thiết, hắn giơ lên nắm đấm đột nhiên oanh kích ra ngoài. Oanh! Một quyền này đập xuống, toàn bộ tòa thành đều tại oanh động, cả tòa sơn mạch cũng đang lắc lư. Không trung càng là phóng xuất một vòng khí lãng. Nhưng Diệp Quân Lâm trước mắt vách tường không nhúc nhích tí nào. Oanh! Hỏa Vân Tà Thần cũng là tập trung lực lượng oanh kích. Vách tường đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Diệp Quân Lâm cùng như bị điên. Rầm rầm rầm. Từng quyền nện ở trên vách tường, thế nhưng là đem chung quanh dãy núi đều nện hủy. Vách tường vẫn là không có việc gì. Chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt quyền ấn. Hỏa Vân Tà Thần cũng là như thế, vô luận như thế nào đánh, vách tường cũng sẽ không động. Cấm kỵ thuật. Diệp Quân Lâm lúc này sử xuất chỉ pháp cấm kỵ thuật. Muốn một chỉ đâm thủng vách tường. Đây là tập trung tất cả lực lượng tại một điểm bộc phát chỉ pháp. Diệp Quân Lâm muốn đem vách tường phá vỡ. Xuy. Một chỉ này quá khủng bố. Nhưng vẫn không có dùng. Chỉ là ở trên vách tường lưu lại một cái hơi sâu một điểm ấn ký. Nhưng cái này vách tường kim loại khoảng chừng 1 mét dày. Một chút không đáng kể. Càng đáng sợ chính là tầng này vách tường kim loại ngoại tầng còn có một tầng càng dày vỏ kim loại. Càng không đáng giá được nhắc tới. Mấu chốt nhất chính là Diệp Quân Lâm một quyền đánh vào trên nội bích, lực lượng bị truyền đến ngoại tầng trên vách tường tản mất. Trong ngoài vách tường có tiêu trừ lực lượng thiết kế. Tương đương Diệp Quân Lâm một quyền đánh xuống, trong ngoài vách tường căn bản không có thụ lực, mà là bị thiết kế trang bị tiêu trừ. Chỉ có thể ở bên trong trên vách lưu lại một chút xíu ấn ký. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần sốt ruột. Từng quyền nện xuống.
không biết nện bao nhiêu quyền. Hai người đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vách tường vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Quyền ấn cũng là nhàn nhạt. Trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hai người đều dừng lại. Tường này vách tường đến cùng là cái gì kim loại? Ăn lực lượng của ta vậy mà không biến hình. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói. Đáng sợ nhất chính là hắn dùng cấm kỵ thuật cũng không được. Tòa này vắt ngang phía trước đại sơn, dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào không được. Cái này khiến Diệp Quân Lâm rất thất vọng, rất kinh ngạc. Cấm kỵ thuật đều không hảo dùng rồi. Cái này. Tại hắn khái niệm bên trong, dùng ra chân chính cấm kỵ thuật sau chính là vô địch. Nhưng bây giờ cấm kỵ thuật khó dùng. Cái này để người ta tuyệt vọng. Để hắn cho tới nay ỷ lại cấm kỵ thuật không dùng được, cái này khiến Diệp Quân Lâm nội tâm phức tạp. Hỏa Vân Tà Thần cũng lắc đầu, không được biết, có thể là đặc thù kim loại đi. Cái này quá cũng cứng rắn. Chúng ta dùng hết các loại biện pháp trình đều tổn thương không đến bất luận cái gì yếu điểm. Hỏa Vân Tà Thần sờ sờ nhàn nhạt quyền ấn, theo tốc độ này, chúng ta ngày đêm không nghỉ đập nện, đoán chừng cũng phải 10 năm a. Chẳng qua khi đó chúng ta đều muốn mệt chết. Trực tiếp công kích không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Diệp Quân Lâm ngồi dưới đất, cười lạnh nói, nghĩ biện pháp vô dụng. Đây không phải cơ quan, Hắc Ám Thượng Đế đã sớm nghĩ đến. Biện pháp duy nhất chính là có được đầy đủ lực lượng đem hết thảy đánh hủy. Dựa theo trước mắt mà nói, lực lượng của chúng ta không đủ. Cần luyện. Hắn hiện tại cần tăng lên tới cực hạn trạng thái. Dùng lực lượng mạnh nhất đem nơi này oanh mở. Chấm. Diệp Quân Lâm cứu Lý Tử Nhiễm nóng vội, trực tiếp bắt đầu bế quan. Hỏa Vân Tà Thần chỉ có thể vì Diệp Quân Lâm hộ pháp. Hắn hiện tại kỳ thật rất muốn tìm những cái kia cổ xưa chủng tộc đến giúp đỡ. Nhưng nơi này ai có thể tìm được? Tin tức cũng truyền không đi ra. Chấm. Bên ngoài, Hắc Ám Thượng Đế cùng 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ đang nhìn Diệp Quân Lâm hai người. Vậy liền tùy ý Diệp Quân Lâm bế quan tu luyện. Minh Tà Thần hỏi. Yên tâm đi, hắn chỉ là lâm thời cuống lên mới lo ôm chân Phật thôi. Hắn lo lắng Lý Tử Nhiễm, rất nhanh hắn liền nhìn không được. Chờ xem, sớm tối hắn sẽ hướng ta thần phục. Hắc Ám Thượng Đế cười cười. Chấm. Biến mất. Diệp Quân Lâm cứ như vậy biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Một lần cuối cùng manh mối là tại chuột túi quốc. Còn vẻn vẹn chỉ có Thiên Sách Phủ cực ít một số người biết. Đương nhiên những người khác coi là Diệp Quân Lâm chết rồi. Kim Cảng Đảo không chết thành, chẳng qua tại Tinh Quốc chết rồi. Thiên Sách Thiếu Soái phái người đi tìm, không có bất kỳ cái gì tin tức. Đổ Vương nhất tộc cũng phái ra không ít người tìm, cũng tìm không thấy. Thậm chí những cái kia gặp qua Diệp Quân Lâm cổ xưa chủng tộc cũng đang tìm hắn. Cũng không tìm được. Biến mất. Diệp Quân Lâm hoàn toàn biến mất. 3 tháng. Nửa năm. Trọn vẹn 1 năm qua đi. Vẫn không có Diệp Quân Lâm bất luận cái gì tin tức, hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Diệp Quân Lâm cũng không có một lần trở ra đoạt Thiên Sách Phủ công lao. 1 năm nay, đại hạ gặp phải uy hiếp cùng sự tình cũng không ít. Nhưng tất cả đều là Thiên Sách Phủ giải quyết. Rốt cuộc không thấy Diệp Quân Lâm xuất hiện. Biến mất, người sống sờ sờ vậy mà biến mất. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng là khó mà tin nổi. Diệp Quân Lâm nếu là chết còn dễ nói, nhưng bọn hắn biết rất rõ ràng không chết. Gia hỏa này lại biến mất ròng rã 1 năm. Cái này không khoa học. Dựa theo Diệp Quân Lâm trước đó phong cách hành sự, hắn dù là biến mất, cũng sẽ yên lặng thủ hộ lấy đại hạ. Một mực bảo hộ đại hạ, một lần thanh trừ ngoại địch, nhằm vào chư thần phòng thí nghiệm. Nhưng 1 năm này đều không có. Thanh Long bọn hắn cũng không có tiếp vào Diệp Quân Lâm bất luận cái gì tín hiệu. Biến mất. Diệp Quân Lâm hoàn toàn biến mất. Viêm Long Vệ trên dưới ngược lại là cầu nguyện Diệp Quân Lâm còn sống. Bọn hắn đều muốn biết Diệp Quân Lâm đi làm gì rồi. Vì cái gì biến mất? Hiện tại không có ai biết. Quân Quân cùng Chu Oánh Oánh khả năng biết. Nhưng có mấy vị lão tổ tông tại, ai dám đi hỏi thăm. Cuối cùng Thiên Sách Thiếu Soái tự mình bái phỏng nữ tổ tông. Xem ở trên mặt của hắn, nữ tổ tông để Quân Quân cùng Chu Oánh Oánh thấy hắn. Chẳng qua hai người cũng không biết hắn đi làm gì. Chỉ nói là để người một nhà đoàn tụ. Thiên Sách Thiếu Soái không có coi là chuyện đáng kể, chỉ coi Diệp Quân Lâm chết rồi. Chấm. Đối với Thiên Sách Phủ đến nói, có hay không Diệp Quân Lâm đều như thế. Nhìn xem, cái này không có Diệp Quân Lâm trong 1 năm.
Bất cứ chuyện gì bọn hắn đều có thể tự mình giải quyết. Căn bản không cần Diệp Quân Lâm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm biến mất cái này thời gian một năm bên trong. Toàn thế giới thay đổi rất rất nhiều. Võ giả, siêu năng giả, thuật pháp đại sư những cái này đều không phải hiếm lạ sự tình. Lại càng ngày càng nhiều, có rất nhiều người bình thường cũng bước vào hàng ngũ đó. Gần như yếu nhân người đều phải biết chút đồ vật, khả năng thuận theo thời đại này. Cường giả hoành gia. Các loại cường giả cùng nổi lên, các loại hiện đại khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm cũng ló đầu ra tới. Cổ xưa chủng tộc trồi lên dấu hiệu cũng càng ngày càng rõ ràng. Cổ xưa chủng tộc xuất hiện đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Bị chư thần phòng thí nghiệm gọi ra đến tứ đại huyết tổ vậy mà tụ hợp, bọn hắn sắp tán rơi vào các nơi huyết tộc thống nhất lại. Một cái cường đại cổ xưa chủng tộc xuất hiện. Nghe nói huyết tộc cừu địch cũng xuất hiện. Về phần chư thần phòng thí nghiệm càng ngày càng mạnh. Còn có đế vương tổ chức cũng dần dần triển lộ ra bá chủ dáng vẻ tới. Đại hạ Côn Luân công nghiệp thuận theo thời đại cấp tốc phát triển, chư thần phòng thí nghiệm những cái này phát hiện thời điểm, Côn Luân công nghiệp đã trưởng thành là siêu cấp bá chủ. Các phương diện đã phát triển đến đỉnh cấp trình độ. Nhất là Côn Luân công nghiệp đem đại hạ cổ võ thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật gen kỹ thuật đem kết hợp, chế tạo ra đến độc nhất vô nhị cường giả. Thậm chí còn có thể đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng đại hạ thuật pháp kết hợp. Hiệu quả rõ rệt. Còn có hiện đại khoa học kỹ thuật cơ giáp cùng cổ đại cơ quan thuật cũng có thể kết hợp. Đây đều là liền chư thần phòng thí nghiệm đều hâm mộ thành quả. Chư thần phòng thí nghiệm to to nhỏ nhỏ, hành động qua 20 lần, muốn đem môn kỹ thuật này đem tới tay. Cần phải a bị Côn Luân công nghiệp ngăn cản, hoặc là bị Thiên Sách phủ ngăn cản. Lúc đầu đây đều là Diệp Quân Lâm làm. Nhưng Diệp Quân Lâm chưa từng xuất hiện, cho nên để bọn hắn rất là nghi hoặc. Cái này không khoa học a. Diệp Quân Lâm làm sao lại không xuất hiện? Hắn làm sao biến mất? Chấm. Chẳng qua toàn thế giới các phương biến hóa quá nhanh. Đối ứng đại hạ Côn Luân công nghiệp, phương Tây xuất hiện Mã Nhã công nghiệp. Chưa từng có cường thịnh. Chẳng qua Mã Nhã công nghiệp không phải đột nhiên xuất hiện. Nó là sắp xếp đã lâu. Nghe nói sắp xếp Mã Nhã công nghiệp chính là siêu cấp chuyên gia tài chính tộc người thừa kế. Loại này ẩn thế gia tộc quyền thế khinh thường tại tham gia các loại bảng danh sách. Bọn hắn ngược lại càng có tiền hơn, khống chế càng nhiều thế lực, nhiều tư nguyên hơn. Chấm. Thế lực khắp nơi vì cướp đoạt tài nguyên đánh túi bụi. Cùng loại với đá mặt trời chờ một chút tài nguyên, tại hiện tại nhận phong thưởng. Không còn là chư thần phòng thí nghiệm một nhà hưởng dụng. Tóm lại, toàn thế giới đều đang mạnh lên. Hiện tại ngược lại chiến tranh cũng không ngừng. Gần như mỗi ngày đều có. Nhỏ yếu một điểm chỉ có thể là bị thôn phệ phần. Đoạn thời gian trước, khả năng tất cả mọi người tại ẩn nhẫn, nhưng một năm sau, đều buông ra làm. Chiến tranh đánh đánh, quần hùng cùng nổi lên. Từng cái nổi danh đại nhân vật toàn xông ra. Trong đó có một vị nữ tính. Ngoại hiệu nữ đế. Vừa xuất thế sau liền giết điên. Chém giết lần lượt từng cường giả. Trong đó không thiếu chư thần phòng thí nghiệm. Nàng liền cùng người điên, ai nàng cũng dám động. Ai cũng dám giết. Nữ đế hung danh tại một năm này không biết chấn nhiếp bao nhiêu người. Nghe được nàng ai cũng khiếp đảm. Nữ đế không phải người khác, chính là Lý Tử Nhiễm. Vì mạnh lên, vì thủ hộ yêu người, nàng không ngừng chiến đấu, không ngừng mạnh lên. Ở thời đại này bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nàng bị liệt là tứ đại hung thần một trong. Còn lại phân biệt tại Mã Nhã công nghiệp cùng Côn Luân công nghiệp. Vị cuối cùng là chư thần phòng thí nghiệm Lucifer. Cùng Diệp Quân Lâm cùng đến chỗ chết một trận chiến bên trong, hắn bị khủng bố bác sĩ cứu sống không nói, thực lực còn gia tăng thật lớn. Chẳng qua trở nên khát máu yêu giết chóc. Chư thần phòng thí nghiệm cũng tùy ý hắn ra ngoài giết chóc. Bởi vậy hắn cũng trở thành tứ đại hung thần một trong. Bốn người này xuất thế đến, căn bản chưa từng bại qua. Còn có các phương chuyện tốt cơ cấu phái ra một loạt bảng danh sách. Dùng để trọng tân định nghĩa những cường giả này thực lực. Chẳng qua các lớn trên bảng danh sách Lý Tử Nhiễm đều tại nó liệt. Lý Tử Nhiễm biết là Lucifer giết Diệp Quân Lâm, cho nên nàng mấy lần tìm tới Lucifer. Chẳng qua mỗi lần Lucifer đều là phòng thủ mà không chiến. Luôn luôn tránh đi Lý Tử Nhiễm. Nàng càng muốn đem hơn chư thần phòng thí nghiệm nhổ tận gốc, nhưng cũng biết thực lực mình không đủ. Cần tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tăng cường. Hiện tại nàng làm hết thảy đều là vì cho Diệp Quân Lâm báo thù.
Nàng làm sao biết Diệp Quân Lâm giờ phút này liền bị sư phụ của nàng nhốt tại hắc ám lao lung bên trong. Nàng kỳ thật có đôi khi khoảng cách Diệp Quân Lâm rất gần, chỉ là không cảm giác được. Bởi vì hắc ám lao lung ngăn cách hết thảy. Chấm. Một bên khác hắc ám lao lung bên trong. Diệp Quân Lâm một mực đang bế quan. Xếp bằng ở nơi đó chính là dòng dã thời gian một năm. Liền hắc ám thượng đế đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho rằng Diệp Quân Lâm rất nhanh liền sẽ nhịn không được, hướng hắn thần phục. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này một bàn ngồi chính là một năm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm tỉnh một lần. Đối vách tường chính là một quyền. Một quyền này có thể xưng cực hạn, vậy mà đem vách tường đánh ra một đạo hố to tới. Nhưng là đối vách tường mà nói còn chưa đủ, tổn thương quá nhỏ. Diệp Quân Lâm liền tiếp theo bế quan. Cái này khiến hắc ám thượng đế đều kinh ngạc. Nhưng hắn cười cười, còn chưa đủ a. Lúc này mới cái kia đến đó, dựa theo tốc độ của ngươi tối thiểu 10 năm a. Hắn thấy, Diệp Quân Lâm là vô luận như thế nào cũng không mở ra. Vừa vặn khoảng thời gian này Lý Tử Nhiễm cùng ở bên cạnh hắn. Vừa mới Diệp Quân Lâm một quyền này uy lực thật đáng sợ. Phiến khu vực này thậm chí phía trước rừng rậm đều đang rung động. Sư phụ trong này đến cùng giam giữ ai? Thật đáng sợ đi. Lý Tử Nhiễm kỳ thật đối cái này hắc ám lao lung rất hiếu kỳ. Hôm nay kiến thức đến cái này khủng bố một màn. Hắc ám thượng đế cười cười, ta một cái cửu nhân. Sư phụ cửu nhân của ngươi. Khoảng thời gian này đi qua. Không có người so Lý Tử Nhiễm cũng biết hắc ám thượng đế khủng bố đến mức nào. Thật xưng là thượng đế không có chút nào khoa trương. Hiện tại xuất hiện cửu nhân của hắn. Không cách nào tưởng tượng. Kia vì sao đem hắn giam lại. Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Ta muốn hắn hướng ta thần phục. Nhanh, một lần nữa, hắn liền phải hướng ta thần phục. Hắc ám thượng đế đã xem chuẩn. Diệp Quân Lâm chỉ cần một lần nữa, còn đánh nữa thôi xuyên. Như vậy hắn liền phải gấp, hướng hắn thần phục. Chấm. Côn Luân công nghiệp hiện tại bồng bột phát triển. Áo vải sát thần dựa vào Côn Luân công nghiệp kỹ thuật hiện tại đã đến một cái tương đương mạnh cảnh giới. Thanh Long bọn hắn cũng thay đổi thành siêu cấp cường giả. Một phương diện nhờ vào Diệp Quân Lâm công pháp. Một mặt là Côn Luân công nghiệp kỹ thuật duy trì. Côn Luân công nghiệp nghiên cứu thuần năng lượng thể cũng lại nhất định hiệu quả. Trên cơ bản có thể phỏng chế ra thuần năng lượng thể. Chẳng qua không đề nghị đi nếm thử. Thế nhưng là một ngày này, Thiên Sách thiếu soái đột nhiên hạ một cái mệnh lệnh, yêu cầu Côn Luân công nghiệp xếp vào Thiên Sách phủ dưới cờ. Trước kia Côn Luân công nghiệp vừa phát triển thời điểm, Thiên Sách phủ căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Không chỉ bọn hắn, hẳn là tất cả mọi người không có chú ý. Lúc trước Thiên Sách phủ hướng Côn Luân công nghiệp đưa thuần năng lượng thể thời điểm, bọn hắn còn không hiểu. Nhưng Côn Luân phát triển kỹ nghệ sau khi đứng lên, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Thiên Sách phủ cũng bắt đầu trông mà thèm. Nhất là Côn Luân công nghiệp mấy cái tiên tiến kỹ thuật, liền chư thần phòng thí nghiệm đều không có được. Nhất là nghe nói Côn Luân công nghiệp không có chân chính trên ý nghĩa người cầm lái, đều là mấy phương liên hợp trưởng khống. Thiên Sách phủ đã sớm nói Côn Luân công nghiệp không thể một ngày vô chủ. Nhất định phải có người trưởng khống phát triển. Một ngày này, Thiên Sách thiếu soái rốt cục muốn hướng Côn Luân công nghiệp xuống tay. Thiên Sách thiếu soái tự mình đến Côn Luân công nghiệp tổng bộ. Triệu tập Côn Luân công nghiệp các lớn cao tầng. Côn Luân công nghiệp mấy lớn cao tầng rất nhanh tụ lại. Có áo vải sát thần, có người nhà họ Văn, có Thanh Long bọn hắn. Thiên Sách thiếu soái liếc nhìn một vòng về sau. Âm thanh lạnh lùng nói, vì Côn Luân công nghiệp ổn định phát triển, vì Côn Luân công nghiệp càng cường đại, càng có thể thủ hộ đại hạ. Ta quyết định tiếp quản Côn Luân công nghiệp, đem Côn Luân công nghiệp đặt vào Thiên Sách phủ dưới trướng. Côn Luân công nghiệp rắn mất đầu, không thể một ngày vô chủ. Có người cầm lái, phát triển sẽ tốt hơn, sớm ngày có thể cùng thế giới đứng đầu nhất công nghiệp so sánh. Tiếp theo, đây là Thiên Sách phủ từ trước tới nay lần thứ nhất đặt vào thế lực, hẳn là cho đủ các ngươi mặt mũi. Từ nay về sau, các ngươi cũng tương đương với Thiên Sách phủ một viên. Chấm. Thiên Sách thiếu soái ý tứ rất đơn giản. Ta đến đem cho các ngươi làm lão đại, là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi hẳn là quỳ xuống đất cảm tạ. Đại hạ không ai có thể cự tuyệt a. Người bình thường nào có cơ hội gia nhập Thiên Sách phủ? Căn bản không có khả năng sự tình. Ta biết các ngươi làm việc rất phiền phức, còn muốn ký kết hợp đồng hiệp nghị cái gì? Ta chỗ này đều chuẩn bị kỹ càng, ta đều ký xong chữ,
các ngươi chỉ cần ký lên tên của mình là được. Thiên Sách thiếu soái vung tay lên, người đứng phía sau lập tức đem mấy phần hợp đồng toàn bộ phân phát cho các lớn cao tầng. Ký đi, Thiên Sách thiếu soái nói. Nhưng hắn rất nhanh nụ cười không có. Bởi vì ở đây không ai động. Đừng nói ký tên, chính là đi đọc qua một chút hợp đồng người đều không có. Chuyện gì xảy ra? Thiên Sách thiếu soái đều sửng sốt. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian nhìn hợp đồng, tranh thủ thời gian ký tên a. Thiên Sách thiếu soái không kiên nhẫn thúc giục. Áo vải sát thần mấy người cười cười, thật có lỗi, ký không được. Đúng, không có cách nào ký. Chúng ta cũng không nhìn. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Cái này khiến Thiên Sách thiếu soái bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Các ngươi đây là làm cái gì? Vì cái gì không ký? Hắn rất muốn biết nguyên nhân. Thiếu soái thật có lỗi. Côn Luân công nghiệp cũng không phải là ngài nói như vậy rắn mất đầu. Côn Luân công nghiệp vẫn luôn là có chủ nhân. Đồng thời Côn Luân công nghiệp lúc trước thành lập cũng là người kia một tay thao tác. Áo vải sát thần nói. Những người khác cũng nói theo, đúng. Côn Luân công nghiệp vẫn luôn có người cầm lái. Mà lại chúng ta chỉ nhận một mình hắn. Còn có một điểm, Côn Luân công nghiệp thuộc về người, sẽ không đặt vào bất kỳ thế lực nào. Chúng ta cũng không có cái này nghĩa vụ. Để thiếu soái thất vọng, còn để ngài tự mình đi một chuyến. Mời trở về đi. Chấm. Đám người đối Thiên Sách thiếu soái hạ lệnh trục khách. Cái này khiến Thiên Sách thiếu soái mắt trợn tròn. Hắn lại bị hạ lệnh trục khách. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào. Các ngươi hống ai đây? Coi là ta đối với các ngươi không biết hay sao? Các ngươi Côn Luân công nghiệp nơi nào đến chủ nhân? Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. Thiếu soái cái này có chỗ không biết, Côn Luân công nghiệp có rất nhiều bí mật các ngươi không biết. Chúng ta chủ nhân thân phận đặc thù, càng không thể tùy tiện để lộ ra. Áo vải sát thần cười cười nói. Thiên Sách thiếu soái sắc mặt biến hóa, ép hỏi, tốt, vậy các ngươi nói chủ nhân của các ngươi ai? Nói không nên lời đáp án, ta sẽ không rời đi. Cái này hỏi một chút mấy người cũng do dự. Có nói hay không? Nhìn thấy mấy người thâm tình, Thiên Sách thiếu soái nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, sẽ không phải là Diệp Quân Lâm a. Kỳ thật không khó. Rất dễ dàng nghĩ đến. Trước mắt Côn Luân công nghiệp những cao tầng này, đều cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ mật thiết. Bọn hắn phía sau có người, vậy chỉ có thể là Diệp Quân Lâm. Hết thảy đều nói thông được. Nghe được Thiên Sách thiếu soái nói, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy đám người thần sắc, Thiên Sách thiếu soái cười. Lần này khẳng định chính là Diệp Quân Lâm. Làm nửa ngày ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Diệp Quân Lâm a. Không thể không nói Diệp Quân Lâm có thấy xa. Vậy mà chế tạo ra Côn Luân công nghiệp. Không tầm thường. Thiên Sách thiếu soái tán dương hai câu về sau, lời nói xoay chuyển, đáng tiếc hiện tại Diệp Quân Lâm biến mất một năm, một điểm dấu hiệu đều không có. Các ngươi so với ai khác đều rõ ràng Diệp Quân Lâm biến mất một năm ý vị như thế nào a? Oanh! Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đại biến. Câu nói này thật sâu đâm nhói lấy lòng của bọn hắn. Có sao nói vậy, nếu như nói Diệp Quân Lâm chết rồi, ngược lại tất cả mọi người không lo lắng. Dù sao đi qua mỗi một lần Diệp Quân Lâm chết rồi, kỳ thật cũng chưa chết. Một mực đang âm thầm yên lặng bảo hộ lấy đại hạ. Hắn chết rồi. Ngược lại mọi người sau khi nghe được trong lòng sẽ dễ dàng một chút. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm biến mất. Vẫn là trọn vẹn một năm. Cái này so hắn chết càng đáng sợ. Biến mất một năm biến số này quá lớn. Trước kia Diệp Quân Lâm chưa từng có dạng này qua. Biến mất lâu như vậy, thật sẽ không có. Một năm không xuất hiện, cái này không phải là phong cách của hắn. Nói rõ hắn thật xảy ra chuyện. Côn Luân công nghiệp một năm nay bí mật phái người đi tìm. Gần như toàn cầu đều lật khắp. Đều không có Diệp Quân Lâm bất kỳ tung tích nào. Bọn hắn mặc dù không thừa nhận, nhưng lòng dạ minh bạch Diệp Quân Lâm lần này có lẽ thật không tồn tại. Diệp Quân Lâm đều biến mất, tương đương với hắn không tồn tại. Kia Côn Luân công nghiệp chủ nhân chính là hữu danh vô thực. Thiên Sách thiếu soái tiếp tục nói. Không có ai đi phản bác. Đã Diệp Quân Lâm biến mất, kia còn giữ làm gì? Cho nên ta trực tiếp hủy bỏ Diệp Quân Lâm Côn Luân công nghiệp người cầm lái thân phận. Thiên Sách thiếu soái lời này mới ra, tất cả mọi người bất mãn. Không được, ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ Diệp tiên sinh thân phận? Đây chính là hắn một tay chế tạo. Đúng, không ai có thể có tư cách hủy bỏ Diệp tiên sinh thân phận. Côn Luân công nghiệp người cầm lái chúng ta chỉ nhận Diệp tiên sinh một người.
Chấm. Các lớn cao tầng lên tiếng, thái độ kiên quyết. Thiên sách thiếu soái cười cười, vậy ta nếu là dùng sức mạnh đâu? Lớn không được liền các ngươi đều một khối hủy bỏ, Côn Luân công nghiệp ta đến trưởng khống. Thiên sách thiếu soái cũng sẽ không bởi vì người trước mắt mấy câu liền từ bỏ Côn Luân công nghiệp. Hắn đến đàm phán chỉ là theo lễ phép. Bức gấp, trực tiếp vận dụng vũ lực đem những cao tầng này bình định. Trực tiếp đem Côn Luân công nghiệp cầm về. Dùng sức mạnh chúng ta cũng không đáp ứng. Lớn không được liều. Đúng, ai sợ ai a? Trách không được nói các ngươi thiên sách phủ không bằng Diệp tiên sinh đâu. Hiện tại xem ra quả là thế. Chấm. Một đám người tỏ thái độ sau. Thiên sách thiếu soái đã giận. Hắn cười lạnh nói, tốt, đây là chính các ngươi tìm. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Cuối cùng áo vải sát thần vội vàng đứng ra, các vị đều bớt giận. Mọi người tuyệt đối đừng lên xung đột. Vô luận Diệp tiên sinh là trạng thái gì, hắn đều không muốn nhìn thấy chúng ta đấu tranh nội bộ. Chúng ta lên xung đột đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhất là chúng ta sẽ là thua thiệt một phương. Không quan trọng, thiên sách phủ lại như thế nào, cũng là đại hạ. Chúng ta bất luận tại ai dưới trướng, đều là vì đại hạ làm việc. Cũng không phải rơi vào những người khác trong tay. Chấm. Áo vải sát thần một phen thuyết phục về sau, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Không quan trọng. Đáp ứng thiên sách thiếu soái. Chẳng qua bọn hắn có điều kiện. Thiên sách phủ không thể thời thời khắc khắc giam giữ, bọn hắn muốn làm gì vẫn là làm gì. Thiên sách thiếu soái đáp ứng. Hắn mục đích đạt tới, Côn Luân công nghiệp đến tay. Thật sự là tiểu nhân a, thừa dịp Diệp tiên sinh không tại. Cưỡng ép đem Côn Luân công nghiệp cướp đi. Mọi người đừng bi thương, nếu như Diệp tiên sinh còn sống, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó lại đem Côn Luân công nghiệp đoạt đến. Chấm. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Dù sao dựa theo thực lực đến nói thiên sách thiếu soái quá mạnh. Giết chết áo vải sát thần những người này dễ như trở bàn tay. Cho nên mọi người chỉ có thể trước chịu đựng. Còn tốt đều là vì đại hạ. Nhưng mà phía sau mọi người mới phát hiện. Côn Luân công nghiệp cũng không phải là thuộc về thiên sách phủ. Mà là thuộc về thiên sách thiếu soái người. Ở trong đó liên lụy đến thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc phép tắc. Đây chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm quyết định phép tắc. Bọn chúng tuyệt không thể dung nạp bất kỳ thế lực nào tiến đến. Cho nên mọi người đây là bị thiên sách thiếu soái chữ viết trò chơi lắc lư. Côn Luân công nghiệp chỉ có thể đến tên của hắn dưới, mà không phải thiên sách phủ. Về sau không thể nói Côn Luân công nghiệp thuộc về thiên sách phủ, chỉ có thể nói cùng thiên sách phủ tương quan. Cái này khiến áo vải sát thần bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Cảm giác bị lừa gạt. Nhưng thiên sách thiếu soái đã là Côn Luân công nghiệp người cầm lái. Đã không có cách nào. Chẳng qua thiên sách thiếu soái gia nhập về sau, cũng là có nhất định chỗ tốt. Chí ít tài nguyên các phương diện tăng lên một mảng lớn. Quần hùng cùng nổi lên thời đại. Các phương đều đang nghĩ lấy pháp tăng cường. Chư thần phòng thí nghiệm những cái này đều không ngoại lệ, cũng đang thu nạp chiếm đoạt càng nhiều thế lực gia nhập. Đế vương tổ chức, mã nhã công nghiệp cả đám đều không phải ăn chay. Điên cuồng cướp đoạt, thậm chí đối một chút tiểu nhân quốc gia xuống tay. Chiến tranh khắp nơi đều có. Chiến tranh tàn khốc để người bình thường từng cái gia nhập võ giả siêu năng giả hàng ngũ. Muốn sống sót, nhất định phải mạnh lên. Chấm. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, lại là một năm qua đi. Cái này thời gian một năm bên trong. Toàn thế giới phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. So mấy năm trước đều còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể nói sinh ra bay vọt về chất. Trên cơ bản có thể nói tiến vào người người đều thành võ giả dị năng giả thời đại. Bọn nhỏ trừ trước kia công khóa bên ngoài, hoặc là luyện võ, hoặc là luyện tập thuật pháp, thức tỉnh siêu năng lực vân vân. Người không học những cái này không có cách, đây là sự phát triển của thời đại A. Người muốn sinh tồn, nhất định phải thích hợp thời đại này. Người thể chất đề cao lớn, tật bệnh đều ít đi rất nhiều. Hiện tại y dược sinh vật sở nghiên cứu đều nghiên cứu chính là như thế nào để người càng cường đại. Thậm chí nói thay đổi gen thay đổi huyết mạch vân vân. Tương ứng các loại cổ võ trường học, siêu năng học viện hợp thời mà sinh. Một chút cổ xưa tu luyện công pháp chờ một chút cũng phổ cập, hoặc là tại chuyên môn địa phương đều có thể học được. Hiện đại khoa học kỹ thuật cũng đề cao nhiều nhanh. Một chút đã từng chỉ ở các lớn phòng thí nghiệm sản phẩm hiện tại cũng phổ cập. Chấm. Còn có một số mới nguồn năng lượng vật chất xuất hiện,
thậm chí có thể so sánh đá mặt trời tài nguyên. Dẫn tới mọi người phong thưởng. Khắp nơi đều có chiến tranh đang đánh. Hỗn loạn khắp nơi đều là. Chẳng qua đáng sợ nhất chính là một chút di tích cổ xưa bị khai quật ra. Những cái này di tích cổ xưa có Đông Phương cổ võ, cũng có văn minh khoa học kỹ thuật. Rất nhiều đại thế lực, thí dụ như chư thần phòng thí nghiệm, mã nhã công nghiệp những thứ này. Tại những cái này trong di tích đạt được quá nhiều đồ tốt. Có tương lai khoa học kỹ thuật, cũng có cổ xưa võ học. Đại hạ cũng tham dự không ít. Có thu hoạch cũng có tổn thất. Cùng chư thần phòng thí nghiệm, mã nhã công nghiệp cùng đế vương tổ chức đều không nhỏ va chạm. To to nhỏ nhỏ giao thủ mấy trăm lần. Tổn thất không nhỏ, nhưng tổng thể không có uy hiếp được đại hạ. Chấm. Chẳng qua một năm này hiện ra càng nhiều cường giả. Thần bí ám võng bên trên càng là bài trừ cường giả bảng danh sách. Là các lớn bảng danh sách bên trong nhất quyền uy. Cái này bảng danh sách tên là thần bảng. Trên bảng danh sách tổng cộng có 100 người. Ghi chép 2 năm này hiện thế ra tay qua tất cả cường giả. Lý Tử Nhiễm trên bảng nổi danh, danh liệt thứ 8. Kỳ Lân cùng Bạch Hổ cũng tại trên bảng. Một cái thứ 47. Một cái thứ 79. Chấm. Còn có cái không tưởng được người cũng tại nó liệt. Đã từng đại hạ thiên bảng thứ nhất nam đế. Hắn đã sớm biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vừa vặn rất tốt giống tại đại hạ Đông Hải ra tay một lần. Liền bị ám võng lên bảng. Nam đế xếp hạng thứ 5. Không có ai biết đại hạ Đông Hải trận chiến kia xảy ra chuyện gì, càng không biết nam đế tại một trận chiến kia bên trong làm cái gì. Thế nhưng là không có ai nghi vấn ám võng tính quyền uy. Dù sao từ trước kia thời đại đến bây giờ, ám võng đều tại thể hiện ra lấy sự cường đại của nó cùng chỗ độc đáo. Nhưng nam đế lên bảng về sau, đại hạ rung động. Không thể nào. Nam đế lúc trước đều bị chen đi nơi nào. Đều xếp tại Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần đằng sau, một cái bị thế nhân lãng quên tồn tại. Bây giờ lại thần bảng thứ 5. Phải biết trước đó áo vải sát thần xếp tại thiên bảng thứ 2, tại nam đế phía trước. Nhưng bây giờ nam đế thần bảng thứ 5, áo vải sát thần liền bảng danh sách đều không có lên. Cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Thậm chí có người hoài nghi có phải là lầm. Cuối cùng thiên sách phủ ra mặt, công bố, nam đế hoàn toàn chính xác có thực lực leo lên thần bảng thứ 5. Đồng thời thiên cơ các đổi mới đại hạ thiên bảng. Nam đế xếp hạng thứ nhất. Xem ra thiên cơ các đối nam đế sự tình đã sớm biết. Chấm. Thần trên bảng, đại hạ lên bảng thật sự là không ít. Kỳ Lân cùng Bạch Hổ bọn hắn trải qua thiên truy bách luyện rốt cục trèo lên bảng, vượt qua áo vải sát thần chờ tiền bối. Dù là Thanh Long Huyền Võ bọn hắn cũng rất tiếp cận bảng danh sách này. Văn Lôi xuất thủ qua, nàng cũng tại thần trên bảng. Còn có Hà Dạ Tuyết 2 năm này không biết trải qua cái gì, nàng vậy mà cũng tại trên bảng. Có thể thấy được cái này thời gian 2 năm, có thể cho người ta cơ hội. Để bao nhiêu người bình thường đạt được nhảy lên hóa rồng cơ hội. Thời đại này đến nói, 2 năm đầy đủ dài. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tinh quốc bên kia Lý Thành Mẫn cũng tại nó liệt. Bảng danh sách này có rất nhiều Diệp Quân Lâm người quen, đương nhiên mới xuất hiện người cũng rất nhiều. Chấm. Thánh Kinh tổ chức bên này. Hắc Ám Thượng Đế một mực đang chú ý Diệp Quân Lâm. Đã một năm qua, Diệp Quân Lâm vậy mà không nhúc nhích. Mạnh mẽ bế quan một năm. Không giống như là trước đó như vậy, sau khi tỉnh lại một quyền lại tiếp tục bế quan. Lần này một mực đang bế quan. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hắc Ám Thượng Đế không tin cái này ta. Lý Tử Nhiễm rất hiếu kỳ bên trong đến tột cùng giam giữ người nào. Thời khắc này Diệp Quân Lâm một mực đang bế quan. Lần trước bế quan thời gian một năm. Hắn nếm thử dung hợp sở học của hắn qua hết thảy, bao quát công pháp cơ bản cùng các loại cấm kỹ thuật, còn có hắn bản thân diễn sinh sáng tạo nên đồ vật. Đem hết thảy dung hợp lại cùng nhau, đánh ra hủy thiên diệt địa một chiêu. Kết quả đối vách tường đến nói vẫn là không có tác dụng lớn gì. Căn bản kích không xuyên. Cho nên lần này bế quan, hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem cấm kỹ thuật cùng thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ quên. Hắn chỉ luyện một vật. Cũng chính là cơ sở nhất công pháp. Truy cầu nhất cực hạn lực lượng, truy cầu cực hạn nhất tốc độ. Cái này cửa cơ sở nhất công pháp có thể nói không có điểm cuối cùng, chưa hề nói luyện qua ngày đó. Chỉ có mạnh hơn ngày đó. Bởi vì ngươi luyện đến cực hạn,
ngươi cũng không dám nói lực lượng của ngươi là mạnh nhất, tốc độ là nhanh nhất. Cho nên hiện tại Diệp Quân Lâm bế quan chính là đang theo đuổi cực hạn này. Cái này vừa bế quan chính là một năm. Diệp Quân Lâm còn không có tỉnh lại. Chẳng qua hắc ám thượng đế hao tổn nổi. Hắn hiện tại đã chậm rãi đem Lý Tử Nhiễm tôi luyện thành cỗ máy giết người. Tính người của nàng cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Trong mắt trừ cừu hận cùng giết chóc lại không có cái khác. Lý Tử Nhiễm rời núi đến nay, gần như toàn làm là giết người cướp của nghề. Thánh Kinh tổ chức lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tử Nhiễm ngươi nhiệm vụ đến. Lần này là đi Đại Hạ Côn Luân công nghiệp cướp đoạt dược tề. Cầm tới dược tề về sau, tất cả mọi người muốn giết. Chấm. Tiếp vào nhiệm vụ mới, Lý Tử Nhiễm chỉ là hoảng hốt dưới. Ý vị này nàng gần như không có đại hạ khái niệm. Chỉ có khát máu cùng giết chóc. Nói rõ hắc ám thượng đế tôi luyện sắp thành công. Lý Tử Nhiễm sắp thành vì cỗ máy giết người. Lại tôi luyện một đoạn thời gian. Đoán chừng nàng liền quên bất cứ chuyện gì, chỉ còn lại giết chóc cùng khát máu. Lý Tử Nhiễm tiếp vào nhiệm vụ về sau, lập tức tiến về đại hạ. Loại thuốc này là Côn Luân công nghiệp mới nhất nghiên cứu ra đến, đối với chữa thương cứu mạng có kỳ lạ hiệu quả trị liệu. Hiện tại từ Bắc Cảnh Hoang Mạc hướng Côn Luân công nghiệp tổng bộ Giang Bắc đưa. Hộ tống người có Văn Lôi nhóm cường giả. Văn Lôi hiện tại là thần bảng cường giả. Từ nàng hộ tống, tự nhiên là an toàn. Cái này cùng nhau đi tới, trước sau sau đều có mười mấy tốp cường giả đến đoạt. Đều bị Văn Lôi bọn hắn chém giết. Hiện tại thời đại này đến cướp đoạt tài nguyên rất nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Ở nơi nào cũng không an toàn. Dù là đại hạ biên cảnh dốc hết toàn lực phòng thủ, nhưng luôn có người tiến đến. Duy nhất an toàn chính là thực lực cường đại cam đoan. Văn Lôi bọn hắn có kinh sợ nhưng không nguy hiểm đi ra hoang mạc. Nhưng lúc này một đạo khí tức nguy hiểm truyền đến. Một thân ảnh xuất hiện. Là nữ đế. Nữ đế tiếng tăm lừng lẫy, ai không biết. Nhất là thần bảng thứ 8. Càng là khiến người kiêng kỵ. Lần này Văn Lôi bọn hắn đều hoảng. Nguy hiểm. Nữ đế đến rồi. Ai không sợ. Cứ việc Văn Lôi cũng là thần bảng cường giả, nhưng chênh lệch quá lớn. Văn Lôi xếp hạng 67, nữ đế thứ 8. Không cách nào so sánh được. Lý Tử Nhiễm lạnh lùng liếc nhìn đám người liếc mắt. Giao cho nhiệm vụ của nàng là đem đồ vật lấy đi. Người toàn bộ đều giết. Chẳng qua nhìn thấy Văn Lôi cùng Chu Nam Yên thời điểm Lý Tử Nhiễm rõ ràng hoảng hốt dưới, sát ý cũng giảm không ít. Tử Nhiễm, chị dâu, Văn Lôi cùng Chu Nam Yên cũng nhận ra Lý Tử Nhiễm tới. Từ khi 2 năm trước Lý Tử Nhiễm bị thế lực thần bí mang đi về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Bọn hắn cũng tìm kiếm qua. Đều không có kết quả. Nhưng ai có thể nghĩ tới hung danh hiển hách nữ đế chính là nàng đâu. Tử Nhiễm 2 năm này ngươi đi đâu rồi? Ngươi làm sao biến thành nữ đế rồi? Bọn hắn tò mò hỏi. Các ngươi chính là Côn Luân công nghiệp, ta muốn dược tề tại trên tay các ngươi. Lý Tử Nhiễm tuyệt không trả lời vấn đề này. Mà là lạnh lùng mà hỏi. Cứ việc nàng nhận ra Văn Lôi cùng Chu Nam Yên. Nhưng thần thái lạnh lùng. Đúng, không sai, Tử Nhiễm, chúng ta là Côn Luân công nghiệp. Không chỉ có như thế. Côn Luân công nghiệp vẫn là Quân Lâm một tay sáng lập. Văn Lôi nói. Lý Tử Nhiễm một lời phủ định, không có khả năng. Quân Lâm chết rồi, làm sao có thể sáng tạo Côn Luân công nghiệp? Hắn cùng Lucifer cùng đến chỗ chết. Đáng tiếc Lucifer lại sống, ta hiện tại còn không giết được hắn. Lý Tử Nhiễm phẫn nộ gào thét. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên nói, Quân Lâm ca ca còn sống đâu? Hắn kỳ thật cũng không chết. Hắn chỉ là biến mất. Hắn đại khái xuất đi tìm ngươi, ta cảm giác ca ca còn sống, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Chu Nam Yên nói, chỉ là Lý Tử Nhiễm căn bản cũng không tin hai người trước mắt nói tới. Không, Quân Lâm đã chết, ta hiện tại còn sống chính là vì Quân Lâm báo thù. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên sốt ruột, ngươi muốn tin tưởng chúng ta nói tới. Hắn thật chỉ là biến mất, cũng chưa chết. Sư phụ nói cho ta Quân Lâm đã chết rồi, ta tin tưởng sư phụ. Ta chỉ tin tưởng hắn, chỉ có hắn mới có thể để cho ta báo thù, hiện tại hắn thu xếp ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Lý Tử Nhiễm tràn đầy sát ý. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia điên cuồng. Tử Nhiễm ngươi tỉnh a, ngươi bây giờ cùng trước kia không giống. Ngươi biến, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại, ngươi không thể lại giết chóc đi. Đúng,
Văn Lôi cùng Chu Nam Yên vội vàng thuyết phục. Hiện tại các ngươi lập tức đem đồ vật cho ta không giết các ngươi. Đây là Lý Tử Nhiễm từ Thánh Kinh tổ chức rời núi đến nay duy nhất một lần nhân từ. Không được, dược tề này liên quan đến rất lớn, chúng ta kiên quyết không thể cho ngươi. Tử Nhiễm nghe chúng ta một lời khuyên, đừng lại tiếp tục. Chấm. Lý Tử Nhiễm sát khí dày đặc, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta tự mình lấy. Lý Tử Nhiễm sát ý cuồng bạo, vừa thi triển ra, Văn Lôi cùng Chu Nam Yên bọn hắn đều sợ. Đây chính là đến từ thần bảng thứ 8 uy áp sao? Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Các ngươi che chở dược tề đi trước, ta đến ngăn lại nàng. Văn Lôi chỉ huy. Chu Nam Yên bọn hắn chỉ có thể mang theo dược tề rời đi trước. Muốn chạy. Lý Tử Nhiễm lập tức đuổi theo, Văn Lôi ngăn tại trước người nàng. Tại Côn Luân công nghiệp mấy ngày này, Văn Lôi dùng cổ võ thuật cùng hiện đại kỹ thuật đem tự thân tiềm lực khai phát đến một cái cực hạn giá trị. Đây cũng là nàng có thể đưa thân thần bảng trọng yếu nguyên nhân. Có thể đối bên trên Lý Tử Nhiễm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh Văn Lôi liền bị trọng thương, bị đánh bay ra ngoài. Đều không có ngăn lại bao lớn sẽ. Lý Tử Nhiễm nháy mắt cũng đuổi kịp Chu Nam Yên bọn hắn. Đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Tử Nhiễm đưa tay muốn. Chu Nam Yên một mặt sợ hãi. Ngay tại lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Thiên Sách phủ cường giả đến. Thiên Sách thiếu soái tự mình dẫn đội. Chúng ta sớm để mắt tới ngươi, nữ đế. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. Khởi bẩm thiếu soái nữ đế, kỳ thật chính là Diệp Quân Lâm thê tử Lý Tử Nhiễm. Có người nói ra Lý Tử Nhiễm thân phận. Tốt, Diệp Quân Lâm thật có ngươi. Ngươi không phải cả đời đều tại vì đại hạ phấn đấu sao? Ngươi không phải mọi chuyện đều tại đoạt công lao sao? Nhìn xem lão bà ngươi đi, thành sát nhân ma vương. Thiên Sách thiếu soái cười to nói. Nghe vậy, Lý Tử Nhiễm sát ý ngập trời. Tư thế kia hận không thể cùng Thiên Sách thiếu soái liều mạng. Chẳng qua lúc này bên tai nàng truyền đến Hắc Ám Thượng Đế thanh âm, để nàng rút lui. Đối Hắc Ám Thượng Đế mệnh lệnh, Lý Tử Nhiễm nói gì nghe nấy, lập tức rút lui. Thiên Sách thiếu soái nhóm cường giả truy tìm nửa ngày, vẫn là để Lý Tử Nhiễm chạy. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, về sau Lý Tử Nhiễm chính là đại hạ địch nhân, là bảng truy nã đơn bên trên vị thứ nhất tất sát địch. Nhìn thấy nàng giết không tha. Thiên Sách thiếu soái hạ lệnh. Về sau Lý Tử Nhiễm chính là toàn bộ đại hạ địch nhân. Người người nhìn thấy liền phải giết. Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm, người quản được chuyện thiên hạ, lại quản không được ra sự. Thật sự là chết cười ta, có bản lĩnh người ra tới giải quyết Lý Tử Nhiễm a. Thiên Sách thiếu soái cười cười. Thiên Sách phủ bên trong, quân quân đều đã là đại hài tử. Vô luận là dung mạo vẫn là thực lực, đều là đứng đầu nhất. Mấy vị lão tổ tông rất hài lòng quân quân. Tiếp tục như vậy, thêm một năm nữa quân quân đều có thể rời núi một mình đảm đương một phía. Mấy vị lão tổ tông cười cười. Chẳng qua ta có chút không nỡ quân quân ra ngoài. Tốt bao nhiêu hài tử a, bên ngoài nhiều nguy hiểm. Bá khí nữ tổ tông quá thương yêu quân quân. Không được, quân quân vẫn là phải cần đi lịch luyện, đi sông sáo. Không thể làm nhà ấm bên trong đóa hoa. Chẳng qua trước lúc này chúng ta cần đem nên dạy toàn bộ dạy cho nàng. Bảo đảm nàng về sau có thể giải quyết nguy hiểm. Mấy vị lão tổ tông nhìn xem quân quân, đôi mắt bên trong đều là không bỏ. Bọn hắn mấy trăm năm qua sinh hoạt đều là buồn tẻ vô vị. Thế nhưng là quân quân đến về sau, mỗi người sinh hoạt đều rực rỡ. Trên mặt mỗi người nụ cười đều không từng đứt đoạn. Chấm. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Thế giới biến hóa cũng là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều cổ di tích bị phát giác. Càng ngày càng nhiều cổ tộc xuất hiện. Càng ngày càng nhiều chiến tranh tiến hành. Các phương phát triển cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. So với dĩ vãng còn tại phi tốc tăng lên. Chấm. 3 năm, thời gian 3 năm đi qua. Thật là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này thời gian 3 năm thật là mạnh mẽ thay đổi một thời đại đồng dạng. Hoàn toàn khác biệt. Một năm này biến hóa so một năm hung ác. Nếu là 3 năm này ngăn cách. Đột nhiên ra tới, đoán chừng đều sẽ bị dọa sợ. Để Hắc Ám Thượng Đế kinh ngạc là Diệp Quân Lâm lần bế quan này, trực tiếp bế quan 2 năm, còn không chịu tỉnh lại. Hắn đang làm cái gì? Cái này người điên sao? Nhoáng một cái 3 năm đều đi qua. Hắn ròng rã bị nhốt 3 năm a.
Hắc ám thượng đế đều không nghĩ ra hắn đến tột cùng đang làm gì. Chẳng qua hắn hao tổn nổi. Diệp Quân Lâm hao tổn được tốt hay sao hả? Hắn hao không nổi. Diệp Quân Lâm, ngươi còn không thần phục tại ta sao? Ngươi còn muốn một mực bị nhốt lấy sao? Hắc ám thượng đế thanh âm quanh quẩn tại trong lồng giam. Hỏa vân tà thần tỉnh. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn không có tỉnh lại. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong. Không khỏi hắc ám thượng đế kinh ngạc, liền hỏa vân tà thần chính mình cũng kinh ngạc. Diệp Quân Lâm đây là làm sao rồi? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Quân Lâm, ngươi liền chậm rãi bế quan đi. Dựa theo thực lực của ngươi, người bế nhốt cả đời cũng không thể mở ra nơi này. Hắc ám thượng đế cười cười. Đối với Diệp Quân Lâm hắn đã thất vọng. Hiện tại Lý Tử Nhiễm thỏa mãn điều kiện của hắn. Bị hắn tôi luyện trưởng thành người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Đối với Diệp Quân Lâm hắn đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Hắn tùy ý Diệp Quân Lâm tự sinh tự diệt. Từ hôm nay trở đi, Thánh Kinh tổ chức muốn từ nơi này dọn đi. Đi hướng một nơi khác. Bởi vì những trong năm này, Hắc Ám Thượng Đế một hệ liệt kế hoạch đều thành công. Không cần lại ẩn tàng ở nơi này. Nơi này hết thảy đều bị vứt bỏ. Bao quát giam giữ Diệp Quân Lâm lồng giam cũng bị vĩnh viễn ném ở nơi này. Diệp Quân Lâm sẽ bị nhốt tại nơi này cả một đời, mãi mãi cũng ra không được. Không có người so Hắc Ám Thượng Đế rõ ràng hơn cái đồ chơi này có bao nhiêu kiên cố. Hắn vô cùng rõ ràng Diệp Quân Lâm át chủ bài. Cho dù Diệp Quân Lâm thiên phú dị bẩm, nhưng đối mặt cái đồ chơi này căn bản không được. Thật muốn bị cả một đời vây ở chỗ này. Thánh Kinh tổ chức di chuyển, Hắc Ám Thượng Đế triệt để từ bỏ Diệp Quân Lâm. Trước khi rời đi, Lý Tử Nhiễm còn tại hiếu kỳ hỏi thăm Hắc Ám Thượng Đế. Giam lại địch nhân không cần phải để ý đến rồi. Không có việc gì, đời này hắn đều ra không được. Hắc Ám Thượng Đế cười cười. Chấm. Toàn thế giới đều tại to lớn biến hóa. Tới gần Đại Hạ Tinh Quốc cùng Đông Đảo cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền lấy Tinh Quốc Tam Hưng tập đoàn đến nói, bọn hắn rất sớm đã vì tương lai bố cục. Trong 3 năm này, bọn hắn lại lấy được rất nhiều. Bây giờ chân chính đưa thân đến thế giới đứng đầu nhất tổ chức thế lực bên trong. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cái này biến mất trong 3 năm, thế nhưng là khổ Lý Thành Mẫn. Lúc trước Tinh Quốc một trận chiến, Lý Thành Mẫn tự mình giấu kín Diệp Quân Lâm sự tình triệt để lộ ra ánh sáng. Đều không cần chư thần phòng thí nghiệm, Tam Hưng tập đoàn chính mình cũng muốn nghiêm khắc xử phạt Lý Thành Mẫn. Tam Hưng tập đoàn các lớn cao tầng ở trước mặt hung hăng chỉ trích Lý Thành Mẫn, sợ rằng chúng ta cùng chư thần phòng thí nghiệm không phải bằng hữu, nhưng chúng ta cùng Đại Hạ chính là địch nhân. Người trợ giúp Diệp Quân Lâm chính là tại giúp Đại Hạ. Người chính là Tam Hưng tập đoàn phản đồ. Người chính là Tinh Quốc phản đồ. Những lời này bây giờ còn thật sâu ấn khắc tại Lý Thành Mẫn trong đầu. Nàng bao che Diệp Quân Lâm một chuyện, xúc phạm Tam Hưng tập đoàn tối kỵ. Thế nhưng là thân phận nàng đặc thù, không thể trực tiếp giết. Thế là, Lý Thị tập đoàn quyết định khai trừ Lý Thành Mẫn Lý Thị thân phận, đưa nàng khu trục ra Lý gia. Đồng thời đem Lý Thành Mẫn siêu năng lực hủy bỏ. Cuối cùng giam giữ tại phòng tối 10 năm làm trừng phạt. 3 năm này Lý Thành Mẫn đều là bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất, nhận hết cô độc hắc ám chờ tra tấn. Lý gia thường xuyên có người hỏi Lý Thành Mẫn hối hận không có, chỉ cần nàng nhận thức đến sai lầm, liền thả nàng ra tới. Nhưng Lý Thành Mẫn tuyệt không hối hận. Một lần nữa, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng sẽ một mực bao che Diệp Quân Lâm. Bởi vì, Lý Thành Mẫn đã sớm yêu Diệp Quân Lâm. Ở chung đoạn thời gian đó về sau, Lý Thành Mẫn không có thuốc chữa thích Diệp Quân Lâm. Biết Diệp Quân Lâm cùng đến chỗ chết về sau, nàng đã lòng như cho nguội, bị thế nào trừng phạt, nàng cũng không đáng kể. Nhất là chuyện này bị cao tầng biết về sau, càng là tức giận. Đưa nàng nhốt lại sám hối. Mỗi ngày còn cần tận cực hình đến trừng phạt nàng, để nàng sám hối, để nàng thừa nhận sai lầm. Lý Thành Mẫn đều đã thành thói quen. Chẳng qua thân thể nàng suy yếu, sắp không tiếp tục kiên trì được. Không có nhiều thời gian có thể sống. Lúc này Lý Thành Mẫn phụ thân Lý Đông bên trong đám người đi tới giam giữ Lý Thành Mẫn địa phương. Đây là một chỗ địa hạ lao lồng. Lý Đông bên trong cũng không có quyền lợi mở ra, chỉ có thể cùng Lý Thành Mẫn trực tiếp giao lưu. Nữ nhi, phụ thân vì ngươi tranh thủ đến một cơ hội. Lý Đông bên trong hô lớn. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng, liền thả ngươi ra tới, còn miễn trừ ngươi hết thảy chịu tội.
còn khôi phục ngươi Lý gia thân phận. Chẳng qua Lý Thành Mẫn nhìn thoáng qua, tuyệt không có bất cứ hứng thú gì. Hiện tại chúng ta Tam Hưng tập đoàn cùng Mã Nhã Công nghiệp hợp tác. Chỉ cần ngươi gả cho Mã Nhã Công nghiệp, liền có thể thả ngươi ra tới. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, là ta giành được cơ hội. Lý Thành Mẫn lại lắc đầu, phụ thân ngươi từ bỏ đi. Ta sẽ không lấy chồng, ta liền chờ chết. Cái gì, ngươi chẳng lẽ còn tại nhớ Diệp Quân Lâm à? Lý Nông vừa ý biết đến cái gì, không khỏi hỏi. Đúng, không sai, ta chính là thích Diệp Quân Lâm. Lý Thành Mẫn trả lời. Ngươi cái không muốn mặt, Diệp Quân Lâm là chúng ta Tam Hưng địch nhân, càng là người có vợ, ngươi làm sao lại thích hắn? Chấm. Lý Thành Mẫn lời này mới ra, lập tức dẫn tới đám người nhục mạ. Ngươi lại còn tại nhớ hắn, hắn đều chết. Lý Nông bên trong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô to. Vậy liền ta chung thân không gả, cùng hắn đi chết. Lý Thành Mẫn dạng này, Lý Nông bên trong không có cách, chỉ có thể từ bỏ. Để nàng chết đi, cũng dùng để cảnh cáo Tam Hưng tập đoàn tất cả mọi người. Chấm. Chẳng qua hiện nay Tam Hưng tập đoàn cùng Mã Nhã Công nghiệp hợp tác, sẽ không tiếp tục cùng Chư Thần phòng thí nghiệm hợp tác. Mã Nhã Công nghiệp thành Tam Hưng tập đoàn núi dựa lớn. Mà lại trong 3 năm này, Chư Thần phòng thí nghiệm ngược lại rất điệu thấp, chứ Lucifer tại năm thứ nhất hoạt động một chút, thu hoạch được tứ đại hung thần xưng hào về sau, trong 3 năm này, Chư Thần phòng thí nghiệm vậy mà càng ngày càng thấp điều. Trong 3 năm này, các phương đều đang nhanh chóng phát triển, lúc đầu các thế lực lớn càng ngày càng mạnh, cũng có càng nhiều thế lực, thí dụ như Mã Nhã Công nghiệp chờ một chút xuất hiện. Thế nhưng là Chư Thần phòng thí nghiệm tin tức càng ngày càng ít, hoạt động cũng càng ngày càng ít, thậm chí đá mặt trời loại này tài nguyên đào móc đều không tham dự. 3 năm, Chư Thần phòng thí nghiệm triệt để phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết hoặc là quên đi Chư Thần phòng thí nghiệm tồn tại. Rất nhiều người đều tại kinh ngạc Chư Thần phòng thí nghiệm muốn làm gì. Làm sao lại đột nhiên biến mất đâu. Đến mức hiện tại một chút xíu tin tức đều không có. Chư Thần phòng thí nghiệm căn bản liền biến mất đồng dạng. Không bình thường. Nhất hẳn là ở thời đại này xuất hiện thế lực lại ẩn thế. Bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Thiên Sách Phủ không chỉ một lần điều tra qua Chư Thần phòng thí nghiệm, nhưng cái gì đều không có tra được, Chư Thần phòng thí nghiệm thật biến mất đồng dạng. Cái khác các thế lực lớn cũng đang tra Chư Thần phòng thí nghiệm, nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái danh xưng này thế giới mạnh nhất thế lực vậy mà tại cái này thế lực đáng sợ biến mất. Không phù hợp lẽ thường. Chẳng qua thời đại này tiến đến về sau, càng nhiều thế lực xông ra. Lại không ai đi chú ý Chư Thần phòng thí nghiệm. Thậm chí có thể nói như vậy, trước đó Chư Thần phòng thí nghiệm những cái kia chó săn cũng đều cùng Chư Thần phòng thí nghiệm mất đi liên hệ. Bọn hắn cũng không liên lạc được Chư Thần phòng thí nghiệm, càng không biết Chư Thần phòng thí nghiệm ở đâu. Đây cũng là Tam Hưng tập đoàn đầu nhập Mã Nhã Công nghiệp nguyên nhân. Không phải bọn hắn một phản bội, Chư Thần phòng thí nghiệm sẽ đem bọn hắn toàn diệt. Có thể nói Chư Thần phòng thí nghiệm đã bị thay thế. Cái gì Mã Nhã Công nghiệp, Đế Vương tổ chức, Côn Luân Công nghiệp chờ một chút thay thế trước đó Chư Thần phòng thí nghiệm địa vị. Chư Thần phòng thí nghiệm cùng bọn hắn đối thủ lớn nhất Diệp Quân Lâm cùng một chỗ biến mất. 3 năm trước đây chấn kinh thế giới các lớn tin tức, hai phe này chiếm hơn phân nửa. Nhưng hôm nay lại không có người xách bọn hắn. Bọn hắn triệt để bị lãng quên. Thời đại biến hóa quá nhanh. Huống chi 3 năm này, càng là thay hình đổi dạng. Có người nói qua, Diệp Quân Lâm dù là còn sống cũng sẽ không thích ứng thời đại này. Bởi vì hiện tại cường giả nhiều lắm, năm đó Diệp Quân Lâm thực lực tại bây giờ không đáng giá được nhắc tới. Ví dụ như hiện tại có chính xác tính toán sức chiến đấu. Năm đó Diệp Quân Lâm cái này cường giả đỉnh cao chiến lực tính 10.000, tại hiện đại thời đại này đoán chừng chỉ có thể tính 5.000. Nói trắng ra, Diệp Quân Lâm ở thời đại này, thực lực chỉ có thể tính trung đẳng. Liền trách lên đều không phải, chớ đừng nói chi là đỉnh tiêm. Cho nên có ít người nói Diệp Quân Lâm dù là bất tử, dù là không có tin tức. Lấy hắn yêu gây chuyện tính cách, ở thời đại này bên trong sống không quá 3 ngày. Sớm bảo những cái kia mới xuất hiện cường giả đều đánh chết. Cho nên Diệp Quân Lâm còn sống cũng vô dụng. Hắn không còn là thời đại này tiêu điểm, hắn tại cũng không ai lại vây quanh hắn chuyển, hắn không còn lần lượt trở thành chúa cứu thế. Tóm lại, thời đại này bên trong, Diệp Quân Lâm vô luận còn sống vẫn là tử vong, đều là không có chút nào tồn tại cảm. Điểm này Thiên Sách Phủ rất là đồng ý.
Diệp Quân Lâm không được. Không cách nào ở thời đại này đặt chân. Nhưng Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc không giống. Vô luận thời đại như thế nào biến, vô luận bên ngoài cường giả lại như thế nào nhiều, Thiên Sách Phủ vẫn như cũ có thể thủ hộ đại hạ. Thiên Sách Phủ cường giả như mây, Thiên Sách thiếu soái chân áp một phương. Nhưng Diệp Quân Lâm không được. Không chỉ có như thế. Rất nhiều người nói chư thần phòng thí nghiệm cũng thành đi qua thức. Nếu không phải nó biến mất nhanh, sớm bị Mã Nhã công nghiệp những cái này thế lực lớn cho hủy diệt. Nói trắng ra, chư thần phòng thí nghiệm không biến mất, ở thời đại này chỉ có thể là làm pháo hôi. Chẳng qua không thể không nói thời đại này người đều quá mạnh. Cường giả nhiều lắm. 3 năm trước đây ở vào cường giả đứng đầu thời đại này thật thích ứng không được. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thời gian 3 năm các phương phát triển quá nhanh. Ví dụ như năm thứ nhất cường giả bình quân thực lực mạnh gấp 10. Năm thứ hai có thể là 30 lần. Năm thứ ba chính là gấp 100 lần. Nhất là năm thứ hai đến năm thứ ba giai đoạn này, là kinh khủng nhất 1 năm. 2 năm trước khả năng cũng không tính bay vọt về chất. 1 năm này mới là bay vọt về chất. Này tấm độ quả thực khủng bố đến cực hạn. Hoàn toàn cùng 3 năm trước đây là 2 thế giới. Sở dĩ năm đó cùng loại với Diệp Quân Lâm mạnh như vậy người căn bản không được, chỉ có thể là trung đẳng. Muốn đi vào thần bảng càng là khó càng thêm khó. Nói cách khác, Diệp Quân Lâm còn sống, hoặc là trở về đều đánh không lại Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn. Bởi vì bọn hắn mô phỏng qua đã từng Diệp Quân Lâm chiến đấu. Kỳ Lân Bạch Hổ bọn hắn có thể tùy tiện làm được Diệp Quân Lâm làm. Bởi vậy bọn hắn so Diệp Quân Lâm mạnh. Liền bọn hắn cũng cho rằng như vậy. Chẳng qua để Kỳ Lân bọn hắn hưng phấn chính là bọn hắn có thể đại biểu Diệp Quân Lâm, đến kế thừa ý chí của hắn. Đến tiếp tục bảo hộ đại hạ. Diệp Quân Lâm trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối đều là lão đại. Thế nhưng là thời đại biến, bọn hắn tiến bộ quá nhanh, so ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn. Bọn hắn hiện tại quá mạnh quá mạnh. Cho nên bọn hắn tôn trọng Diệp Quân Lâm là lão đại đồng thời, cũng biết một sự thật, bọn hắn so Diệp Quân Lâm mạnh. Lão đại ngài yên tâm đi, đại hạ có chúng ta đâu, chúng ta có thể chống đỡ. Lão đại chúng ta so ngài còn mạnh, thời đại này là chúng ta. Lão đại ngài có thể nghỉ ngơi. Đây là Kỳ Lân bọn hắn thường xuyên nói một câu nói. Cái này thời đại so năm đó Diệp Quân Lâm mạnh người chỗ nào cũng có. Đúng là như thế. Dựa theo năm đó Diệp Quân Lâm thực lực xác thực có quá nhiều người mạnh hơn hắn. Hắn là bị thời đại đào thải. Liền Kỳ Lân bọn hắn đều thừa nhận chuyện này, đủ thấy thời đại này khủng bố. Thậm chí có không ít đã từng Diệp Quân Lâm địch nhân, ở thời đại này đạt được kỳ ngộ mạnh lên về sau. Đều nghĩ Diệp Quân Lâm còn sống, cùng hắn lại đánh một lần, triệt để đánh bại hắn. Chấm. Đã từng thánh kinh tổ chức xào huyệt. Hắc ám lao lung bên trong. Hỏa vân tà thần bế quan kết thúc. Hắn đi theo Diệp Quân Lâm bế quan 3 năm, cũng so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Vẫn như trước không làm gì được trước mắt phách tường. Tiên sinh ngài muốn bế quan đến khi nào a? Hỏa vân tà thần nhìn về phía Diệp Quân Lâm. 3 năm a. Dòng dã 3 năm. Không có người so Hỏa Vân Tà Thần càng hiểu loại thống khổ này. Cái này hắc ám lao lung thật quá khảo nghiệm người. Tâm cảnh của ngươi, thực lực của ngươi, đều là cực hạn tra tấn. Liên Hỏa Vân Tà Thần loại lão gia hỏa này đều nhìn không được. Loại này không có hy vọng sự tình thật để người sắp điên. Cho tới nay, Hỏa Vân Tà Thần đều là bế quan 3 tháng sau đó tỉnh lại. Hắn cho tới bây giờ không có quấy rối qua Diệp Quân Lâm một lần. Nhưng bây giờ hắn nhịn không được. Chịu không được loại này tra tấn. Hắn hết sức. Hiện tại hắn chỉ muốn tỉnh lại Diệp Quân Lâm, xem hắn có không có cách nào. Hắn muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm đang bế quan, đắm chìm ở trong thế giới của mình, căn bản không để ý tới Hỏa Vân Tà Thần. Tiên sinh ngài còn muốn bế quan sao? Ngài còn muốn bao lâu thời gian a? Ngài chẳng lẽ lại muốn bế quan nhiều năm a? Chấm. Diệp Quân Lâm vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Từ năm thứ nhất đánh xong một quyền kia về sau, 2 năm này Diệp Quân Lâm một mực đang bế quan. Không có bất kỳ cái gì động tác. Sợ. Hỏa Vân Tà Thần là thật sợ. Bởi vì Diệp Quân Lâm bế quan về sau, khí tức là càng ngày càng yếu. Bây giờ Diệp Quân Lâm khí tức trên thân có thể nói là hoàn toàn không có. Cái này khiến Hỏa Vân Tà Thần rất là sợ hãi. Người khác bế quan khí tức đều là càng ngày càng thịnh,
nhưng Diệp Quân Lâm là càng ngày càng yếu, đến bây giờ không có. Hỏa Vân Tà Thần bản thân liền là cao nhân. Hắn đương nhiên có thể phát hiện Diệp Quân Lâm không phải tận lực giấu giếm khí tức, hắn chính là khí tức không có. Cùng đạo gia Niết Bàn, Phật gia Viên Tịch đồng dạng. Nếu là Diệp Quân Lâm khí tức càng ngày càng mạnh, Hỏa Vân Tà Thần còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm chuyện gì xảy ra? Tiếp tục như vậy, còn có hy vọng sao? Hỏa Vân Tà Thần rất gấp. Mấy ngày kế tiếp hắn đều đang điên cuồng phát thiết. Sử xuất các loại chiêu số đến oanh kích trước mắt vách tường. Hắn hiện tại cũng nghĩ tự sát. Nhưng dù là oanh kích vách tường tươi sống mệt chết cũng so thụ loại này tra tấn mạnh. Nhưng vô luận Hỏa Vân Tà Thần làm sao giày vò, Diệp Quân Lâm vẫn như cũ bế quan không tỉnh lại. Khí tức hoàn toàn không có. Liền như là người chết. Cái này khiến Hỏa Vân Tà Thần dứt khoát làm Diệp Quân Lâm không tồn tại. Làm lấy chính mình sự tình. Chấm. Đến địa phương mới Hắc Ám Thượng Đế cảm ứng được Hắc Ám Lao Lung phát sinh hết thảy, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, vùng vẫy dẫy chết thôi. Bế quan lại lâu cũng không có kết quả gì. Bên cạnh Minh Tà Thần hỏi, Hắc Ám Thượng Đế, cái này Hắc Ám Lao Lung muốn như thế nào mở ra? Ngài không phải nói không có cơ quan sao? Chẳng lẽ ngài dựa vào thuần thực lực khả năng mở ra? Nào biết Hắc Ám Thượng Đế cười cười nói, không thể. Các ngươi căn bản không biết cái này Hắc Ám Lao Lung đến từ nơi đó. Ta chỉ dựa vào thuần thực lực cũng vô pháp mở ra. Vậy nếu là Diệp Quân Lâm hướng ngài thần phục, ngài mở thế nào? Đúng a, chẳng phải là mãi mãi cũng mở không ra rồi. Những người khác rối rít nói. Không, ta mượn nhờ một thanh thần khí có thể mở ra. Ta đã từng chiếm được đại hạ một cái thần đao. Có cái này thần đao ta có thể bổ ra Hắc Ám Lao Lung. Đã từng ta dùng cái này thần đao đánh chết qua chư thần phòng thí nghiệm một vị người sáng lập. Cho nên chư thần phòng thí nghiệm đối ta vẫn là e ngại. Chẳng qua nói thật, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng Hắc Ám Lao Lung. Đáng tiếc Diệp Quân Lâm cuối cùng không phải ta mong đợi. Lãng phí Hắc Ám Lao Lung. Hắc Ám Thượng Đế nói. Minh Tà Thần mấy người cười cười. Ý kia chính là nói, trừ cây đao này bên ngoài, không ai có thể mở ra Hắc Ám Lao Lung, giống Diệp Quân Lâm dạng này thuần dựa vào nắm đấm càng là không được. Hắc Ám Thượng Đế trầm tư nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Theo ta được biết, đại hạ còn có một cái thần kiếm, có thể cùng trong tay của ta cái này thần đao so sánh. Có được thanh kiếm này, phối hợp ta thực lực thế này, cũng có thể mở ra Hắc Ám Lao Lung. Vậy vẫn là đồng dạng, Diệp Quân Lâm lại không có thanh thần kiếm này. Càng không có ngài thực lực thế này. Hắn vĩnh thế cũng sẽ không ra tới. Minh Tà Thần cười cười. Ta hiện tại đối Diệp Quân Lâm không hứng thú, ngược lại là đại hạ thanh thần kiếm kia nghe nói muốn ra tới. Hắc Ám Thượng Đế một mặt hướng tới. Vậy chúng ta muốn tham dự tranh đoạt sao? Minh Tà Thần hỏi. Hắc Ám Thượng Đế lập tức nói, đương nhiên, thanh thần kiếm này ta tìm kiếm không biết bao lâu, hiện tại rốt cục xuất hiện, ta há có không tranh đạo lý. Đến lúc đó toàn bộ các ngươi đều đi, Lý Tử Nhiễm cũng đi, lúc cần thiết ta cũng sẽ ra tay. Hắc Ám Thượng Đế nói. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ đều kinh ngạc đến ngây người. Từ đám bọn hắn biết Hắc Ám Thượng Đế đến nay, hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua. Lần này lại muốn ra tay rồi. Cái này chẳng phải là nói thần kiếm rất trọng yếu. Giá trị của nó lớn đến liền Hắc Ám Thượng Đế đều ngấp nghé thật lâu. Không sai. Ở thời đại này, vũ khí trọng yếu giống vậy, thậm chí so trước kia trọng yếu hơn. Không câu nệ tại vũ khí hiện đại, còn có rất nhiều cổ xưa thần khí bị từng cái khai quật ra. Các lớn khoa học kỹ thuật thế lực chế tạo chiến giáp cùng các loại máy móc chờ một chút không gì không phá, căn bản liền không đánh thông. Thật có chút người đạt được cổ xưa thần khí, thí dụ như đại hạ bảo kiếm bảo đao, phương Tây thần mâu chờ một chút, là đủ đem những cái này không gì không phá chiến giáp bổ ra vỡ nát. Có một kiện cổ xưa binh khí, thực lực của ngươi đem gấp bội. Cho nên mỗi khi thần khí vừa ra tới, dẫn tới các phương điên cuồng cướp đoạt. Truyền ngôn mặt trời không lặn đế quốc chiến lực mạnh nhất cơ cấu, thần kiếm cục. Nó trấn cục chi bảo chính là một cái cắm ở trong viên đá kiếm, tên là kiếm trong đá. Truyền thuyết là một thanh thần kiếm, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Chẳng qua dù là có người ngấp nghé, cũng không dám đến cướp đoạt. Ai sẽ ngốc đến cùng một cái cường quốc chiến lực mạnh nhất cơ cấu là địch đâu. Chẳng qua trong 3 năm này, đủ loại di tích bị khai quật, từng kiện cổ xưa binh khí xuất hiện.
có không ít người bằng vào cổ xưa binh khí thực lực bạo tăng, trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên là có chút đáng sợ cổ xưa binh khí, bình thường cường giả đạt được cũng vô dụng, căn bản điều khiển không được. Bởi vì cổ xưa binh khí bản thân liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi cần càng mạnh hoặc là cùng nó xứng đôi, bị nó tán thành khả năng điều khiển. Dạng này cổ xưa binh khí dẫn tới tranh đoạt đều là thế lực lớn đại khủng bố tồn tại. Nhất là loại này cổ xưa binh khí tại đại hạ rất nhiều. Đại hạ các loại tài nguyên phong phú không phải thổi. Hắc ám thượng đế trong miệng tại đại hạ sắp xuất hiện thần kiếm đem gây nên lớn nhất oanh động liên quan tới cổ xưa binh khí. Đại hạ Côn Luân công nghiệp. Hôm nay, thiên sách thiếu soái đích thân đến, đem tất cả cao tầng triệu tập lại. Đây là ta chấp trưởng Côn Luân công nghiệp 2 năm qua, lần thứ nhất đem tất cả triệu tập lại họp. Thiên sách thiếu soái cười cười. Côn Luân công nghiệp cao tầng ở trong đã có không ít người hướng thiên sách phủ thần phục, hẳn là tâm phục khẩu phục. Người này vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều quá khủng bố. Đem Côn Luân công nghiệp một tay đưa đến hiện tại cao độ. Bọn hắn phục. Chẳng qua Kỳ Lân, áo vải sát thần bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng cái này Côn Luân công nghiệp là Diệp Quân Lâm. Bọn hắn đều dựa theo Diệp Quân Lâm bố cục mới phát triển đến bây giờ. Đồng thời thiên sách thiếu soái cũng không có làm cái gì. Côn Luân phát triển kỹ nghệ đến bây giờ, cùng hắn không có nhiều quan hệ. Hắn có thể làm sự tình, bọn hắn cũng có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng thiên sách thiếu soái vẫn là cung cấp nhất định trợ giúp. Kỳ Lân bọn hắn mạnh lên cùng thiên sách thiếu soái vẫn là có quan hệ. Xem lại các ngươi trở nên mạnh như vậy, ta thật cao hứng. Thiên sách thiếu soái cười cười. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười, mạnh lên mỗi người đều hưng phấn. Nhất là Kỳ Lân, Bạch Hổ mấy người các ngươi, càng làm cho ta kinh hỉ, đều nhập thần bảng. Thiên sách thiếu soái cười, đây chính là đi theo ta chỗ tốt. Nếu như Diệp Quân Lâm tại, các ngươi đi theo hắn, có thể trưởng thành nhanh như vậy sao? Kỳ Lân nghe được thiên sách thiếu soái nói Diệp Quân Lâm, vừa muốn cãi lại, thiên sách thiếu soái thanh âm lại truyền đến, các ngươi liền nói một chút hiện tại mình có phải là so năm đó Diệp Quân Lâm mạnh hơn. Kỳ Lân bọn hắn trầm mặc, nhao nhao gật đầu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ đích xác so Diệp Quân Lâm mạnh hơn. Điểm này căn bản là không có cách phản bác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.